Vô thượng sát thần, Tiêu Phàm, Nam Cung Tiêu Tiêu. Tập 28. Tiêu Phàm, người đừng khinh người quá đáng. Y Phi Mạch bị dọa đến lui ra phía sau mấy bước, riêng một mình Tiêu Phàm cũng đủ để cho hắn một trận. Bây giờ là một nhóm, dù là Nam Cung Thiên Giật cũng chưa chắc dám cùng mấy người hợp lực chiến một trận đâu. Ngươi Y Phi Mạch không phải nói muốn dựa vào bản lĩnh sao? Hiện tại cho ngươi cơ hội tranh đoạt Long Hồn Quả, ngươi còn nói ta khinh người quá đáng. Tiêu Phàm buồn cười nhìn Y Phi Mạch. Ngươi, Y Phi Mạch nhất thời im lặng, không biết nói cái gì. Nếu như không phải vì nể mặt Y Tam gia, giờ ta làm thịt ngươi luôn, ngươi có tin không? Còn người Tiêu Phàm rét run, sát ý lặng lẽ phát ra, kể từ khi ngươi thần phục Nam Cung Thiên Giật, ngươi liền không có tư cách đứng ở chỗ này, còn muốn Long Hồn Quả. Cút, nhìn thấy Y Phi Mạch còn muốn nói cái gì, Tiêu Phàm gầm thét một tiếng, trong miệng hắn thốt ra một đạo sát phạt kiếm khí, xông thẳng đến Y Phi Mạch. Sắc mặt Y Phi Mạch hoàn toàn thay đổi, hắn không nghĩ tới Tiêu Phàm đánh liền không chào hỏi, đạp chân xuống, trực tiếp nhảy xuống Thiên Cơ Tháp. Những người khác cảm nhận được luồng khí lạnh băng trên người Tiêu Phàm không khỏi run, cũng nhao nhao nhảy xuống phía dưới Thiên Cơ Tháp. Y Phi Mạch, thật đúng là đáng tiếc. Bắc Thần Phong lắc đầu, nói, đệ tử đại gia tộc, có mấy kẻ trải qua được gió táp mưa sa. Đột nhiên, cảm nhận được ánh mắt ác liệt của Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong vội ho một tiếng nói, Sở huynh là hào kiệt chân chính, đương nhiên không được tính ở trong đó. Bắc Thần Phong cũng không dám cùng cái tên điên Sở Khinh Cuồng này tranh đấu, cũng không phải hắn e ngại thực lực Sở Khinh Cuồng, mà là Sở Khinh Cuồng đùa nghịch hung ác đã đánh thì không chết không thôi. Mấy người lặng lặng chờ đợi, Long Hồn Quả từng viên liên tiếp thành thục, đám người chuẩn bị sẵn sàng từ lâu, Bắc Thần Phong được quả thứ ba tiến vào Thiên Cơ Tháp. Ngay sau đó Lâu Ngạo Thiên, tiếp theo là Sở Khinh Cuồng, rồi đến Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, cuối cùng mới đến Tiêu Phàm hắn. Từ xa mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn Tiêu Phàm bọn hắn biến mất ở bên trong Thiên Cơ Tháp. À, các ngươi mau nhìn, đột nhiên có người kinh hô lớn, ánh mắt tề tụ tại vị trí Thiên Cơ Tháp lộ ra vẻ sợ hãi. Chỉ thấy Long Hồn Thụ đột nhiên nhanh chóng khô héo, nồng nặc sinh cơ biến mất không thấy gì nữa. Oanh long long, ngay sau đó, thất thải Thiên Cơ Tháp cũng mau sụp đổ, hóa thành một đống cho tàn phóng tới bốn phương tám hướng, trong hố sâu phát ra một trận thanh âm long long. Sập, Tiêu Phàm bọn họ đâu? Đám người lộ ra vẻ kinh hãi, rất nhiều người trong lòng âm thầm cảm thấy may mắn bản thân đã không đi vào, bằng không tuyệt đối hữu tử vô sinh. Được Long Hồn Quả thi như thế nào, còn không phải một con đường chết, đi thôi, còn có hai tháng. Cái cổ địa bí cảnh này rất rộng lớn, có lẽ còn có bảo bối khác. Có người mở miệng, những người khác không khỏi gật đầu, nhao nhao hướng về bốn phương tám hướng. Tu sĩ tiến vào cổ địa bí cảnh tử thương vô số, bất luận là đối với Đại Ly, hay là đối với Đại Long, tổn thất đều không thể tính được. Có thể sống sót đã là điều khó khăn lắm rồi, so với sinh mệnh, những thứ khác tính là gì? Tiêu Phàm, là người tự chịu diệt vong. Y Phi Mạch hừ lạnh một tiếng, cũng biến mất tại chỗ. Trên bầu trời, Tiểu Minh hét dài một tiếng, đáp xuống, từng đợt cuồng phong xốc lên phế tích Thiên Cơ Tháp, đáng tiếc, rốt cuộc không có bóng dáng Tiêu Phàm bọn hắn. Tiểu Minh cực kỳ không cam lòng gào thét, hắn cũng không rời đi, ngược lại thủ hộ tại phía trên đống phế tích, lặng lặng chờ đợi. Bên trong một vùng thung lũng, Long Tiêu nằm trên một tảng đá, Long Thần ngồi ở bên cạnh. Lẳng lặng nghe mấy tu sĩ dò thăm tin tức. Tiêu U bị Tiêu Phàm giết, khụ khụ Long Tiêu hơi khẽ kích động, liền ho ra mấy khẩu máu đen. Chết cũng tốt, Long Thần thản nhiên nói, trong lòng lại bổ sung một câu, chẳng qua, Thiên Hương bà sẽ không bỏ qua hắn, cái tên Tiêu Phàm này thật đúng là không coi ai ra gì mà, rất nhanh Thánh Thành liền tuyển người đến Nam Vực, đến lúc đó thiên tài cửu đại đế triều tề tụ, lại là một trận thịnh hội. Lần sau gặp được hắn, ta nhất định phải đánh bại hắn. Long Tiêu nghiêm nghị nói, Tiêu U bị giết, hắn ngược lại không tức giận như thế, mà hắn tức giận vì đã thua ở trong tay Tiêu Phàm, điều đó khiến hắn cực kỳ không cam lòng. Hắn không biết là thương thế hắn căn bản không phải người bình thường có thể chữa được. Lần tiếp theo, cũng hẳn rất nhanh. Long Thần híp hai mắt, thần sắc có chút mê ly. Lại nói Tiêu Phàm tiến vào Thiên Cơ Tháp. Liền cảm giác tiến vào bên trong một đầu hư vô thông đạo,
trong thông đạo hào quang lấp lóe, có một cỗ cảm giác áp bách to lớn. Hắn muốn nhìn rõ tất cả trong đó, nhưng xung quanh vặn vẹo một trận, có lít nha lít nhít sợi tơ hiện lên hình dạng xoắn ốc vờn quanh, xem thôi cũng đủ choáng đầu hoa mắt. Ta làm sao cứ như trên con thoi thời gian và không gian vậy? Tiêu Phàm tự nói, trong lòng sợ hãi, cái thiên cơ tháp này so với tưởng tượng hắn hoàn toàn khác biệt. Giống cái luyện tâm tháp kia, luyện hồn tháp, phải một mực chiến đấu mới có thể từng tầng đi lên sao? Cái thiên cơ tháp này lại hoàn toàn khác biệt, Tiêu Phàm cảm giác bản thân đang bước vào một mảnh đường cong trong thế giới, vô số đường cong không ngừng xoay quanh, nhanh chóng trở nên lớn hơn, Tiêu Phàm cảm giác chính mình cũng chuyển động theo những sợi tơ xoắn ốc kia, thật sự tốc độ kia quá nhanh. Hồn văn, không giống lắm. Tiêu Phàm sờ sờ đầu, muốn dùng hồn lực bắt những tia tuyến kia, nhưng căn bản không bắt đến, nhanh, không phải nhanh bình thường, mắt người thường căn bản không thấy được. Chờ đã, bức đồ này ta như thấy qua ở đâu rồi. Tiêu Phàm đột nhiên nhắm mắt lại, dùng hồn lực lẳng lặng cảm ứng, so với mắt thường, hồn lực nhìn lại rõ ràng hơn rất nhiều, huống chi hồn lực Tiêu Phàm cực kỳ tinh thuần. Đột nhiên, trong lòng Tiêu Phàm ngưng tụ, kinh ngạc nói, đúng rồi, chính là bức họa mà bác lão thường xuyên nhìn chằm chằm ấy, cũng nhiều sợi tơ như vậy, lít nha lít nhít. Trí nhớ Tiêu Phàm thật đúng là không sai. Trong nháy mắt nghĩ đến bức họa quỷ dị lúc trước kia, cũng vô cùng chắc chắn những sợi tơ này hẳn là hồn văn thần bí. Thế nhưng Tiêu Phàm cũng bắt đầu lo lắng, đây chính là hồn văn đồ mà ngay cả bác lão cũng chưa từng nghiên cứu được triệt để, mình liệu có thể nghiên cứu nó sao? Tiêu Phàm hoài nghi mình đang nằm mơ, nhưng cảm giác lại không đúng, bởi vì thể nội có một luồng sức mạnh tinh thuần truyền đến, luồng sức mạnh này tuyệt đối đến từ Long Hồn Quả. Tiêu Phàm luyện hóa lực lượng Long Hồn Quả. Nhíu mày nói, Long Hồn Quả này cũng chưa chắc cường đại như thế, tại sao ta không có cảm giác đột phá? Chẳng qua lúc tâm thần Tiêu Phàm chìm vào thể nội lại phát hiện, sức mạnh Long Hồn Quả, đại bộ phận đều bị U Linh Chiến Hồn hấp thu, khiến Tiêu Phàm kinh ngạc là, U Linh Chiến Hồn lại có dấu hiệu đột phá. Hiện tại U Linh Chiến Hồn là thất phẩm, nếu như đột phá lần nữa há không phải bát phẩm. Tiêu Phàm vội vàng ngồi xếp bằng, không tiếp tục để ý vô số sợi tơ kia nữa. Bắt đầu luyện hóa hồn lực khổng lồ của Long Hồn Quả. Không biết qua bao lâu, khí thế U Lâm Chiến Hồn phóng đại, hồn lực khổng lồ ba động từ thể nội Tiêu Phàm chấn động, về phần cái gọi là ý cảnh, Tiêu Phàm căn bản không cảm nhận được. Không phải nói luyện hóa Long Hồn Quả, rất có thể lĩnh ngộ một loại ý cảnh sao? Sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống, thế nhưng lại lập tức lộ ra nét cười, âm thầm trầm ngâm nói thôi, U Linh Chiến Hồn cuối cùng cũng đột phá bát phẩm. Còn có thể hy vọng xa vời gì đây? Ai, thôn phệ một cái Long Hồn Quả, mấy cái bát phẩm chiến hồn, vô số kẻ hồn thạch cùng hồn tinh, còn một cái đầm băng thuộc tính kia mới miễn cưỡng đột phá bát phẩm chiến hồn, muốn đột phá cửu phẩm, đoán chừng càng thêm khó. Vừa nghĩ tới hồn lực lớn cần phải có khi tiến giai U Linh Chiến Hồn, trong lòng Tiêu Phàm liền đau khổ không nói nên lời, đột phá U Linh Chiến Hồn thực sự quá gian nan. Hồi lâu, khí tức U Linh Chiến Hồn rốt cục cũng ổn định lại, Tiêu Phàm mở hai mắt ra lần nữa, những đường cong kia vẫn như cũ, hơn nữa tốc độ không mảy may giảm. À, tốc độ này mặc dù không thay đổi chậm lại, nhưng sao ta lại càng thấy rõ ràng hơn? Tiêu Phàm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, chẳng lẽ cái này có liên quan đến sự mạnh yếu của U Linh Chiến Hồn? Tiêu Phàm phóng xuất ra U Linh Chiến Hồn, trong chớp nhoáng, hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều trở lên rõ ràng. Linh giác hắn tăng lên gấp bội. U Linh Chiến Hồn còn có điểm tốt này sao? Vậy mà trước kia ta đã không phát hiện. Trong lòng Tiêu Phàm kinh ngạc nói. Thế nhưng hắn rất nhanh hiểu rõ, cho tới nay linh giác hắn đều mạnh hơn nhiều so với đồng giai, chính là bởi vì duyên cớ của U Linh Chiến Hồn, chỉ là hắn không chú ý mà thôi. Dựa vào linh giác trước đó của hắn, khó mà bắt được bóng dáng những đường cong này. Nhưng hiện tại hắn cảm thấy những cái đường cong kia trở nên chậm hơn rất nhiều. Mặc dù ta không thể lĩnh ngộ trong một thời gian ngắn, nhưng dựa vào U Linh Chiến Hồn và bản lĩnh đọc đến đâu nhớ đến đó của ta, hẳn là có thể đem toàn bộ những hồn văn này nhớ hết. Tiêu Phàm nghĩ thầm. Nói là làm, đỉnh đầu U Linh Chiến Hồn lơ lửng, mắt hắn không chấp nhìn chằm chằm tất cả những gì trước mắt, những đường cong kia mặc dù rất nhiều, biến hóa cũng cực nhanh. Với nhãn lực cùng trí nhớ của Tiêu Phàm đều cực kỳ khủng bố, vậy mà trong đầu vẫn không nhớ nhanh được.
Dần dần Tiêu Phàm tiến vào một loại trong trạng thái kỳ dị, quanh người hắn tách ra hồn lực bằng bạc, hồn lực đang rung động với một tần suất huyền diệu. Bất chi bất giác, bốn phía Tiêu Phàm lưu lại từng đạo hư ảnh, cả người tựa như chia ra làm vô số đồng dạng. Nếu để cho người khác nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc không thôi, bởi vì đây là dấu hiệu khoái mạn chi ý muốn đột phá. Khoái mạn chi ý cùng cái được gọi là khoái chi ý, mạn chi ý, kỳ thật chính là một loại ý cảnh, chỉ là trong mắt người lĩnh ngộ, chứng kiến mọi thứ đều trở nên chậm mà thôi. Tương phản, ở trong mắt người khác, người lĩnh ngộ khoái mạn chi ý sẽ biến hóa rất nhanh, thậm chí khó mà bắt được thân hình chân thực. Cho nên loại ý cảnh này cũng được gọi là khoái chi ý cảnh, chẳng qua phần lớn người đều đem ý cảnh dung nhập trong hồn binh và chiến kỹ. Khoái chi ý cảnh hòa vào kiếm chiêu chính là khoái chi kiếm ý, cũng giống như vậy, dung nhập đao pháp chính là khoái chi đao ý. Chỉ là Tiêu Phàm lĩnh ngộ khác biệt, bởi vì kiếm đạo, đao pháp, cùng quyền pháp hắn đều không yếu, bởi vậy hắn lĩnh ngộ khoái mạn chi ý, hủy diệt chi ý cùng sát phạt chi ý đều là dung hội quán thông. So với người khác cái mang thuộc tính ý cảnh kia, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý cảnh không có thuộc tính, tựa như sát phạt chi ý, dung nhập kiếm chiêu chính là sát phạt kiếm ý, dung nhập đao pháp chính là sát phạt đao ý. Đối với người bình thường sẽ chỉ lĩnh hội sát phạt kiếm ý, sẽ không cùng lúc thi triển sát phạt đao ý, khoái mạn chi ý cùng hủy diệt chi ý cũng giống như thế. Đây cũng là nguyên nhân lúc trước Túy Ông nhìn thấy Tiêu Phàm lĩnh ngộ hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý đã khiếp sợ như vậy. Bây giờ Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý đã đột phá đến nhị trọng, nếu như khoái mạn chi ý cũng tiến thêm một bước thì thực lực Tiêu Phàm tuyệt đối sẽ nâng cao một bậc. Giờ phút này bên trong hồn hải Tiêu Phàm, vô số hồn ti răng đầy trên không hồn hải, lít nha lít nhít, răng khắp nơi, người bình thường nhìn thôi cũng sẽ mở luôn cả hai mắt. Nhưng bản thân Tiêu Phàm lại dùng hồn ti mô phỏng, loại năng lực này đã vượt qua nhất tâm nhị dụng. Nếu để cho bác lão biết Tiêu Phàm dùng loại phương pháp này miêu tả hồn ti, đoán chừng cũng sẽ rung động không thôi, thầm mắng Tiêu Phàm biến thái. Từ khi hồn lực rèn luyện thông qua phệ hồn huyết tàm, độ tinh khiết hồn lực Tiêu Phàm dù là chiến hoàng đỉnh phong cũng không thể nào so sánh được với hắn. Thế nhưng hoàn cảnh Tiêu Phàm cũng chẳng tốt đẹp gì, thể nội hồn lực hắn cấp tốc trôi qua, sắc mặt trắng bệch, trán chảy ra từng giọt mồ hôi, phía sau lưng sớm đã ướt đẫm. Loại thủ pháp miêu tả này cực kỳ tiêu hao tâm thần, nếu đổi lại là một người khác đoán chừng đã sớm kiệt sức rồi. Tiêu Phàm hít một hơi thật sâu, lấy ra mấy viên cực phẩm băng phách thạch, thi triển nhất tâm nhị dụng nhanh chóng luyện hóa băng phách thạch bổ sung hồn lực, một mặt vẫn không ngừng miêu tả. Trước mắt Tiêu Phàm, những đường cong xoay tròn biến hóa nhanh hơn, vậy mà cảm giác lại càng chậm, nếu như không phải quá nhiều đường cong, Tiêu Phàm tuyệt đối đã sớm nhớ kỹ. Hô, đột nhiên trên người Tiêu Phàm tản ra một cỗ khí tức huyền diệu, trên mặt Tiêu Phàm lộ ra nét cười, âm thầm trầm ngâm nói, những hồn văn này vậy mà để cho ta lĩnh ngộ nhị trọng khoái mạn chi ý, không mất công vào đây. Mẹ hắn, cái thiên cơ môn truyền thừa này rốt cuộc là cái quỷ gì vậy, nếu như đây coi như là khảo nghiệm thì phải như thế nào mới được xem là thông qua khảo nghiệm. Hồi lâu, Tiêu Phàm vừa giận mắng. Hắn ngơ ra ở chỗ này không biết đã bao lâu, chí ít cũng nửa tháng. Nhưng những đường cong này vẫn như cũ, điều này khiến Tiêu Phàm có chút không chịu được. Thôi, những cái hồn văn này tạo thành hồn văn đồ có lẽ hữu dụng đối bác lão, nhớ trước đi vậy. Tiêu Phàm bất đắc dĩ nói, dù sao cũng không phải hoàn toàn lãng phí thời gian, những cái hồn ti này cũng có thể rèn luyện hồn lực một người, xem có thể lĩnh ngộ tam trọng khoái mạn chi ý hay không. Cũng may, Tiêu Phàm cũng không có chứng sợ hãi những thứ dày đặc, bằng không sớm đã hôn mê rồi. Hơn nữa hắn cũng không phải là kẻ sợ hãi cô đơn, có cho hắn ở lại đây một hai tháng cũng được nữa. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Giờ phút này, một mảnh huyền diệu khác trong không gian, Nam Cung Thiên Giật cũng đang đứng ở vô số đường cong trước mặt, chẳng qua những đường cong này xoay tròn và tốc độ biến hóa của nó so với vị trí không gian Tiêu Phàm chậm hơn rất nhiều. Nhưng hơn nửa tháng nay, Nam Cung Thiên Giật lại không thu hoạch được gì. Hắn căn bản không biết những đường cong này đại biểu cho cái gì, hơn nữa còn xem không hiểu. Thiên cơ môn truyền thừa chính là những cái hồn văn này. Không phải tầng 10 có truyền thừa khôi lỗi chi thuật sao? Cái gì là có được một cái long hồn quả thì có thể nắm chắc đến 8 phần thiên cơ môn truyền thừa chứ? Chắc chắn chỉ là đồ bỏ đi.
ngay cả những đường cong này lão tử nhìn thôi cũng choáng váng hoa mắt. Không thể nào, đây nhất định chỉ là một cái khảo nghiệm, chỉ cần thông qua cái khảo nghiệm này, ta có thể có được thiên cơ môn truyền thừa chân chính, đến thời điểm đó thì có thể chế tác hàng loạt khôi lỗi, nếu có mấy trăm vạn đại quân thất giai khôi lỗi, đủ để quét ngang bát đại đế triều ở Nam Vực, thu hoạch được trọng điểm bồi dưỡng của gia tộc mẫu thân. Không được, đầu ta cảm giác muốn nổ tung, cái khảo nghiệm này đến lúc nào mới kết thúc? Nam Cung Thiên giật giận mắng không thôi, đem tổ tông 18 đời thiên cơ môn đều mắng hết một lần, trong lòng hắn ngày càng dễ nóng nảy, ngày càng không kiên nhẫn, chỉ có thể không ngừng an ủi bản thân. Không thể không nói, dã tâm Nam Cung Thiên giật không nhỏ, sở dĩ hắn bố trí nhiều như vậy chẳng qua là vì được truyền thừa khôi lỗi thiên cơ môn, tạo nên một đội quân độc nhất vô nhị. Đáng tiếc, hắn nhất định sẽ phải thất vọng. Trong mấy cái không gian khác, Bàn Tử, Phong Lang, Quan Tiểu Thất cùng Lâu Ngạo Thiên tất cả cũng choáng váng đầu óc, ngay từ đầu bọn hắn còn có thể nhìn thấy một vài thứ từ những cái hồn văn này. Nhưng dần ra, bọn hắn đều không chịu được, dứt khoát nhắm mắt lại bắt đầu tu luyện, bọn hắn không tin, bản thân sẽ vĩnh viễn ở lại bên trong không gian này. Nếu như nói có ai còn khá thoải mái thì cũng chỉ có Bắc Thần Phong, nhìn vô số hồn văn kia, hắn cũng có lĩnh ngộ. Hai, sớm biết thế thì đã học hồn văn đồ nhiều hơn một chút rồi, thực sự là lãng phí cơ hội tốt quá mà, nếu như bị gia gia biết, đoán chừng lại phải mắng chết ta. Uổng công cho cái tên Nam Cung Thiên giật ngu xuẩn kia còn là kẻ vào đầu tiên, xem không hiểu hồn văn đồ sẽ chỉ càng thêm khó chịu, sớm biết ta đã không tiến vào, thực sự là lãng phí thời gian quá. Hy vọng Tiêu Phàm có thể đem thiên cơ đồ nhớ hết, bằng không cái thiên cơ đồ truyền thừa này sẽ đoạn mất, thực sự phung phí của trời. Mặc kệ, ngủ một giấc trước. Bắc Thần Phong phàn nàn vài câu liền nằm lăn trên mặt đất, lặng lặng nhìn bốn phía hồn văn biến hóa, rất nhanh liền tiến vào mộng tưởng, trong không gian truyền đến từng tiếng lẩm bẩm. Nếu như nói có ai biết rõ những đường cong lít nha lít nhít này là thứ gì, thì cũng chỉ có Bắc Thần Phong, dù là Tiêu Phàm cũng chỉ biết rõ những đường cong này có quan hệ với hồn văn mà thôi. Không thể không nói, trí nhớ Tiêu Phàm cùng hồn lực thật đúng là không phải bình thường, những đường cong kia lại bị hắn mô phỏng hết trong hồn hải mà không chút tổn hại. Trong hồn hải hắn, vô số đường cong không ngừng biến hóa, quỷ dị là những cái đường cong kia không có giao nhau tại cùng một điểm. Hơn nữa, bởi vì tốc độ bắt những đường cong khảo nghiệm cực lớn, Tiêu Phàm lĩnh ngộ khoái mạn chi ý cũng đột phá đến cảnh giới nhị trọng. Đến bước này, Tiêu Phàm lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý, hủy diệt chi ý cùng khoái mạn chi ý, đều đạt tới nhị trọng. Đến nơi này hẳn là lặp lại, như thế xem ra bước đồ họa này vẫn đang không ngừng tuần hoàn, nói cách khác muốn từ trong đường cong này thoát ra không gian bên ngoài, chỉ có hai khả năng, thứ nhất là chờ đến thời gian nhất định. Thứ hai chính là lĩnh ngộ triệt để hồn văn, nếu như chọn phương pháp thứ hai thì phiền phức quá. Tiêu Phàm lấy lại tinh thần, sắc mặt khẽ trầm xuống. Hắn xem qua mấy lần, mặc dù không hiểu những đường cong huyền bí này, nhưng có thể nhìn ra những đường cong này chỉ là đang không ngừng tuần hoàn mà thôi. Chỉ là hắn căn bản xem không hiểu, những đường cong này biến hóa quá quỷ dị cũng quá phức tạp. Nếu như không phải trí nhớ cùng hồn lực hắn khá mạnh thì dù muốn mô phỏng lại cũng đều hết sức khó khăn. Điều này cũng làm cho hắn chắc chắn một vài thứ, chính là ghi lại những đường cong này vẫn không có khả năng từ nơi này thoát ra không gian bên ngoài. Đã như vậy, khả năng rất lớn chính là thời gian hắn ở bên trong không gian này rất hạn chế, không đến thời gian nhất định sẽ không có khả năng rời đi. Đương nhiên còn có một khả năng, chính là lĩnh ngộ triệt để những đường cong hồn văn này. Chỉ là khả năng này đối với Tiêu Phàm mà nói cơ hồ chính là phán tử hình. Mẹ nó, lần này bị Nam Cung Thiên giật chơi một vố lớn, cái tên ngu xuẩn kia đoán chừng là muốn lấy được thiên cơ môn truyền thừa nên mới tiến vào, bằng không cũng sẽ không tha thiết cướp đoạt long hồn quả thứ nhất như thế, đoán chừng hiện tại đã choáng đầu hoa mắt quá rồi, hận không thể lập tức rời đi ngay thôi. Trong lòng Tiêu Phàm nổi giận mắng. Chẳng qua nghĩ đến đây, trong lòng Tiêu Phàm liền thoải mái. Mục đích của Nam Cung Thiên giật nhất định thất bại, cái truyền thừa này không phải người bình thường có thể chịu nổi. Để nhà ngươi trang bức, để ngươi tính toán lão tử, lần này còn không phải ngu xuẩn sao, cũng cho ngươi thể nghiệm một lần dư vị choáng đầu hoa mắt. Cũng không biết còn bao lâu, dứt khoát tu luyện một phen, để hồn lực triệt để vững chắc tại chiến hoàng trung kỳ. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói.
lập tức ngồi xếp bằng trong không gian, lấy ra từng khối cực phẩm băng phách thạch bắt đầu luyện hóa, không thể không nói, cực phẩm băng phách thạch ẩn chứa hồn lực, không phải thượng phẩm hồn thạch có thể so sánh. U Linh chiến hồn hấp thu điên cuồng, rốt cục cũng ổn định tại bát phẩm, mặt khác làm cho Tiêu Phàm kinh ngạc nhất là, sau khi hấp thu cực phẩm băng phách thạch hồn lực, phệ hồn huyết tầm kết kén lần nữa. Mặc dù tạm thời không có khả năng sử dụng sức mạnh phệ hồn huyết tầm, nhưng một khi phệ hồn huyết tầm thuế biến lần nữa, vậy coi như là tương đương với thực lực chiến đế. Hơn nữa, theo cảnh giới phệ hồn huyết tầm nâng cao, phòng ngự cùng công kích của nó cũng sẽ không yếu ớt như vậy. Nhưng thuế biến này là một quá trình dài dằng dặc, trong thời gian ngắn phệ hồn huyết tầm sẽ không tỉnh lại. Thôi, phệ hồn huyết tầm cuối cùng chỉ là ngoại vật, thực lực của chính mình mới là quan trọng nhất, hiện tại vừa vặn có thời gian, trước tiên ta đem bản thân chiến kỹ trải vuốt một lần. Tiêu Phàm thở dài, tâm thần lần nữa chìm vào hồn hải. Ta lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, sát phạt chi ý cùng hủy diệt chi ý chính là ý cảnh loại công kích, khoái mạn chi ý xem như loại ý cảnh phụ trợ, đồng thời cũng là ý cảnh phòng thủ. Nhất thức hồng trần sát cùng nhị thức hồng trần tiếu dung hợp ba loại ý cảnh này, căn bản không thể hiện được uy lực chân chính của hắn, hai kiếm này vốn dĩ là vì giết chóc mà sinh, nên chỉ có dung nhập sát phạt chi ý thuần túy nhất mới có thể phát huy ra 100% uy lực. Mặt khác, tam thức thiên địa tiêu sát cùng ngũ thức tàn dương huyết chỉ có dung nhập ba loại ý cảnh, uy lực mới có thể cường đại, nếu như bên trong tam thức cũng tăng thêm kiếm văn, phải chăng có thể mạnh hơn. Tứ thức vô tình nhất kích chính là một kích nhanh nhất của ta, nếu như dung nhập ý cảnh khác ngược lại không ổn, chỉ cần khoái mạn chi ý cũng đủ để thể hiện uy lực của nó. Về phần lục thức kiếm chi luật động, lại là hủy diệt chi ý dung hợp kiếm ý, sinh ra một loại khí tràng cộng hưởng, có thể bỏ qua bất kỳ phòng ngự nào, rất có tính hủy diệt, dung nhập hủy diệt chi ý là được. Tiêu Phàm lẳng lặng lĩnh ngộ, đối với bản thân lĩnh ngộ chiến kỹ lại có trải nghiệm mới. Hắn có chút may mắn là hắn lĩnh ngộ ba loại ý cảnh, không chỉ có thể dung hợp kiếm, cũng có thể dung hợp đao và quyền. Nghe nói kiếm khách chân chính có thể làm được vô chiêu thắng hữu chiêu, căn bản sẽ không để ý kiếm pháp cùng kiếm chiêu, ta để ý kiếm chiêu như vậy, có phải đi nhầm đường hay không? Tiêu Phàm vừa muốn nói, trong lòng có chút ngưng trọng. Chiến kỹ, tất nhiên có thể thể hiện thực lực một người, nhưng chiến kỹ là chết, người là sống, người không nên quá gò bó vào chiến kỹ. Vô tận chiến điển không phải là không câu nệ bất cứ chiến kỹ nào sao? Ánh mắt Tiêu Phàm đột nhiên sáng lên, cho tới nay hắn đều xem nhẹ vô tận chiến điển. Ban đầu hắn dựa vào vô tận chiến điển mới lĩnh ngộ vô tận chi kiếm, về sau bởi vì tự thân lĩnh ngộ chiến kỹ, liền rất ít sử dụng vô tận chiến điển. Vô tận chiến điển nếu có thể dung hợp chiến kỹ, vậy có phải có thể đem kiếm chiêu khác cũng dung nhập bên trong tất cả những thứ mà ta đã lĩnh ngộ? Tiêu Phàm ôm một chút nghi hoặc cùng chờ mong, liền bắt đầu thử. Hắn lĩnh ngộ lục đại kiếm chiêu, mặc dù mỗi chiêu mỗi vẻ, nhưng vẫn câu nệ hình thức, nhất là đột phá chiến hoàng cảnh đến nay, nhất thức hồng trần sát, nhị thức hồng trần tiếu cùng tam thức thiên địa tiêu sát, ba kiếm này chém giết phổ thông chiến hoàng cảnh còn có thể. Nhưng đối mặt với những thiên tài trong cùng giai, lại không có quá nhiều ưu thế. Có lẽ có thể mượn vô tận chiến điển đem ba thức phía trước dung hợp thử xem sao, hơn nữa lần trước tại vô kiếm nhai lĩnh ngộ không ít kiếm đạo sát chiêu, hoàn toàn có thể thử một lần. Có phương hướng, Tiêu Phàm làm luôn rất dễ dàng, ý nghĩ hơi chuyển động một chút, vô tận chiến điển từ chỗ sâu hồn hải bay ra, bên trong vô tận chiến điển dường như có từng đạo hình ảnh lóe qua. Giống như xem phim vậy, Tiêu Phàm chậm rãi đắm chìm trong đó, say mê nhập thần quên luôn khái niệm thời gian. Quanh thân hắn hiện lên ngân sắc quang mang, đó là sát khí thực chất hóa ngưng tụ mà thành, dị thường sắc bén và mãnh liệt. Suy suy, không biết qua bao lâu, tiếng gió xé vang lên xé tan không gian, trên đỉnh đầu Tiêu Phàm đột nhiên hiện lên một chuôi trường kiếm đen, theo trường kiếm đen xuất hiện, ngân sắc sát mang kia trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa. Trường kiếm đen phiêu phù tại chỗ, tản ra một cỗ khí tức đáng sợ, đó là sát phạt chi khí chân chính. Không mang theo bất cứ tình cảm nào, có cũng chỉ là một loại vô cùng lạnh lẽo. Liếc mắt nhìn một cái, tựa như linh hồn đều bị đông kết, đáng sợ cực điểm, thậm chí tại xung quanh trường kiếm đen ngay cả không gian đều có chút bất ổn. Sát phạt, đơn thuần sát phạt chi kiếm, U Linh chiến hồn vậy mà thực có thể tùy ý biến ảo. Trong lòng Tiêu Phàm vô cùng rung động, tất cả những thứ này tự nhiên khó thoát khỏi tay hắn.
Lần trước lúc cùng Tiêu U chiến đấu, hắn dùng U Linh chiến hồn biến ảo thành cánh phi hành, mà lần này U Linh chiến hồn trong lúc tâm thần hắn cảm ứng tự động biến thành một chuôi sát phạt chi kiếm. Mặc dù Tiêu Phàm sớm đã biết rõ năng lực biến ảo của U Linh chiến hồn, nhưng trong lòng hắn vẫn khó mà bình tĩnh được, bởi vì đây là lần thứ hai vận dụng năng lực biến ảo U Linh chiến hồn. Á đù, U Linh chiến hồn rốt cuộc là chiến hồn gì? Tiêu Phàm chỉ có thể thầm mắng để diễn tả sự kinh ngạc trong lòng, đây mặc dù không tính là phát hiện mới, nhưng lại khiến hắn tìm tới phương hướng mới. Phẩm giai U Linh chiến hồn có thể thăng cấp, việc này đã đủ khiến Tiêu Phàm chấn kinh, nhưng hiện tại khiến Tiêu Phàm càng thêm chấn kinh là U Linh chiến hồn có thể tùy ý biến hóa. Hắn nghe qua không ít chiến hồn kỳ dị, nhưng còn chưa nghe nói chiến hồn có thể tùy ý biến hóa. Vì xác minh suy nghĩ trong lòng, Tiêu Phàm thử nghiệm nhiều lần, U Linh chiến hồn thỉnh thoảng hóa kiếm, thỉnh thoảng hóa đao, thỉnh thoảng hóa thành chiến hồn loại hồn thú, thậm chí còn có thể diễn hóa chiến hồn thuộc tính đặc biệt. Nội tâm Tiêu Phàm rất lâu không thể bình tĩnh, U Linh chiến hồn thực sự quá quỷ dị, hắn âm thầm suy đoán có lẽ việc này cùng hắn liên tục mới có thể thức tỉnh U Linh chiến hồn có liên quan. Thôi, U Linh chiến hồn cường đại, với ta mà nói chỉ có thể là chuyện tốt. Tiêu Phàm hít sâu một cái, vừa mới chuẩn bị tiếp tục lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm. Nhưng mà, keng hư không đột nhiên nổi lên một đạo gợn sóng, thanh âm giống như chuông gió êm tai vang lên, bốn phía vô số đường cong đột nhiên biến mất không thấy gì nữa, một sợi quang mang lờ mờ tiến vào trong tầm mắt Tiêu Phàm. Lúc hắn tỉnh lại, vô số đường cong đã biến mất không thấy gì nữa, khi hắn nhìn về phía nơi xa, con người bỗng nhiên co rụt lại, hít vào mấy ngụm hơi lạnh, ánh mắt ngơ ngác. Đây là, hồi lâu, Tiêu Phàm mới thốt ra hai chữ, thần sắc cực kỳ chấn động. Tại vị trí hắn là một chỗ không gian bao la, nói cho đúng là một quảng trường to lớn bị phong kín, bốn phía vách tường trên quảng trường điêu khắc một vài bức tranh cổ xưa. Có nhân tộc, có hồn thú, cũng có một vài chủng tộc không biết tên, như người như thú, chỉ là điêu khắc tản ra một loại khí tức chân thật, tựa như muốn sống lại. Đương nhiên điều này không đủ để cho Tiêu Phàm giật mình. Khiến hắn khiếp sợ là trên quảng trường có từng dãy pho tượng đứng sừng sững, có người mặc chiến giáp võ sĩ, có chiến sĩ mình trần, cũng có thú tộc uy vũ bá khí. Pho tượng sinh động như thật, nhìn kỹ phía trên còn có một vài đường vân chằn chịt cực kỳ quỷ dị, nếu như không phải không cảm nhận được bất cứ sức sống gì, Tiêu Phàm tuyệt đối coi bọn chúng là vật sống. Không giống tượng binh mã Tần Thủy Hoàng. Tiêu Phàm chỉ nghĩ tới một từ ngữ để hình dung tràng diện này. Chỉ là so với kiếp trước thấy qua tượng binh mã Tần Thủy Hoàng, những pho tượng này càng thêm bá đạo, tràng diện cũng càng thêm chấn nhiếp nhân tâm. Tất cả đều là bắt chước hồn điêu thú khôi lỗi thú. Tiêu Phàm hít sâu một cái, có thể những khôi lỗi thú này đáng sợ hơn rất nhiều so với khôi lỗi thú trước đó thấy ở bên ngoài. Vẻn vẹn chỉ đứng ở đó liền cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn, nếu quả thật sống lại, há không phải khả năng đạt tới cảnh giới chiến đế sao? Kha Tiêu Phàm đang chuẩn bị dò xét khoảng cách những pho tượng này, đột nhiên một trận cười điên cuồng tiếng vang lên. Ha ha, đây mới là truyền thừa thiên cơ môn chân chính, nắm giữ đại quân khôi lỗi này, đại ly ta đủ để quét ngang nam vực. Tiếng cuồng tiếu vang vọng thật lâu tại phía trên quảng trường, Tiêu Phàm tự nhiên liền nghe ra chủ nhân thanh âm này là ai, chính là Nam Cung Thiên Giật. Con người Tiêu Phàm sắc bén đột nhiên hướng về nơi xa nhìn lại. Phát hiện Nam Cung Thiên Giật cấp tốc hướng về một đám hồn điêu thú, những nơi đi qua, hồn điêu thú nhanh chóng biến mất, hiển nhiên là trong những hồn giới bị hắn thu nhập. Nam Cung Thiên Giật, Tiêu Phàm khẽ cắn môi, giống như sao băng xẹt qua, tay cầm tu la kiếm hướng về Nam Cung Thiên Giật đánh tới. Nếu như những cái hồn điêu thú này rơi vào tay Nam Cung Thiên Giật, đại ly đế triều há không phải sắp biến thiên. Ha, Nam Cung Thiên Giật đột nhiên ổn định thân hình. Mày kiếm ngưng tụ, lạnh lùng nhìn Tiêu Phàm từ đằng xa kích xạ đến. Cũng đúng lúc này, lại có mấy đạo thân ảnh hiển lộ ra, Bàn Tử, Quan Tiểu Thất, Ảnh Phong, Phong Lang, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên tất cả đều xuất hiện, sát khí nặng nề nhìn Nam Cung Thiên Giật. Chỉ có Bắc Thần Phong chưa xuất hiện, một góc bên trong, một thân ảnh nằm yên tĩnh, trong hơi thở phát ra tiếng lẩm bẩm nặng nhọc. Rất hiển nhiên, cái tên tiểu tử này vẫn còn đang trong giấc mộng chưa tỉnh lại. Cũng chỉ có tên tiểu tử Bắc Thần Phong này mới có khả làm ra những việc kỳ quái như thế. Nam Cung Thiên Giật cảm nhận được bảy cỗ sát khí lạnh lẽo,
sắc mặt cũng không còn bình tĩnh, thực lực hắn không yếu nhưng chắc chắn không là đối thủ của 7 người bọn Tiêu Phàm, cho dù hắn có luyện hóa sư C mạnh long hồn quả, đã đột phá đến đỉnh chiến hoàng cảnh phong. Dù sao khí tức Sở Khinh Cuồng đối diện phát ra cũng là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, hơn nữa bàn tử, ảnh phong, phong lang cũng là chiến hoàng cảnh hậu kỳ. Coi như Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, Quan Tiểu Thất và Lâu Ngạo Thiên cũng không phải là những đối thủ hắn có thể khinh thường. Lão nhị bởi vì duyên cớ hồn lực thành hải, thôn vệ một mai long hồn quả không có đột phá chiến hoàng cảnh là điều có thể hiểu được, nhưng Lâu Ngạo Thiên vì sao cũng không có đột phá. Chẳng lẽ hắn cũng hồn lực thành hải? Tiêu Phàm quét mắt một vòng tu vi mấy người, trong lòng hơi kinh ngạc. Cửu đệ, ân oán giữa chúng ta ra ngoài sẽ giải quyết, như thế nào? Những hồn điêu thú này đối với Đại Ly ta mà nói, là tài sản to lớn tới mức không từ nào có thể diễn tả được. Ánh mắt Nam Cung Thiên giật sáng quắc nhìn bàn tử nói. Bàn tử trầm mặc không nói, nhưng trong lòng thì cười lạnh không thôi, hắn thế nào lại không biết lòng dạ hẹp hòi của Nam Cung Thiên giật. Cửu đệ, coi như nể mắt tình nghĩa huynh đệ, để cho ta mang theo những cái hồn điêu thú này rời đi, như thế nào? Thấy bàn tử trầm mặc không nói, trong lòng Nam Cung Thiên giật hơi trầm xuống, vội vàng nói. Nghe nói như thế, trên mặt bàn tử lộ ra một tia nhe răng cười, nói tình nghĩa huynh đệ. Giữa ngươi và ta từng có tình nghĩa huynh đệ, thế nhưng ngươi lại đem đao kề sát lên cổ ta, cái người mà ngươi kêu là có tình nghĩa huynh đệ ấy. Cái gọi là tình nghĩa huynh đệ, sớm tại 3 năm trước đã tan thành mây khói rồi. Hiện tại ngươi lại nói đến tình nghĩa huynh đệ với ta. Mấy chữ này từ trong miệng ngươi nói ra, thật đúng là vũ nhục mấy chữ tình nghĩa huynh đệ này. Giữa ta và Nam Cung Thiên giật ngươi, không có tình nghĩa, chỉ có thù mà thôi. Sắc mặt bàn tử càng ngày càng lạnh, một cỗ sát ý bàng bạc từ trên người hắn tràn ra, rất hiển nhiên hắn không có ý buông tha Nam Cung Thiên giật. Mẹ nó, Nam Cung Thiên giật thật đúng là vô sỉ. Quan Tiểu Thất nổi giận mắng. Người vô sỉ căn bản không xứng nói hai chữ huynh đệ. Đây là sự vẫy bẩn to lớn nhất đối với hai chữ huynh đệ. Ảnh Phong cũng không chút do dự mở miệng, hành vi của Nam Cung Thiên giật cực kỳ trơ trẽn. Phong Lang, Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên 3 người trầm mặc, nhưng sát ý trên người 3 người như ẩn như hiện, coi như bàn tử nguyện ý buông tha Nam Cung Thiên giật, bọn hắn cũng sẽ không đồng ý. Nếu như Nam Cung Thiên giật không chết ở chỗ này, sau khi ra ngoài, chết có thể chính là bọn hắn. Dù sao nội tình đế triều không phải bọn hắn có thể tưởng tượng được. Chỉ có Tiêu Phàm chậm rãi thu liễm sát khí, bởi vì hắn biết bàn tử dự định tự mình xử lý Nam Cung Thiên Giật, mặc dù hắn cũng rất muốn giết Nam Cung Thiên Giật. Nhưng dù như thế nào, Nam Cung Thiên Giật cũng là huynh đệ bàn tử, hơn nữa bàn tử cũng khẳng định muốn tự mình báo thù 3 năm trước đó. Cảm nhận được trên người mấy người đối diện sát khí nồng đậm, sắc mặt Nam Cung Thiên Giật tái nhợt. Vào cũng không phải, lui cũng không xong. Trốn, là chắc chắn trốn không thoát. Ta cam đoan về sau Giang Sơn Đại Ly, huynh đệ ta bình khởi bình tọa, như thế nào? Nam Cung Thiên giật vẫn có chút không cam lòng nói. Giang Sơn Đại Ly, trong mắt người vẫn chỉ có Giang Sơn Đại Ly, trừ những cái này, tất cả mọi thứ trong mắt người đều chỉ là công cụ để ngươi lợi dụng, hôm nay ân oán giữa ngươi và ta cũng nên kết thúc. Bàn tử lạnh lùng cười một tiếng, hiển nhiên là không có chừa bất kỳ chỗ thương lượng nào. Chiến thiên kích xuất hiện trong tay bàn tử, khí thế ngút trời từ trên người bàn tử bộc phát ra, trường bào màu vàng óng cổ động, khí thế khiếp người. Đánh đi, bàn tử lạnh lùng thốt ra 2 chữ, kim quang chiến thiên kích trong tay đại thịnh, chiến ý hắn tăng vọt, giống như một tôn chiến thần lâm thế. Cảm nhận được chiến ý bàng bạc trên người bàn tử, sắc mặt Nam Cung Thiên giật tái nhợt. Trên trán gân xanh giống như những con sâu nhỏ đang ngọ nguậy. Cửu đệ, ta và ngươi dù sao cũng là huynh đệ, ngươi thật muốn huynh đệ tương tàn thật sao? Nam Cung Thiên giật nghiến răng nghiến lợi nói, hắn cũng không phải thực sợ bàn tử. Mà hắn sợ đám người Tiêu Phàm đang nhìn chằm chằm ở 4 phía còn lại kia, Nam Cung Thiên giật hắn khinh thường cùng tuổi một đời, đó cũng chỉ là đơn đấu mà thôi, nếu như quần chiến, Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng. Lâu Ngạo Thiên không có một kẻ nào yếu. Không thể không nói, Nam Cung Thiên giật thật đúng là không phải vô sỉ bình thường, da mặt còn dày hơn so với tường thành. Năm đó lúc tính toán bàn tử, hắn nào cân nhắc qua chuyện huynh đệ tương tàn, hiện tại nói 2 chữ huynh đệ quá mức buồn cười.
Bàn tử trầm mặc không nói, hắn từng bước một hướng về Nam Cung Thiên Giật, mỗi bước khí thế đều tăng lên không ít, bàn tử đã quyết tâm, hôm nay không phải hắn chết, chính là Nam Cung Thiên Giật vong. Cửu đệ, ngươi thực sự nghĩ ngươi vẫn là Nam Cung Tiêu Tiêu năm đó sao? Ta không đánh với ngươi cũng chỉ vì không muốn lấy mạnh hiếp yếu, lăng nhục ngươi mà thôi. Nhìn thấy không thể thuyết phục bàn tử, ngữ khí Nam Cung cũng trở nên cường ngạnh. Không muốn lấy mạnh hiếp yếu, lăng nhục ta. Bàn tử cứ như nghe được một chuyện cười nực cười nhất đời vậy, ngửa mặt lên trời cười lớn, lão tam, sự tình giữa ta cùng với Nam Cung Thiên Giật, các ngươi ai cũng không thể nhúng tay, bằng không đừng trách ta vô tình. Chém giết Nam Cung Thiên Giật đã như một sự chấp niệm trong lòng bàn tử. Dù là bàn tử ngóc đầu trở lại, hắn cũng không muốn đi tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, nhưng mà Nam Cung Thiên Giật từng bước ép sát, cầm Tiêu Phàm cùng Tuyết Lung Giác đến uy hiếp hắn, đây là việc không phải bàn tử dễ dàng có khả năng tha thứ. Cảm nhận được sát khí trên người bàn tử, Tiêu Phàm nhướng mày, sau đó cười to nhìn Sở Khinh Cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên nói, Sở huynh, Lâu huynh, chúng ta không nên nhúng tay, thế nhưng cũng đừng để một số người chạy. Được. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng sang sảng gật đầu, thân hình hai người lóe lên, trong nháy mắt xuất hiện ở bốn phía quảng trường Tiểu Lang, Ảnh Phong, Tiểu Ngũ, các ngươi cũng giữ vững một phương. Tiêu Phàm nhìn về phía ba người Phong Lang nói, mà bản thân hắn cũng thủ hộ tại một hướng. Nếu ta thắng, bọn hắn không xuất thủ với ta. Nam Cung Thiên Giật lạnh lùng cười một tiếng, tựa như đạt được âm mưu vậy. Nói nhảm nhiều quá. Bàn tử đạp không lên, chiến thiên kích tỏa ra kim quang lóa mắt, giống như một đạo kim sắc thác nước từ trên cao vương vãi xuống. Không gian quảng trường rất lớn, căn bản sẽ không hạn chế chiến hoàng cảnh phát huy, chỉ là những khôi lỗi thú đó gặp xui xẻo thôi. Ầm ầm, mấy đầu khôi lỗi thú nổ tung hóa thành vô số mảnh gỗ vụn bay trên không trung, tràn ngập một mùi mục nát, Nam Cung Thiên Giật lòng đang rỉ máu, đây chính là hồn điêu thú tương đương với chiến đế cảnh mà hủy như thế. Hắn không biết những thứ này căn bản không phải hồn điêu thú, chỉ là khôi lỗi thú mà thôi, thế nhưng cũng không có trở ngại gì cho dã tâm sát phạt băng lãnh kia của hắn. Ngươi dám hủy hồn điêu thú của ta, ta phải đòi mạng ngươi. Lấy Long Đế kiếm ra, Nam Cung Thiên Giật cấp tốc nghênh lên, long hình kiếm khí tung hoành, tàn phá bừa bãi tứ phương, hắn cũng không chú ý được nhiều như vậy, hồn điêu thú bảo hủy liền hủy đi, chỉ cần giết chết ngươi đều sẽ để lại một chút. Theo một tiếng nổ vang, hai đại đệ tử xuất sắc nhất Đại Ly Đế triều rốt cục đụng đâm vào cùng một chỗ, hư không phóng ra một cỗ kim sắc quang mang đáng sợ, giống như một vầng mặt trời chói lóa. Trên người bàn tử lộ ra một cỗ chiến ý đáng sợ, chiến ý càng ngày càng mãnh liệt, trong sân rộng điên cuồng gào thét, giống như một đầu mãnh hổ đang thét gào. Đồng dạng, Nam Cung Thiên Giật cũng không yếu, long hình kiếm khí quấn quanh thân giống như một tôn tuyệt thế đế chủ, quan sát tất cả. Kiếm trong tay hắn giống như chân long chi kiếm, đáng sợ vô cùng. Tiêu Phàm cau mày nhìn lên không trung, thực lực Nam Cung Thiên Giật thật đúng là không phải đáng sợ bình thường, cho dù là hắn cũng chưa chắc thật có thể giết chết được. Cùng tuổi một đời đệ nhất nhân, hắn tự có thủ đoạn áp chế người khác, hơn nữa hắn cùng với Nam Cung Thiên Giật có hai cái cảnh giới chênh lệch, cũng không phải tùy tiện có thể vượt qua. Ngươi nói ai sẽ thắng? Đột nhiên, một âm thanh bình tĩnh từ phía sau Tiêu Phàm truyền đến, kém chút dọa cho Tiêu Phàm nhảy lên một cái. Nhìn lại mới phát hiện là Bắc Thần Phong, khóe miệng của hắn còn nước bọt, một bộ dạng uể oải mới vừa dậy chưa tỉnh. Khóe miệng Tiêu Phàm giật một cái tên tiểu tử này chẳng lẽ trong khoảng thời gian này lại có thể đi ngủ. Quả nhiên là kỳ quái, mặc dù nghĩ như vậy, nhưng Tiêu Phàm cũng không dám khinh thường Bắc Thần Phong. Cái tên tiểu tử này ngủ suốt ngày nhưng vẫn cường đại như thế, nếu dùng nhiều chút thời gian để tu luyện thì sẽ đáng sợ đến cỡ nào. Ngươi nói ai sẽ thắng? Tiêu Phàm cũng có chút nhìn không thấu trận đấu này, thực lực bàn tử tất nhiên cường đại, nhưng Nam Cung Thiên Giật cũng không phải ăn chay. Vô luận là người nào thắng, có lẽ đều chỉ là thắng thảm mà thôi. Nếu như ta biết còn muốn hỏi ngươi sao? Bắc Thần Phong trợn mắt, sau đó duỗi người một cái. Tiêu Phàm không thèm để ý hắn, tiếp tục xem trận chiến giữa sân. Ha ha, cửu đệ, ngươi thật sự cho rằng ngươi vẫn còn là cửu đế tử trước đây sao? Quãng thời gian 3 năm, có thể phát sinh rất nhiều sự tình. Nam Cung Thiên Giật cầm Long Đế kiếm trong tay, ngạo khí ngút trời.
Trên người hắn tản ra một cỗ chí tôn quý khí, chỉ khí thế ấy thôi cũng đủ để khiến người ta không thở nổi. Long vốn là cửu ngũ chí tôn bên trong hồn thú, tồn tại không thể siêu việt, long chi kiếm ý, tại đối chiến bên trong, cũng sẽ cho người ta một loại cảm giác áp bách cực lớn. Luận công kích, long chi kiếm ý cũng không bằng sát phạt kiếm ý của Tiêu Phàm, nhưng lúc đối chiến thực sự, cỗ khí thế cường đại kia có thể ép đối thủ khiếp đảm trong lòng, Nam Cung Thiên Giật hắn đã thắng một nửa. Đáng tiếc hắn gặp lại là bàn tử lĩnh ngộ chính là thao thiên chiến ý, dường như chỉ vì chiến mà sinh, như thế nào lại khiếp đảm đây? Người khiếp đảm, cũng căn bản không có khả năng lĩnh ngộ được thao thiên chiến ý. Đúng vậy, ta đã không còn là ta của 3 năm trước đây, bởi vì ta so trước kia còn mạnh hơn. Trong mắt bàn tử bộc phát 2 cỗ kim quang, toàn thân đột nhiên lóe ra kim sắc lợi mang như lôi điện đan sen. Đây là, con người Tiêu Phàm co rụt lại, kinh hãi nhìn bàn tử. Oanh, một tiếng nổ vang, chiến thiên kích cùng long đế kiếm đâm vào cùng một chỗ, một cỗ lực trường đáng sợ lấy 2 người làm trung tâm quét sạch ra, 10 mấy đầu khôi lỗi thú bị chấn vỡ nát. Thân thể Nam Cung Thiên Giật như một tia chớp bay ngược ra, đập ầm ầm trên vách đá dựng đứng, toàn bộ quảng trường đều chấn động, trong miệng hắn phun ra mấy ngụm máu tươi. Lực đạo thật đáng sợ. Điều này khiến cho mấy người đang xem ngơ ngác, Nam Cung Thiên Giật là chiến hoàng đỉnh phong mà lại bị bàn tử một kích đánh bay. Loại cảm thụ kia chỉ có Nam Cung Thiên Giật hiểu rõ nhất, thời điểm đang cùng bàn tử va chạm, hắn cảm giác mình như bị một tảng thiên thạch nện vào vậy, lục phủ ngũ tạng lúc ấy thiếu chút nữa bị chấn nát. Nếu như không phải hắn kịp thời lui ra phía sau chuyển rời cỗ lực lượng kia, đoán chừng giờ phút này đã bạo thể mà chết. Không thể nào, chiến hồn người bị thương. Làm sao có thể còn mạnh hơn so với trước kia? Khóe miệng Nam Cung Thiên Giật tràn ra một tia máu tươi, gian nan bò người lên, mặt lộ vẻ dữ tợn nhìn bàn tử. Chiến hồn thụ thương, coi như ngóc đầu trở lại cũng không có khả năng đạt tới cấp độ trước kia mới đúng, nhưng bàn tử lại hoàn toàn tương phản, hắn so với trước kia càng mạnh hơn. Hừ, bàn tử hừ lạnh một tiếng, tựa như cùng Nam Cung Thiên Giật nói nhiều một câu đều lãng phí nước miếng hắn, trực tiếp một kích chạm lên. Có vết xe đổ, Nam Cung Thiên Giật đâu còn dám cùng Nam Cung Tiêu Tiêu va chạm chính diện, chân đạp thân pháp chiến kỹ tránh thoát một kích, nhìn thấy mặt đất nổ tung, trong lòng Nam Cung Thiên Giật co lại. Chỉ thấy từng khe rãnh sâu không thấy đáy xuất hiện ở vị trí hắn vừa mới đúng, lan tràn hướng 4 phương 8 hướng, chậm rãi, những khe rãnh kia bắt đầu sụp đổ. Một kích này nếu như bị đập trúng, bản thân há không phải bị đập thành thịt nát rồi sao? Nam Cung Tiêu Tiêu trước đây trở về rồi. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, trong mắt lóe lên chiến ý nồng đậm, sau đó lại lặng yên biến mất. Nam Cung Tiêu Tiêu trước đây mạnh như vậy sao? Lâu Ngạo Thiên tụ thanh âm nghi ngờ nói, từ khi tiến vào Ly Hỏa Đế Đô, hắn cũng nghe nói một chút sự tình về Nam Cung Tiêu Tiêu, tu sĩ cùng tuổi một đời vừa nhắc tới cái tên này trong mắt chỉ có vẻ kính sợ. Sở Khinh Cuồng nhẹ nhàng gật đầu, tựa như rơi vào bên trong hồi ức. Chậm chạp nói, 3 năm trước đây, ta, Nam Cung Thiên Giật vẫn chỉ là chiến vương hậu kỳ, mà hắn đã là chiến vương cảnh đỉnh phong, hơn nữa còn là tuyệt thế chiến vương. Vẻn vẹn một câu liền khiến Lâu Ngạo Thiên nhắm mắt lại, thiên phú này thực sự quá đáng sợ. 15 tuổi tuyệt thế chiến vương, phóng nhãn đông đảo đế triều, cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hơn nữa, hắn tại chiến vương trung kỳ từng chém giết chiến hoàng sơ kỳ. Sau khi đột phá tuyệt thế chiến vương lại một đao đánh chết một đầu hồn thú chiến hoàng trung kỳ, sở mẫu cả một đời chưa phục bất cứ kẻ nào, Nam Cung Tiêu Tiêu là người duy nhất. Sở Khinh Cuồng hít sâu một hơi nói. Lâu Ngạo Thiên kinh dị nhìn Sở Khinh Cuồng, hắn không nghĩ tới Sở Khinh Cuồng cho Nam Cung Tiêu Tiêu đánh giá lớn như vậy, chẳng lẽ hắn trước kia đã từng cùng Nam Cung Tiêu Tiêu giao thủ. Sở Khinh Cuồng hiển nhiên cũng nhìn ra suy nghĩ trong lòng Lâu Ngạo Thiên. Liền đáp, dù là hắn áp chế cảnh giới, ta cũng chưa bao giờ ở dưới tay hắn đánh qua 10 hiệp. Lâu Ngạo Thiên kinh dị nhìn bàn tử, hắn không cách nào tưởng tượng được năm đó bàn tử mạnh đến cỡ nào. Chẳng qua hắn cũng có thể cảm nhận được khí thế trên người bàn tử, nếu quả thật muốn chiến một trận, hắn cũng chưa chắc là đối thủ của bàn tử, dù sao có thể đánh cho Nam Cung Thiên Giật chạy trốn 4 phía thế này, đây mới chính là thực lực. Có lẽ còn có một người còn mạnh hơn nhiều so với Nam Cung Tiêu Tiêu. Lâu Ngạo Thiên nói thêm. Ai, Sở Khinh Cuồng nghĩ ngợi hỏi,
Trong lòng hắn năm đó Nam Cung Tiêu Tiêu chính là mạnh nhất cùng tuổi một đời, không ai có thể mạnh hơn. Tiêu Phàm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một hơi, liếc mắt một cái về phía xa nơi Tiêu Phàm đang nhàn rỗi. Thần sắc Sở Khinh hơi cứng ngắc, hiển nhiên có chút không tin, Tiêu Phàm có thể chém giết Nhất Tử, giết Ninh Xuyên, thực lực này xác thực không yếu, nhưng một chút này Sở Khinh cuồng hắn cũng tương tự có thể làm được. Ngươi có biết cảnh giới bây giờ hắn đạt tới là bao nhiêu không? Lâu Ngạo Thiên cười nói, nhìn thấy Sở Khinh cuồng trầm mặc, hắn lại nói, một năm. Vẻn vẹn một năm, hắn từ một kẻ ngay cả chiến hồn cũng không thức tỉnh được, hiện tại đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa ta tin những gì Nam Cung Tiêu Tiêu có thể làm được thì Tiêu Phàm cũng có thể qua làm được. Ittt, trong lòng Sở Khinh cuồng co lại, hai mắt trừng lớn. Nếu như lời này không phải từ trong miệng Lâu Ngạo Thiên nói ra, hắn tuyệt đối coi là Lâu Ngạo Thiên đang đùa nghịch hắn. Nói đùa cái gì, thời gian một năm đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ, hắn là yêu nghiệt sao? Hơn nữa, hắn có vẻ như là một thất phẩm luyện dược sư, tu luyện thất phẩm luyện dược sư không dễ chút nào so với đột phá đến chiến hoàng cảnh. Sở Khinh cuồng bị đả kích một cái, trong lòng hắn hình tượng Tiêu Phàm cũng được nâng cao đến một cấp độ khủng bố. Nhìn Tiêu Phàm phía xa, trong lòng trầm ngâm nói, có thời gian, nhất định phải đánh với ngươi một trận. Tiêu Phàm tự nhiên không biết Sở Khinh cuồng cùng Lâu Ngạo Thiên cách không truyền âm, con người hắn vẫn luôn dừng lại ở nơi phía trên hai người đang chiến đấu. Oanh, bàn tử chảm hư không một kích, hồn lực kim sắc cuồng bão bốc lên, Nam Cung Thiên Giật bị đánh căn bản không có sức hoàn thủ, ngay sau đó lại có vô số khôi lỗi thú nổ tung. Nam Cung Tiêu Tiêu, người đừng bức ta. Nhìn thấy vô số khôi lỗi thú kia bị bàn tử hủy, lòng Nam Cung Thiên Giật đang rỉ máu. Làm sao, không chạy, bàn tử giữ tợn cười một tiếng. Công kích thì mạnh, nhưng tốc độ ngươi không được tốt lắm. Nam Cung Thiên Giật sát khí nặng nề nói. Vậy sao, bàn tử mặt coi thường, khóe miệng cong lên lộ ra nét cười đùa. Tiếng nói vừa dứt, bàn tử bước ra giống như một tia kim sắc lôi điện. Lúc xuất hiện lần nữa đã ở bên cạnh Nam Cung Thiên Giật. Ngươi, Nam Cung Thiên Giật đâu nghĩ đến tốc độ bàn tử vậy mà đáng sợ như thế, so với mình chắc chắn còn mạnh hơn nhiều. Đáp lại hắn chỉ là một cước của bàn tử, một cước này vừa vặn đá vào ngực Nam Cung Thiên Giật, chấn động đến lục phủ ngũ tạng hắn, một ngụm máu từ trong miệng phun ra, sắc mặt đỏ bừng, hai mắt che kín huyết sắc, tựa như muốn nứt ra luôn vậy. Bàn tử đột nhiên thể hiện tốc độ ra, Nam Cung Thiên Giật không ngừng bị đánh cho choáng váng, đám người đang vây xem cũng đờ cứng tại chỗ, bàn tử không giỏi về tốc độ mà, làm sao đột nhiên có thể nhanh đến như vậy. Chỉ có khóe miệng Tiêu Phàm hiện lên một nụ cười, tựa như đã sớm đoán được điều này. Tiêu Phàm, người đã sớm biết rõ Nam Cung Tiêu Tiêu có tốc độ này. Bắc Thần Phong từ trong kinh ngạc lấy lại tinh thần. Không biết. Tiêu Phàm lắc đầu. Trong lòng hắn lại bổ sung một câu, trước đó hắn không biết, chẳng qua cũng vừa mới đoán được, có được tu la kiếm, ta có thể lĩnh ngộ tu la sát ý, lão nhị có được chiến tộc chiến thiên kích, tự nhiên cũng sẽ lĩnh ngộ được thiên lôi chi ý đặc thù của chiến tộc. Tiêu Phàm hiểu rất rõ trọng lượng chiến thiên kích, lúc ấy hắn còn không cầm lên được, mặc dù bàn tử cầm lên nhưng nếu như cầm loại chiến thiên kích này chiến đấu, tốc độ nhất định sẽ bị áp chế. Kể từ đó... Chiến thiên kích này căn bản không phát huy ra sức mạnh thực sự, thế nhân đều nghĩ rằng chiến tộc chỉ có một thân khí lực, lại không biết, tốc độ chiến tộc cũng cực kỳ đáng sợ, bọn hắn lĩnh ngộ thiên lôi ý cảnh, tốc độ không thể yếu hơn so với bất cứ kẻ nào, bằng không bọn hắn cũng không xứng xưng là chiến tộc. Nam Cung Thiên Giật muốn phát cuồng, ngửa mặt lên trời gào thét, tại đỉnh đầu hắn đột nhiên xuất hiện một chuôi hư ảnh trường kiếm kim sắc, hiển nhiên là chiến hồn Nam Cung Thiên Giật. Chiến hồn hắn tựa như dùng hoàng kim tạo thành vậy, lộ ra một cỗ khí tức tuyệt thế sắc bén bát phẩm chiến hồn huyền kim kiếm. Hai mắt Tiêu Phàm khẽ híp lại, khó trách Nam Cung Thiên Giật lại đáng sợ như thế, chiến hồn huyền kim kiếm ở bên trong bát phẩm chiến hồn cũng cực kỳ đáng sợ. Bất luận lực công kích hay lực phòng ngự, trong bát phẩm chiến hồn đều là tiểu cực phẩm, bởi vậy có người muốn tạo huyền kim kiếm, thế nhưng thu thập vật liệu chế tạo huyền kim kiếm rất khó khăn. Làm sao? Chuẩn bị liều mạng sao? Bàn tử mặt coi thường, theo một tiếng giống to ngập trời, trên đỉnh đầu hắn, cửu phẩm chiến hồn kim cương đại lực thần như hiển hiện, uy áp cái thế. Cùng bàn tử so chiến hồn, giống như tự chịu nghiền ép, đây là ngươi muốn tự tìm chết. Liều mạng sao?
ha ha, muốn chết thì cùng chết đi. Nam Cung Thiên Giật dữ tợn cười một tiếng, đột nhiên chiến hồn huyền kim kiếm cùng long đế kiếm hòa hợp cùng một chỗ, tản ra vài chục trượng kiếm mang. Ngay sau đó, Nam Cung Thiên Giật cầm trong tay huyền kim kiếm, bắt đầu loạn vũ, những nơi đi qua tất cả đều bị long đế kiếm chảm diệt, vô số khôi lỗi thú cũng nhao nhao bị kiếm cương phá hủy. Không xong rồi, hắn muốn đánh sụp đổ mảnh không gian này. Bắc Thần Phong hét lớn. Lời còn chưa dứt, đột nhiên đại điện bắt đầu rung chuyên, những hòn đá bắt đầu lăn xuống, bọn hắn có chút đứng không vững. Ai cũng không ngờ tới Nam Cung Thiên Giật lại nghĩ ra chiêu ác như vậy, muốn theo bọn hắn đồng quy vu tận. Cử động bất thình lình của Nam Cung Thiên Giật khiến bọn Tiêu Phàm cuồng biến. Mặc dù bọn hắn không biết quảng trường này là chỗ nào, nhưng khẳng định ở vào sâu trong lòng đất, bằng không mà nói không có khả năng âm u như thế. Một khi đổ sụp, cho dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng có khả năng mất mạng nơi này. Ngươi tự tìm cái chết, nhìn thấy bộ dáng Nam Cung Thiên Giật điên cuồng, bàn tử hét giận dữ một tiếng, muốn chém giết Nam Cung Thiên Giật nhưng từng khỏa cự thạch rơi xuống phía dưới, ngăn cản đường đi của hắn. Nơi này vẫn không thể phi hành, bằng không mà nói, Nam Cung Thiên Giật có khả năng đã là một người chết. Nam Cung Tiêu Tiêu, kết quả là ngươi vẫn thua, chỉ có ta thắng ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng thắng ta. Nam Cung Thiên Giật ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, long đế kiếm trong tay không chần chờ chút nào. Kiếm khí tung hoành, bốn phía vách tường quảng trường bị hắn chém rách, phía trên sụp đổ càng ngày càng lợi hại. Cũng đúng lúc này, tại vị trí phế tích Thiên Cơ Tháp bắt đầu mãnh liệt rung rung, không bao lâu giữa trung tâm xuất hiện một cửa động khổng lồ, đất đá cuồn cuộn rơi xuống. Mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, cửa động kia cấp tốc hướng bốn phía lan tràn, tiếng ầm ầm bên tai không dứt, tựa như phát sinh động đất. Không bao lâu, cửa động biến thành một lỗ đen to lớn, bao phủ diện tích hơn 10 dặm xung quanh, tràng diện cực kỳ rộng lớn, hùng vĩ. Cổ thành sụp đổ xuống dưới vì biến cố này, đại địa lần nữa lún xuống dưới mấy trăm trượng, một mảnh tối như mực, không thể nhìn thấy phần cuối. Cứu một tiếng hét dài ở trên không vang lên, chỉ thấy một đầu hắc sắc diều hâu ở trên không xoay quanh, con người sắc bén tràn ngập vẻ lo lắng nhìn chằm chằm lỗ đen trên mặt đất. Thời gian quay về vài phút trước, khi nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật trở nên điên cuồng, đám người Tiêu Phàm tìm kiếm bốn phía đường chạy trốn, thế nhưng khiến bọn hắn tuyệt vọng là quảng trường này khắp nơi đều sụp đổ, căn bản không thể trốn đi đâu được. Các ngươi ai cũng trốn không thoát, ha ha. Nam Cung Thiên Giật khinh thường, kiếm khí trên người gào thét, mặc cho nham thạch kia đem hắn vùi lấp. Các ngươi nhìn, phía trên giống như có tia sáng bắn vào. Quan Tiểu Thất đột nhiên chỉ vùng trung tâm không trung trên quảng trường hét lớn. Thực sự là tia sáng, cũng may nơi này cách mặt đất không sâu, chúng ta có thể rời đi. Nam Cung Thiên Giật, đáng tiếc đã để ngươi thất vọng, đến khi rời đi nơi này, lão tử không đem ngươi lột da chóc thịt, thì ta theo họ ngươi. Mẹ nó, hù chết bổn thiếu gia. Lúc ánh mắt bọn hắn theo phương hướng Quan Tiểu Thất chỉ nhìn lại, xác thực nhìn thấy từng sợi tia sáng. Bởi vì Dạ Minh Châu trong sân rộng đều bị hủy diệt cho nên bốn phía quảng trường đen kịt vô cùng, luồng ánh sáng kia liền hết sức dễ thấy. Nghe thấy đám người nói, sắc mặt Nam Cung Thiên Giật khó xử tới cực điểm, hắn muốn đồng quy vu tận, đáng tiếc lại xuất hiện sự tình ngoài ý muốn. Thần sắc Tiêu Phàm coi như bình tĩnh, hắn rất nhanh liền xuất hiện ở giữa sân rộng, ngẩng đầu nhìn về phía không trung, vô số đất đá sụp đổ xuống, từng sợi u quang từ bên trong khe đá khe hở bắn xuống. Lão Tam, làm sao bây giờ? Bàn tử xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, thần sắc có chút ngưng trọng. Quá cao, chúng ta không thể đi lên. Công tử, người đi trước, không cần phải để ý đến chúng ta. Tiêu Phàm còn chưa mở miệng, Ảnh Phong liền vội vàng nói, hắn biết Tiêu Phàm có thể phi hành. Tiêu Phàm lắc đầu, hắn mặc dù có thể ngự không mà đi, nhưng muốn tránh thoát đất đá công kích cũng rất khó. Cho dù toàn lực trùng kích cũng rất có thể bị đất đá bức trở về. Đột nhiên, Tiêu Phàm quay đầu nhìn về phía những khôi lỗi thú hư hao trước đó, nói có thể điều khiển những khôi lỗi thú lao ra hay không nhỉ? Nghĩ vậy, con người Tiêu Phàm trong nháy mắt chuyển hướng đến một đám khôi lỗi thú, bất quá trong đầu hắn đột nhiên hiện ra một vấn đề, đúng rồi, nếu Thiên Cơ Môn có nhiều khôi lỗi thú cường đại như thế, năm đó vì sao không tham gia đánh với Nguyệt Thần Cung một trận? Không kịp nghĩ nhiều, Tiêu Phàm đi tới trên lưng một khôi lỗi thú loài chim,
chỉ là khi hắn chuẩn bị nhét thất giai hồn tinh vào, cái đầu khôi lỗi thú kia đột nhiên sụp đổ, hóa thành một đống gỗ mục. Cuối cùng vẫn chịu không nổi năm tháng tàn phá. Tiêu Phàm thở dài, nhưng mà đây vẻn vẹn chỉ là bắt đầu, tất cả khôi lỗi thú khác cũng đều bị cự thạch đập thành bột mịn. Cự thạch công kích đều tiếp nhận không được, Tiêu Phàm cau mày một cái, hắn cũng đại khái đoán được nguyên nhân những khôi lỗi thú năm đó không tham chiến, bởi vì bọn chúng đều là hàng thất bại. Cho dù là khôi lỗi thú cũng nội uẩn một chút hồn văn, có thể thu lấy thiên địa linh khí, không có khả năng dễ dàng bị phá hủy như vậy. Đều tới, Tiêu Phàm không dám kéo dài thời gian, hét lớn một tiếng, U Linh chiến hồn trong nháy mắt xuất hiện ở quanh người hắn, hóa thành sương mù cuồn cuộn. Thời gian 2-3 cái hô hấp, tất cả đám người đều xuất hiện ở quanh thân Tiêu Phàm, U Linh chiến hồn nâng lên, trong mắt nồng đậm vẻ kinh hãi. Hiện tại chúng ta đang đi lên, nhất định không thể để thạch đầu đập chúng, cho nên cần mọi người mật thiết phối hợp, lấy chiến kỹ mở đường. Tiêu Phàm hít sâu một cái nói. Nguyên bản hắn không muốn mạo hiểm như thế, dù sao một khi có một người bị thạch đầu đánh chúng, tất cả bọn hắn liền không cách nào rời khỏi nơi này. Đám người gật đầu, giờ phút này, bọn hắn cũng không có biện pháp khác, nếu như bị thạch đầu vùi lấp, dù là cường giả chiến hoàng cảnh cũng chưa hẳn có thể sống sót. Muốn đi, ai cũng đừng hòng đi. Đúng lúc này, một đạo kiếm khí kim sắc long hình bắn ra, xông thẳng tới vị trí bọn Tiêu Phàm. Chủ nhân kiếm khí này, trừ Nam Cung Thiên Giật thì còn có thể là ai? Hắn không cách nào rời đi, tự nhiên cũng không muốn để cho Tiêu Phàm cùng bàn tử rời đi. Cho dù đồng quy vu tận cũng sẽ không tiếc. Tự tìm cái chết, bàn tử mở chừng hai mắt, lộ ra vẻ hung ác. Kế tiếp, hắn hóa thành thiểm điện, trong nháy mắt đánh vỡ nát kiếm khí Nam Cung Thiên Giật, chiến thiên kích trực chỉ Nam Cung Thiên Giật mà đến. Ha ha, ta mà chết, Tuyết Lung Giác cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Nam Cung Thiên Giật đột nhiên hét lớn. Thật vậy sao, Nam Cung Tiêu Tiêu mặt coi thường. Mặc dù tự mộng la sát phấn độc tố bên trong Tuyết Lung Giác, nhưng Tiêu Phàm đã có giải dược, bàn tử tự nhiên tin tưởng Tiêu Phàm. Ngươi còn tưởng rằng nàng vẫn còn trong đế cung sao? Nam Cung Thiên Giật cười nói, hắn cũng không cầm kiếm phản kích, bởi vì hắn rất rõ ràng, căn bản không phải đối thủ của bàn tử. Nếu không có cách nào đồng quy vu tận, vậy cũng chỉ có thể mượn nhờ thủ đoạn Tiêu Phàm bọn hắn để rời đi. Nghe nói như thế. Còn người bàn tử hơi hơi co rụt lại, bất quá, chiến thiên kích trong tay hắn lại không có ý dừng lại, một kích hung hăng nện trên lồng ngực Nam Cung Thiên Giật. Nam Cung Thiên Giật chỉ cảm thấy bị một tòa núi cao va chạm, trong miệng máu tươi cuồng phun, thể nội xương cốt cơ hồ tất cả đều vỡ ra, hồn hải một trận chấn động, lập tức ầm một tiếng vỡ ra, thậm chí ngay cả huyền kim kiếm chiến hồn cũng trong nháy mắt vỡ nát. Ngươi, Nam Cung Thiên Giật nào sẽ nghĩ đến, bàn tử vậy mà hung ác như thế? Không nể mặt mũi, trực tiếp phế tu vi hắn, đây so với giết hắn còn khó chịu hơn. Bàn tử lười nhác nói nhảm với hắn, túm lấy long đế kiếm, một tay bấm cổ hắn, trong nháy mắt xuất hiện ở bên cạnh Tiêu Phàm, tất cả những thứ này đều chỉ phát sinh trong nháy mắt. Tiêu Phàm nhìn Nam Cung Thiên Giật đã bị phế tu vi cũng không nói thêm cái gì, cho đám người một cái ánh mắt, liền hướng lấy không trung lao đi. Phía trên không trung, Tiểu Minh không ngừng xoay quanh. Con người sắc bén nhìn chằm chằm lỗ đen rộng lớn phía dưới, nó cũng cực kỳ không bình tĩnh. Tiếng ầm ầm vẫn như cũ, đó là thanh âm đất đá tiếp tục sụp đổ, Tiểu Minh cuối cùng vẫn là không nhịn được, một tiếng kêu to liền hướng lấy lỗ đen phía dưới lao đi. Hồng hộc, đúng lúc này, khiến Tiểu Minh hít vào ngụm khí lạnh là, một đạo hỏa diễm quang mang từ bên trong hắc động kia bắn nhanh ra, xông thẳng vào vòng trời, tốc độ nhanh chóng, không thể tưởng tượng. Tốc độ Tiểu Minh cũng nhanh vô cùng, trong nháy mắt tránh thoát đạo hỏa diễm quang mang kia, hắn chỉ thấy một cái mũi tên xuyên qua. Khi nó chuẩn bị tiếp tục hạ xuống, đột nhiên lại có mấy đạo kiếm quang phóng lên tận trời, kiếm thế bá đạo sắc bén dọa Tiểu Minh cấp tốc lui lại. Dù nó đã là thất giai trung kỳ, nhưng kiếm mang này cũng cho nó một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm, có thể tùy tiện chém giết cường giả chiến hoàng hậu kỳ. Trong lòng Tiểu Minh ngưng trọng. Không dám tiếp tục hạ xuống, trong lỗ đen thực sự quá là đáng sợ, vậy mà kiếm khí loạn xạ. Ha ha, rốt cục cũng đi ra Nam Cung Thiên Giật, âm mưu ngươi đã thất bại. Cũng đúng lúc này hai đạo thanh âm vang lên, ngay sau đó, một đoàn u khí cực đại từ bên trong hắc động kia xông ra, tốc độ nhanh vô cùng,
sau đó vững vàng rơi vào nền đất bên ngoài. Cứu, Tiểu Minh hét dài một tiếng, hóa thành tia chớp màu đen, trong nháy mắt liền xuất hiện ở trên vai Tiêu Phàm, thân mật chải vuốt tóc Tiêu Phàm, sau đó lại rơi vào vai Ảnh Phong. Trên mặt Ảnh Phong lộ ra nụ cười khó kìm được, đang lúc hắn chuẩn bị sẵn sàng chờ Tiểu Minh thân mật lại nhìn thấy Tiểu Minh nhàn nhạt liếc mắt quét hắn, nâng đầu cao ngạo. Ta nói Tiểu Minh ngươi, ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng hậu kỳ, so với ngươi cảnh giới còn cao hơn mà. Ảnh Phong tự tin bị đả kích, thập phần không cam lòng nói. Tiểu Minh nhẹ mổ Ảnh Phong mấy lần, trong mắt đều là vẻ khinh thường, tựa như lại nói, ta hiện tại là thất giai trung kỳ có thể thắng ngươi như thường. Qua một lúc, ta muốn so tài với ngươi. Ảnh Phong vung vẩy nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu Minh gật gật đầu, một bộ dáng tùy thời phụng bồi. Lung giác đâu, đột nhiên, tiếng hét phẫn nộ của bàn tử truyền đến, chỉ thấy hắn đem Nam Cung Thiên Giật ném xuống đất như ném chó chết, sát khí như ẩn như hiện tràn ngập. Ha ha, ngươi giết ta đi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng, hơn nữa, ngươi gánh vác tội danh giết huynh đệ, gia tộc cũng tuyệt đối sẽ không đem đế triều phó thác cho ngươi. Nam Cung Thiên Giật máu me khắp người, ngã trên mặt đất, mặt lộ vẻ dữ tợn nói. Giờ phút này với hắn, nào còn có siêu nhiên cùng anh Tuấn như lần thứ nhất Tiêu Phàm nhìn thấy, khi đó Nam Cung Thiên Giật cao cao tại thượng, không ai bì nổi. Hiện tại Nam Cung Thiên Giật bị phế tu vi, chỉ là một kẻ đáng thương, chó rơi xuống nước, ai cũng có thể tùy tiện khi nhục hắn. Gia tộc, đế triều, Nam Cung Thiên Giật, ngươi thật đúng là buồn cười. Bàn tử cười giận dữ nói, dù đến chết, trong mắt ngươi cũng chỉ có đại ly đế triều sao. Ta không giết ngươi. Ta sẽ để ngươi nhìn xem, đại ly đế triều trong mắt ngươi trong mắt ta căn bản không đáng một đồng. Không giết ta, ngươi phế ta, cùng giết ta có gì khác biệt. Nam Cung Thiên Giật lửa giận ngập trời, nếu như ánh mắt có thể giết người, bàn tử không biết đã chết bao nhiêu lần. Ngươi nói, không muốn đánh với ta một trận, chỉ là không muốn tùy tiện thắng ta, khi nhục ta. Hiện tại ta thắng, chẳng lẽ ta liền không thể khi nhục ngươi? Bàn tử nhe răng cười một tiếng. Lập tức ánh mắt trên mặt trong nháy mắt biến vô cùng băng lãnh, nói, lung giác ở đâu? Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, ta vẫn thật không nghĩ tới, ngươi sẽ bị một nữ nhân mê mẩn đến thần hồn điên đảo. Yên tâm, ta sẽ không nói cho ngươi, ngươi vĩnh viễn cũng đừng hòng nhìn thấy nàng. Nam Cung Thiên Giật không những không giận mà còn cười. Hiện tại, tu vi hắn bị phế căn bản không làm gì được bàn tử, nhưng chỉ cần có bất kỳ cơ hội khiến bàn tử khó xử. Hắn đều sẽ không bỏ qua. Thả đại đế tử, Nam Cung Thiên Giật tiếng nói vừa dứt, đột nhiên, nơi xa, một đạo tiếng hét phẫn nộ vang lên. Tiêu Phàm bọn hắn không hẹn mà cùng quay đầu nhìn lại nhìn thấy hai đạo thân ảnh đứng sừng sững ở biên giới phế tích. Lung giác, bàn tử con ngươi hơi hơi co rụt lại, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Thạch Hàn Kiếm, Bắc Thần Phong hai mắt khẽ híp lại một cái, liếc mắt liền nhận ra một người trong đó. Tiêu Phàm cũng nhận ra kia chính là Thạch Hàn Kiếm, Quân Lạc cùng Úy Càn tính toán hắn, bị hắn ngẫu nhiên phát hiện. Cuối cùng Tiêu Phàm giết Úy Càn, bắt sống Quân Lạc, chỉ có Thạch Hàn Kiếm đào tẩu. Chỉ là Tiêu Phàm không nghĩ tới, Tuyết Lung Giác vậy mà thực rơi vào tay bọn hắn, sớm biết rõ liền không nên để Thạch Hàn Kiếm đào tẩu. Trong lòng Tiêu Phàm thập phần không hiểu, Tuyết Lung Giác là như thế nào bị đưa vào cổ địa bí cảnh. Thạch Hàn Kiếm giết Tuyết Lung Giác, giết nàng. Nam Cung Thiên Giật gào thét, hắn nguyên bản là muốn Nam Cung Tiêu Tiêu cũng tìm không được Tuyết Lung Giác, kể từ đó trong lòng Nam Cung Tiêu Tiêu mãi mãi cũng sẽ có một chướng ngại thật sâu. Nhưng hắn cũng không nghĩ đến, Thạch Hàn Kiếm vậy mà dựa theo kế hoạch bản thân an bài lúc trước, đem Tuyết Lung Giác mang đến. Đại đế tử, Thạch Hàn Kiếm nghe vậy sắc mặt hơi đổi một chút, hắn không phải người ngu, vô luận là Tiêu Phàm hay là Nam Cung Tiêu Tiêu. Hắn đều không thể địch nổi. Huống chi, Sở Khinh Cuồng, Bắc Thần Phong cũng đều vẫn còn, ai cũng có thể tùy tiện giết Thạch Hàn Kiếm hắn. Hiện tại, Tuyết Lung Giác là lá bài tẩy cuối cùng, người kêu ta giết nàng. Tuyết Lung Giác vừa chết, kế tiếp chết chính là bản thân ta. Cửu đế tử, đừng tới. Nhìn thấy bàn tử hướng về hắn, Thạch Hàn Kiếm sắc mặt đại biến, thật sự là bàn tử năm đó thanh danh quá lớn. Thạch Hàn Kiếm. Ta lấy danh nghĩa mình cam đoan, chỉ cần thả Lung Giác, việc này coi như xóa bỏ. Bàn tử vội vàng nói,
nếu như Tuyết Lung Giác vạn nhất ngoài ý muốn, hắn hối hận không kịp. Việc này là thật, Thạch Hàn Kiếm ngưng tiếng nói. Thật, Bàn Tử không chút do dự gật đầu, giết Thạch Hàn Kiếm, hắn căn bản không có bất kỳ hứng thú gì, hắn chỉ muốn Tuyết Lung Giác không chết. Thạch Hàn Kiếm, lời nói bản đế tử ngươi dám làm trái. Nam Cung Thiên Giật phẫn nộ gào thét, hận không thể lập tức làm thịt Thạch Hàn Kiếm. Đại đế tử, ngươi còn tưởng rằng ngươi là đại đế tử trước kia sao? Thạch Hàn Kiếm mặt coi thường nói, hắn cũng chưa từng nghĩ tới có một ngày có dạng này nói chuyện với Nam Cung Thiên Giật. Ở trong mắt Thạch Hàn Kiếm, Nam Cung Thiên Giật chỉ là hắn ôm lấy một đầu đùi mà thôi, bây giờ không có giá trị lợi dụng, tự nhiên không cần thiết tiếp tục lấy lòng, chính là một cước đá văng. Hy vọng cửu đế tử nói lời giữ lời. Thạch Hàn Kiếm đưa tay đẩy, Tuyết Lung Giác lập tức tung bay mà lên, vững vàng rơi vào trong ngực Bàn Tử, đồng thời, Thạch Hàn Kiếm lách mình tại chỗ biến mất, cấp tốc hướng về nơi xa lao đi. Ha ha, Nam Cung Tiêu Tiêu, độc nàng chỉ có ta mới có thể giải, người cứu không được nàng, vẫn là ta thắng. Nam Cung Thiên Giật cười to nói. Bàn Tử căn bản lười nhác cùng hắn nói chuyện, lúc này, Tiêu Phàm ném cho hắn một cái bình ngọc. Bàn Tử đã chuẩn bị huyền tâm đan kỹ càng nhét vào trong miệng Tuyết Lung Giác, chỉ một lát sau Tuyết Lung Giác lập tức tỉnh lại. Bàn Tử, nơi này là chỗ nào, ta làm sao lại ở chỗ này? Tuyết Lung Giác nhẹ nhàng mà nện vào trước ngực Bàn Tử, đột nhiên, trên người nàng tản ra một cỗ khí tức cường đại. Muốn đột phá, Quan Tiểu Thất bọn hắn kinh ngạc nhìn Tuyết Lung Giác. Không, không có khả năng, Tự Mộng La Sát Phấn chỉ có ta mới có thể giải, chỉ có ta mới có thể giải. Nam Cung Thiên Giật điên cuồng gầm thét, đầu như là trống lúc lắc lay động. Nam Cung Thiên Giật, người bại rồi, Bàn Tử thản nhiên nói. Bại, ta bại, toàn thân Nam Cung Thiên Giật run rẩy kịch liệt. Hắn cả đời này cho tới bây giờ không có thất bại, lần này là một lần duy nhất. Nhưng mà lần thất bại này đại biểu cho hắn rốt cuộc không có ngày ngóc đầu trở lại. Chúng ta đi. Bàn Tử nhàn nhạt liếc mắt nhìn Nam Cung Thiên Giật, liền dẫn Tuyết Lung Giác hướng nơi xa mà đến. Tiêu Phàm bọn hắn cũng không tiếp tục xuất thủ, một tên phế nhân mà thôi, giết hắn thì có ích lợi gì. Đi chết đi cho ta. Thời khắc Tiêu Phàm bọn hắn quay người, Nam Cung Thiên Giật đột nhiên bạo khởi, một trường thẳng hướng Tiêu Phàm, ai cũng không nghĩ tới hắn vẫn còn sức đánh một trận. Phốc, một đạo kim sắc lợi mang bắn ra, trực tiếp xuyên thủng cổ Nam Cung Thiên Giật. Trên mặt Nam Cung Thiên Giật hiện lên vẻ khinh ghét, gian nan phun ra một câu, ta vẫn không có thua. Nam Cung Thiên Giật đứng ở đó, trên mặt lộ ra vẻ phẫn nộ, dữ tợn. Cho dù là chết, tựa như cũng không nguyện ý buông tha Tiêu Phàm cùng Bàn Tử. Đây là một cỗ chấp niệm, dù sao tu vi hắn đã mất hết, còn không bằng chết ở chỗ này. Sống sót, hắn không có bất kỳ giá trị gì, chết, ngược lại có thể làm cho Tiêu Phàm cùng Bàn Tử trở thành cửu nhân Đại Ly Đế Triều, cửu nhân Nam Cung gia tộc. Ta tại Tu La Địa Ngục chờ các ngươi. Nam Cung Thiên Giật cơ hồ dùng hết khí lực cuối cùng gào thét ra, thân thể hướng về phía sau ngã xuống. Phù phù một tiếng, Nam Cung Thiên Giật ngã xuống đất không dậy nổi. Máu tươi từ trên cổ hắn không ngừng phun ra ngoài, đỏ thấu mặt đất, yêu diễm vô cùng. Nguyên lai, máu ngươi cũng là màu đỏ. Bàn Tử không có bất kỳ thương hại, lạnh lùng nói ra một câu, lấy tay vung lên, thi thể Nam Cung Thiên Giật đột nhiên biến mất tại chỗ. Mặc dù Nam Cung Thiên Giật chết, Bàn Tử vẫn không có dự định coi khinh thi thể hắn. Nói đến cùng, trên người Nam Cung Thiên Giật vẫn là máu của đế tộc Nam Cung. Máu đế tộc không cho phép bất luận kẻ nào được nhục nhã. Nam Cung Thiên Giật thật đúng là âm hiểm, chí tử cũng phải hại ngươi. Sắc mặt Bắc Thần Phong lạnh lùng. Chỉ cần chúng ta không nói, ai biết Nam Cung Thiên Giật là do ai giết. Quan Tiểu Thất ngưng tiếng nói, trong mắt cũng lóe qua vẻ lo lắng nồng đậm. Nam Cung Thiên Giật là người thừa kế hợp pháp duy nhất Đại Ly Đế Chủ. Nếu Nam Cung gia tộc biết Nam Cung Thiên Giật là chết ở trên tay Tiêu Phàm cũng tất nhiên khó thoát một kiếp. Đám người lắc đầu, việc này cũng không phải là bọn hắn không nói thì không ai biết rõ, khẳng định âm thầm còn có không ít người nhìn thấy. Lão Tam, đa tạ ngươi. Ngược lại là Bàn Tử đi đến trước mặt Tiêu Phàm, cơ thể hơi run lên nói. Đám người kinh dị nhìn Bàn Tử cùng Tiêu Phàm, lúc này, đám người mới minh bạch. Với thực lực Tiêu Phàm hoàn toàn có thể tránh Nam Cung Thiên Giật một kích vừa nãy.
nhưng hắn lại không có, sở dĩ giết chết Nam Cung Thiên Giật chính là muốn để cho bản tử ôm tội danh giết huynh, khiến Nam Cung gia tộc khinh thường, khiến Đại Ly đế triều khinh thường. Về phần Nam Cung Thiên Giật chết ở trong tay Tiêu Phàm, đây chính là một chuyện khác, tối đa Tiêu Phàm cũng bị Nam Cung gia tộc truy sát mà thôi. Đây cũng là nguyên nhân vì sao bản tử lại cảm tạ Tiêu Phàm, khiến đám người rung động là Tiêu Phàm vậy mà nghĩ được nhiều như vậy. Huynh đệ, không cần nói tạ ơn, không có ý nghĩa. Tiêu Phàm sang sảng cười một tiếng, hắn trong lòng thì âm trầm vô cùng, tất cả mọi thứ, dù sao cũng phải có một người gánh chịu, ta gánh chịu, dù sao cũng tốt hơn ngươi. Tam ca, chúng ta vẫn là rời đi Đại Ly đế triều, thiên hạ to lớn, Nam Cung gia tộc cũng chưa chắc tìm được chúng ta. Quan Tiểu Thất lại nói, hắn thấy Nam Cung Thiên Giật chết ở trong tay bàn tử mới là tốt nhất. Dù sao, bàn tử là thiên tài số 1 số 2 của Nam Cung gia tộc, so với Nam Cung Thiên Giật còn muốn cường đại, hiện tại Nam Cung Thiên Giật chết, bàn tử chính là người thừa kế hợp pháp nhất. Rời đi, ta thật không nghĩ phải rời đi. Tiêu Phàm lắc đầu, nhìn thấy Quan Tiểu Thất còn chuẩn bị nói cái gì, Tiêu Phàm lại nói, cho dù ta rời đi, Tuyết Nguyệt Hoàng Triều thì sao? Đại Yến Vương Triều thì sao, còn có Tiêu gia nữa? Đại Ly Đế Triều sẽ bỏ qua sao? Tiêu Phàm liên tiếp đặt ra câu nghi vấn khiến đám người trầm mặc, không biết nói gì. Rời đi cũng không phải là phương pháp tốt nhất giải quyết vấn đề, Tiêu Phàm muốn làm chính là thản nhiên đối mặt, cho dù là chết. Chí ít, bây giờ bàn tử giải quyết nguy cơ, nếu không có gì bất ngờ xảy ra mà nói, bàn tử chính là đế chủ Đại Ly Đế Triều tương lai. Đi thôi. Không biết cách 3 tháng kỳ hạn còn bao lâu, chúng ta trước tìm người hỏi một chút. Mặc dù trong lòng Tiêu Phàm cực kỳ ngưng trọng, nhưng mặt ngoài lại không hề bận tâm. Đám người trầm mặc không nói, tựa như suy nghĩ trở lại Ly Hỏa Đế Đô cần phải làm như thế nào. Nam Cung Thiên Giật chết, chắc chắn chấn động toàn bộ Đại Ly Đế Triều, tên Tiêu Phàm cũng nhất định trở thành đối tượng thảo phạt của Nam Cung gia tộc. Nhìn thấy Tiêu Phàm bình tĩnh như thế, trong lòng bọn hắn cũng kinh ngạc không thôi, chẳng lẽ Tiêu Phàm còn có cái gì ỷ vào, đến Nam Cung gia tộc còn không sợ. Chẳng lẽ Tiêu Phàm ỷ vào sư tôn chiến đế, Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng trong nháy mắt nghĩ đến vấn đề này. Chỉ là một tu sĩ chiến đế cảnh còn không đủ để thay Tiêu Phàm chùi đít. Cho dù chết thì như thế nào, đi theo Tam Ca công tử mới biết cái gì gọi là tình nghĩa huynh đệ chân chính. Phong Lang, Ảnh Phong cùng Quan Tiểu Thất ba người thầm nghĩ. Chỉ có Bắc Thần Phong lại một mặt đạm nhiên, thầm nghĩ trong lòng, Nam Cung Thiên Giật, chết thì chết, ai dám động đến một sợi lông của Tiêu Phàm, nhất định phải gánh chịu lửa giận vô tận của một ít người. Nếu như nói ở đây có ai biết sự tồn tại người phía sau Tiêu Phàm, chắc cũng chỉ có Bắc Thần Phong, thậm chí ngay cả Tiêu Phàm đều không biết. Mọi người dưới sự hướng dẫn của Tiểu Minh, rất nhanh liền đi tới một mảnh sơn cốc u tĩnh, tìm mấy tu sĩ hỏi tình huống gần nhất. Bọn Tiêu Phàm không ngờ tới là, bọn hắn trong không gian đường cong vậy mà ngây ngốc gần 2 tháng, cách kỳ hạn 3 tháng đã chỉ có không đến 7 ngày. Thời gian 2 tháng, đại bộ phận cổ địa bí cảnh cũng bị tu sĩ vơ vét sạch sẽ, về phần có cái gì truyền thừa hay không, bọn Tiêu Phàm cũng không biết. Hơn nữa, cũng không có thời gian cho bọn hắn tiếp tục thăm dò. Màn đêm tĩnh lặng, bọn Tiêu Phàm ngồi bên trong sơn cốc, nướng thịt hồn thú, uống rượu ngon, lẳng lặng chờ đợi cái gì, ai cũng không có nói chuyện. Tại cách đó không xa, từng đợt gợn sóng hồn lực bàng bạc khuấy động, đó là động tĩnh Tuyết Lung Giác đột phá tạo thành, bàn tử đứng ở một bên hộ pháp cho Tuyết Lung Giác. Sau nửa ngày, cỗ hồn lực ba động kia chậm rãi biến mất, đám người lúc này mới quay đầu nhìn lại. Chúc mừng nhị tẩu! Quan Tiểu Thất mở miệng, đánh vỡ bình tĩnh nói. Bàn tử cười cười, cũng không có phủ nhận thân phận Tuyết Lung Giác, sau đó nhìn về phía đám người, trịnh trọng nói, qua mấy ngày, mọi người cùng một chỗ rời đi đi. Ai ra, lần này tu sĩ Đại Ly cũng tổn thất nặng nề, không biết có thể còn sống sót bao nhiêu. Đám người lại một lần lâm vào trầm mặc, sau một lát, Tiêu Phàm đột nhiên nói ra, Ảnh Phong, Tiểu Thất, Phong Lang, Tiểu Minh, các ngươi theo Lão Nhị rời đi. Lão Nhị Tam Ca, công tử, nghe thấy Tiêu Phàm nói. Trên mặt bọn bàn tử hơi đổi, bàn tử đi đến bên người Tiêu Phàm, nắm lấy bả vai Tiêu Phàm, trịnh trọng nói, Lão Tam, ngươi không cùng chúng ta cùng đi. Tiêu Phàm lắc đầu, cười cười nói, ta sẽ rời đi, bất quá không phải hiện tại, Tiểu Kim sinh tử còn chưa biết,
ta đợi thêm mấy ngày. Thế nhưng vạn nhất bỏ lỡ thời gian, nơi này chính là bên trong tử vong hoang mạc, không có phi độ chiến thuyền, dù là chiến hoàng cảnh cũng chưa chắc có thể tùy tiện rời đi. Bàn tử lo lắng vô cùng, người sợ Nam Cung gia tộc trả thù sao? Người yên tâm, bọn hắn muốn giết ngươi, trừ phi tử bước qua thi thể. Đúng vậy, còn có chúng ta. Chúng ta hiện tại dù sao cũng là chiến hoàng cảnh, cho dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng có thể chiến một trận, chỉ cần không phải chiến đế, có gì phải sợ. Ai dám gây bất lợi cho công tử, đến bao nhiêu, ta giết bao nhiêu. Đúng thế, thiên hạ to lớn có chỗ nào không thể đi. Ảnh Phong, Phong Lang cùng Quan Tiểu Thất cũng không chút do dự mở miệng nói, ý tứ ba người rất rõ ràng, ai dám gây bất lợi cho Tiêu Phàm, người đó phải chết. Ba người Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cùng Bắc Thần Phong cũng bị sát khí ba người Phong Lang khiến cho chấn kinh. Chỉ là, Tiêu Phàm thật có mị lực lớn như vậy, đáng để bọn hắn đi theo như thế sao? Nhìn thấy lo lắng trong mắt mọi người, Tiêu Phàm cười cười, nói yên tâm. Ta nhất định đuổi kịp kỳ hạn 3 tháng rời đi, hơn nữa, ta cũng sẽ không rời Đại Ly Đế Triều. Tiêu Phàm ngữ khí thập phần kiên định, căn bản không có bất kỳ ý tứ nói dối. Rời Đại Ly Đế Triều, há không phải nói bản thân sợ, trong lòng Tiêu Phàm còn không biết chữ sợ viết như thế nào. Nếu như hắn rời đi, tất nhiên không cần đối mặt lửa giận Nam Cung gia tộc, nhưng Tuyết Nguyệt Hoàng Triều, Đại Yến Vương Triều, thậm chí Tiêu gia đều sẽ bị Nam Cung gia tộc hủy diệt. Chỉ bằng vào điểm này, Tiêu Phàm hắn liền sẽ không rời đi. Nếu đã giết Nam Cung Thiên Giật, hắn sẽ gánh chịu tất cả hậu quả. Huống chi, sát phương thí luyện càng ngày càng gần, được một tấm nhập trường khoán đối với Tiêu Phàm mà nói là ngàn khó vạn hiểm, Tiêu Phàm làm sao có thể bỏ lỡ được. Mặc dù tại nơi Túy Ông có được vô tận chiến điển thất trọng, có thể làm cho hắn tu luyện tới chiến hoàng cảnh, nhưng đột phá chiến đế thì sao? Quách Sĩ Thần nói qua, sát phương thí luyện có đồ vật hắn cần, vận khí tốt mà nói, có lẽ có thể được truyền thừa thiếu khuyết của Tu La truyền thừa. Lão nhị, chẳng lẽ ngươi cũng không tin ta? Ta lúc nào lừa ngươi chưa? Tiêu Phàm vỗ bả vai Bàn Tử nói. Ta đương nhiên tin tưởng ngươi. Bàn Tử cũng đột nhiên cười, ta còn muốn cùng ngươi đem tiểu ma nữ trở về đây, hơn nữa, lão đại cũng đang chờ chúng ta. Nói đến tiểu ma nữ cùng Lăng Phong. Trong mắt Tiêu Phàm cũng lộ ra một vòng tinh quang. Nhị ca, tam ca, đại ca lợi hại hay không? Quan Tiểu Thất hiếu kỳ hỏi. Về sau nhìn thấy ngươi sẽ biết rõ. Bàn Tử cùng Tiêu Phàm hai người nhìn nhau, chăm miệng một lời, Tiêu Phàm lại bổ sung một câu, đúng rồi, lão nhị mặc dù thừa nhận ngươi, nhưng lão đại có thể không thừa nhận ngươi. Quan Tiểu Thất gãi đầu một cái, một mặt không tin. Được rồi, không đùa nghịch ngươi. Lão tam lừa ngươi thôi, lão đại rất dễ nói mà. Bàn Tử cười cười, nghĩ tới thời gian học Thần Phong học viện, Bàn Tử hai người liền một mặt nhẹ nhõm. Đáng tiếc, thời gian tốt như vậy quá ngắn ngủi. Được, chúng ta trước rời đi, đến phi độ chiến thuyền. Bàn Tử nhìn về phía đám người nói. Đêm đó, thời điểm đám người ngủ say, Tiêu Phàm lặng lẽ biến mất bên trong bóng đêm, hướng về Mê Huyễn Lâm mà đến. Lão tam. Ngươi gánh chịu quá nhiều. Tiêu Phàm tự cho là bọn Bàn Tử đã thiếp đi, lại không nghĩ rằng Bàn Tử vẫn luôn không ngủ, nhìn chằm chằm động tĩnh Tiêu Phàm. Yên tâm, về sau có huynh đệ chúng ta, có thể thay tam ca gánh chịu một chút. Lại một đạo thanh âm vang lên, lại nhìn thấy Quan Tiểu Thất đi đến. Ngay sau đó, Phong Lang, Ảnh Phong, Tuyết Lung Giác, Sở Khinh Cuồng, Lâu Ngạo Thiên cũng đứng lên. Tiểu Minh đứng ở trên bờ vai Ảnh Phong. Con người sắc bén nhìn chằm chằm nơi xa. Chỉ có Bắc Thần Phong vẫn nằm trên đồng cỏ, ngủ rất sâu, tiếng lẩm bẩm nhẹ nhàng làm mất cả hứng. Điều này khiến Bàn Tử cùng Quan Tiểu Thất hận không thể đem Bắc Thần Phong hung hăng đánh một trận. Tiêu Phàm rời đi, hắn một đường phi nhanh, mục tiêu trực chỉ Mê Huyễn Lâm. Hai ngày sau, Tiêu Phàm rốt cục cũng đến Mê Huyễn Lâm. So với hai tháng trước, mặt ngoài Mê Huyễn Lâm không có bất kỳ biến hóa gì. Băng phong hơn 10 dặm hàn ý khiếp người. Bất quá, hàn ý này so sánh trước đó lại càng đáng sợ hơn, dù Tiêu Phàm là chiến hoàng cảnh trung kỳ cũng có chút tiếp nhận không được. Tiểu Kim, rốt cục ngươi làm sao rồi? Tiêu Phàm hít sâu một hơi đi tới vị trí hồ nước, hàn ý nơi này so sánh với bên ngoài càng đáng sợ hơn. Nguyệt Thần Cung,
Cỗ hàn ý này có thể là băng phong thiên lý, thật đúng là khắc tinh khôi lỗi thú. Thiên cơ môn có thể cùng Nguyệt thần cung đồng quy vu tận. Thiên cơ môn cũng không phải cường đại bình thường, nghĩ đến nếu như tiểu kim không sao, vậy nó có lẽ được truyền thừa Nguyệt thần cung, truyền thừa đặc biệt thuộc về hồn thú. Trong lòng Tiêu Phàm âm thầm trầm ngâm. Hắn không nghĩ tới, nếu như đem bộ hồn văn đồ cũng coi là truyền thừa mà nói, hai phần truyền thừa to lớn nhất ở nơi này đều rơi vào trên người hắn và tiểu kim. Tiêu Phàm ngồi ở trên mặt băng lẳng lặng chờ đợi, một nửa tâm thần cũng chìm vào bên trong hồn hải, tiếp tục dung hợp tam đại chiến kỹ Hồng Trần Thiếu, Hồng Trần Sát cùng Thiên Địa Tiêu Sát. Một nửa tâm thần khác thì triệu hồi ra U Linh Chiến Hồn, nhanh chóng thôn vệ luyện hóa năng lượng hàn băng nơi này. Không thể không nói, U Linh Chiến Hồn cũng là chiến hồn âm ám thuộc tính, loại năng lượng hàn băng này cực kỳ phù hợp với nó. Thời gian thấm thoát trôi qua, chờ đợi dòng dã 4 ngày, trên mặt băng vẫn không có bất cứ động tĩnh gì, chỉ có Tiêu Phàm ngồi ở kia, dường như trở thành vĩnh hằng. Thử ngâm, đột nhiên, từng đạo kiếm khí đáng sợ từ trên người Tiêu Phàm bộc phát ra, giống như hồng thủy quét sạch 4 phương 8 hướng. Trên mặt băng vụn băng bay tứ tung. Tại đỉnh đầu Tiêu Phàm, U Linh Chiến Hồn cũng đã biến ảo thành một chuôi hắc sắc trường kiếm dài 3 thước, tản ra một cỗ khí tức lạnh lẽo, u sâm, sát phạt, mỗi một loại khí tức dường như đều đạt tới cực hạn. Tiêu Phàm đột nhiên mở hai mắt, trong mắt bắn ra hai đạo kiếm mang đáng sợ, giống như hai thanh tuyệt thế thần kiếm ra khỏi vỏ. Hồng hộc, thụ mộc băng điêu toàn bộ bị chém nứt, vết cắt cực kỳ vuông vức. Có thể thấy ánh mắt Tiêu Phàm lăng lệ thế nào. Ánh mắt này, trừ sát phạt, lại không có bất luận cái tình cảm gì. Nếu có người nhìn thấy nhất định sẽ bị dọa sợ nổi da gà, ánh mắt Tiêu Phàm quá là đáng sợ, giống như tử thần chi nhãn. Hắn lẳng lặng ngồi ở trên mặt băng, kiếm khí đáng sợ quanh thân tàn phá bừa bãi, chậm rãi nhấc lên một trận kiếm khí phong bạo đi qua, mọi thứ đều hóa thành kiếp cho. Thử ngâm, Tiêu Phàm động. Trong mắt của hắn bắn ra hiện một đạo kiếm khí, trong tay cũng chẳng biết lúc nào xuất hiện một chuôi trường kiếm bình thường, cả người vẫn như cũ duy trì một động tác ra kiếm. Két, dưới chân Tiêu Phàm truyền đến một tiếng vang yếu ớt, nhìn kỹ dưới chân Tiêu Phàm có một đường cong tinh tế tràn ngập hướng về phía trước. Ngay sau đó, toàn bộ mặt băng khẽ run lên, chỉ thấy một vết nứt rộng chừng một ngón tay từ dưới chân hắn lan tràn ra, dài đến mấy chục trượng. Quỷ dị nhất là liệt phùng thẳng tắp vô cùng, hơn nữa vết cắt trên mặt băng thập phần vuông vức, hiển nhiên là bị một kiếm Tiêu Phàm làm ra. Vừa nãy cũng không phải là Tiêu Phàm không có xuất kiếm, mà là một kiếm kia nhanh đến cực hạn, hơn nữa không có kiếm khí, cho nên căn bản không phải mắt thường có khả năng bắt được. Giết người, kiếm chiêu quá nhiều vô dụng, một chiêu là đủ. Tiêu Phàm nhìn chuôi trường kiếm bình thường trong tay, nói có một loại kiếm pháp không ai có thể nhìn thấy. Bởi vì người thấy đều đã xuống mồ. Đã từng nghe được câu này nhưng không cách nào tinh tế trải nghiệm, không nghĩ tới trọng sinh chiến hồn đại lục lại có thể tự mình thể vị một phen. Hồng Trần Thiếu, Hồng Trần Sát, Thiên Địa Tiêu Sát tam đại chiến kỹ, quá mức câu nệ hình thức, không phải sát phạt chi kiếm chân chính. Một kiếm này mới là sát nhân kiếm chân chính, hơn nữa có thể đối với lý giải sát ý không ngừng mạnh lên. Trong lòng Tiêu Phàm tự nói, lập tức hít sâu một hơi nói, đã như vậy, kiếm này liền kêu sát phạt chi kiếm. Tiêu Phàm bỏ qua tam đại chiến kỹ, dung hợp thành một loại sát phạt chi kiếm đơn thuần. Hắn cũng không nghĩ đến, một kiếm đối với hắn có ảnh hưởng to lớn, hơn nữa đây đối với hắn mà nói, tuyệt không phải kết thúc, vẻn vẹn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tạch 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 cũng đúng lúc này, phía trước mặt băng đột nhiên truyền đến một trận thanh âm phá diệt, lít nha lít nhít đường vân che kín 4 phương 8 hướng. Không bao lâu, một cỗ hùng hậu khí thế từ phía dưới mặt băng truyền đến, hiện ra kim sắc hỏa diễm quang mang. Trên mặt Tiêu Phàm cũng rốt cục lộ ra nụ cười. Bên ngoài cổ thành, vị trí phi độ chiến thuyền. Hỏa hoàng ngắm nhìn chỗ sâu cổ thành, ánh mắt lấp lóe, đáy mắt chỗ sâu có hỏa diễm thiêu đốt. Tại phía sau hỏa hoàng, kiếm hoàng cùng hoa hoàng đứng đấy, thần sắc hai người cũng hơi hơi ngưng trọng, bởi vì người bọn hắn phải đợi còn không có xuất hiện. Hỏa hoàng tiền bối, kỳ hạn 3 tháng đã đến, chúng ta vẫn là nên rời đi trước. Đột nhiên, một đạo thanh âm phía sau bong thuyền vang lên, mở miệng nói chuyện là một thanh niên cụt tay. Hỏa hoàng lạnh lùng liếc mắt quét thanh niên cụt tay, trầm mặc không nói. Sử vô pháp, ngươi trong cổ thành có từng gặp qua Lưu Thường.
Hoa Hoàng mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, con người đục ngầu nhưng lại thâm thúy gắt gao nhìn chằm chằm thanh niên cụt tay. Rất hiển nhiên, thanh niên cụt tay chính là Sử Vô Pháp. Con người Sử Vô Pháp khẽ run lên, tựa như không dám cùng Hoa Hoàng nhìn thẳng, trầm ngâm lúc này nói, gặp qua. A, Hoa Hoàng nhíu mày, Sử Vô Pháp ra vẻ thâm trầm, trên mặt lộ ra vẻ bi thương, nói, Hoa Hoàng tiền bối, Nhược Lưu Thường, nàng chết rồi. Ngươi nói cái gì? Đột nhiên trên người Hoa Hoàng bộc phát ra khí thế đáng sợ, con người đục ngầu trở nên thanh minh vô cùng, mang theo một cỗ hung quang tựa như muốn đem Sử Vô Pháp hủy diệt. Trên bong thuyền, tu sĩ bị dọa đến sắc mặt phát lạnh, cảm giác toàn thân như rớt vào hầm băng, thậm chí trên người thật giống như bị vô số lợi nhận cắt đứt, toàn trường một mảnh tĩnh mịch, cây kim rơi cũng có thể nghe thấy tiếng. Hồi lâu, giữa hàm răng mới phun ra một câu, là ai? Lời nói băng lãnh quanh quẩn trên không trung, tất cả mọi người con ngươi đều nhìn chằm chằm Sử Vô Pháp. Không ít người càng là lộ ra vẻ kinh ngạc, bọn hắn đều biết rõ Nhược Lưu Thường là chết thế nào. Dù sao, lúc đầu có rất nhiều người ở đây tận mắt nhìn thấy Nam Cung Thiên Giật giết Nhược Lưu Thường, chỉ là, Sử Vô Pháp dám nói ra Nam Cung Thiên Giật sao? Là Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Sử Vô Pháp lộ ra vẻ sợ hãi, dọa đến lui ra phía sau mấy bước. Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng. Không ít người lộ ra vẻ kinh ngạc, Sử Vô Pháp cũng dám hãm hại Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng, hơn nữa còn lừa gạt Hoa Hoàng, thật đúng là lớn mật. Bất quá, bọn hắn giận mà không dám nói gì, không có người nào nguyện ý đi đắc tội Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp dù sao cũng là chiến hoàng trung kỳ, hơn nữa người sau lưng hắn là Sở Gia. Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng, các ngươi thật đúng là ác độc. Cái chết của Sở Dịch Phong cùng các ngươi có quan hệ, bà lão không cùng các ngươi so đo, ngươi, các ngươi cũng dám giết đồ nhi ta theo các ngươi không chết không thôi. Quải trượng trong tay Hoa Hoàng hung hăng đâm tại bong thuyền, sát khí quét sạch tứ phương, từng đóa hàn băng chi hoa nở rộ mà ra, đám người dọa đến ngã ngồi một chỗ. Sử Vô Pháp, Nhược Lưu Thường thực sự là Tiêu Phàm giết. Hỏa Hoàng nhíu mày lại, hắn không tin Tiêu Phàm sẽ làm ra việc này. Nhược Lưu Thường dù sao cũng là đồ đệ Hoa Hoàng, về phần Sở Khinh Cuồng, hắn lại không đáng kể. Vâng, Sử Vô Pháp nghiến răng nghiến lợi nói, trong lòng hắn thì cười lạnh không thôi, Tiêu Phàm, Sở Khinh Cuồng, các ngươi mạnh, có mạnh hơn nữa thì cũng có thể mạnh hơn Hoa Hoàng sao? Các ngươi chết cũng liền thôi, nếu như còn sống, cũng tất nhiên sẽ chết ở trên tay Hoa Hoàng. Sử Vô Pháp, ngươi đánh rắm. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm vang lên. Chỉ thấy một đạo thân ảnh gian nan đi lên trước. Đám người phóng tầm mắt nhìn tới, lại nhìn thấy một người mặc áo bào trắng, đồng dạng chỉ có một tay thanh niên đi tới. Nhìn thấy thanh niên cụt tay áo bào trắng, đám người lộ ra vẻ cổ quái, Sử Vô Pháp đoạn một tay, thanh niên áo bào trắng làm sao cũng đoạn một tay. Sử Vô Pháp quay đầu, đáy mắt chỗ sâu lóe qua một đạo băng lãnh lợi mang, sắc mặt âm tình bất định, quát lên, người mới thả cái rắm. Ta lúc ấy tự mình ở đây, chẳng lẽ còn lừa gạt Hoa Hoàng sao? Sử Vô Pháp tự mình ở đây, ta mới tự mình ở đây. Một tay của ta là mất trong lúc chiến đấu, nơi này khẳng định có rất nhiều người nhìn thấy. Thanh niên cụt tay áo bào trắng cười lạnh nói. Hoa Hoàng, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng nhất thời không biết nên tin tưởng ai, còn người Hoa Hoàng sắc bén chuyển hướng đến trăm tu sĩ trên bong thuyền, tất cả mọi người bị dọa đến cúi đầu. Bọn hắn cũng không nguyện ý đắc tội Sử Vô Pháp, cũng không dám đắc tội Hoa Hoàng, dứt khoát ngậm miệng không nói. Vậy ngươi nói là ai giết Nhược Lưu Thường? Hỏa Hoàng bỗng hỏi. Là Nam Cung Thiên Giật, thanh niên cụt tay không chút do dự nói. Lời này vừa nói ra, tất cả mọi người con ngươi co rụt lại, mẹ nó ngươi không muốn sống à, dám bán đứng Nam Cung Thiên Giật. Tại tất cả mọi người nhìn lại, thanh niên tay cụt tuyệt đối không cách nào sống sót rời phi độ chiến thuyền. Một khi Nam Cung Thiên Giật xuất hiện, hắn hẳn phải chết là không nghi ngờ. Ngươi nói Nam Cung Thiên Giật, Nam Cung Thiên Giật vì sao muốn giết Lưu Thường, ngữ khí Hoa Hoàng cũng không có cường ngạnh, ứng phó Tiêu Phàm nàng không đặt ở trong lòng, dù là Hỏa Hoàng cũng không dám quản. Nhưng Nam Cung Thiên Giật là một chuyện khác, cho dù Chiến Hồn Học Viện Hoàng Phủ Chiến Hoàng cũng không dám cùng Nam Cung gia tộc là địch. Nếu như Nhược Lưu Thường chết ở trong tay Nam Cung Thiên Giật, cái kia há không phải là chết vô ích. Hoa Hoàng tiền bối, hắn khẳng định đang nói láo.
Nhược Lưu Thường rõ ràng là bị Tiêu Phàm cùng Sở Khinh Cuồng giết chết. Tiểu tử này nhất định là cùng đại đế tử có thù mới nói như vậy. Sử Vô Pháp vội vàng nói, ánh mắt băng lãnh nhìn chằm chằm áo bào trắng thanh niên cụt tay, trong lòng lạnh giọng nói, tiểu tử ngươi dám đối địch với ta, nhìn ta chơi chết ngươi. Thanh niên cụt tay đột nhiên đi đến trước mặt Kiếm Hoàng, hơi hơi thi lễ nói, Kiếm Hoàng tiền bối, Hỏa Hoàng tiền bối, vãn bối Bạch Vũ chính là cùng Lâu Ngạo Thiên và Tiêu Phàm đến từ cùng một nơi, chuyện ngày đó, vãn bối tận mắt nhìn thấy. Bạch Vũ, Kiếm Hoàng cau mày một cái, nhìn áo bào trắng thanh niên cụt tay, trong lòng tại suy nghĩ cái gì? Tiểu tử, nguyên lai ngươi là cùng Tiêu Phàm cùng một chỗ, khó trách ngươi sẽ thay Tiêu Phàm nói chuyện. Hiện tại ngươi còn dám trước mặt Kiếm Hoàng tiền bối hung hăng càn quấy. Thật đúng là tự tìm cái chết. Sử Vô Pháp nhìn thấy bộ dáng Kiếm Hoàng, thầm nghĩ trong lòng không tốt, nào sẽ cho Bạch Vũ cơ hội. Đột nhiên, Sử Vô Pháp đưa tay một chưởng hướng về Bạch Vũ đánh tới, Bạch Vũ chỉ là chiến vương đỉnh phong, chỗ nào lại là đối thủ Sử Vô Pháp, một kích này hẳn phải chết là không nghi ngờ. Cút, cũng ở nơi này, Hỏa Hoàng đột nhiên xuất hiện ở trước người Bạch Vũ, nổi giận gầm lên một tiếng, một cỗ hồn lực bá đạo xông thẳng vào Sử Vô Pháp. Sử Vô Pháp đâu là đối thủ Hỏa Hoàng, thân thể bay ngược ra, trùng điệp đập ở bong thuyền, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Nơi này để ngươi xuất thủ sao? Hỏa Hoàng lạnh như băng nhìn Sử Vô Pháp, Sử Vô Pháp nào còn dám nói câu nào? Hỏa Hoàng đang nghe hai chữ Tiêu Phàm, ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ liền thân thiện rất nhiều. Huống chi Sử Vô Pháp là vụ oan Tiêu Phàm, mà Bạch Vũ lại cho Tiêu Phàm sự thanh bạch, Hỏa Hoàng tự nhiên trước tiên tin tưởng Bạch Vũ. Nói tiếp, Hỏa Hoàng nhìn về phía Bạch Vũ nói. Được. Bạch Vũ rốt cục buông lỏng một hơi, sau đó đem sự tình bản thân biết rõ một năm một mười nói một lần, Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người cau mày một cái, mà thần sắc Hỏa Hoàng lại càng ngày càng băng lãnh. Con ngươi nàng nở rộ sát cơ, gắt gao nhìn chằm chằm Sử Vô Pháp. Nàng không cách nào tìm Nam Cung Thiên Giật báo thù, tự nhiên chỉ có thể đem cừu hận chuyển rời đến trên người Sử Vô Pháp dám lừa gạt nàng. Ngươi dám gạt ta, Hoa Hoàng quát chói tai một tiếng, Mạn Thiên Hoa Vũ đột nhiên từ trên người nở rộ, như vòi rồng nhào về phía Sử Vô Pháp. Hoa Hoàng tiền bối, ta không lừa ngươi. Sử Vô Pháp vô cùng hoảng sợ, vội vàng hóa thành một vệt sáng hướng về phi độ chiến thuyền chạy ra ngoài. Đáng tiếc, thân ảnh hắn vừa mới rời chiến thuyền liền bị vô số Hoa Vũ vây quanh, ngay sau đó một trận tiếng kêu thảm thiết truyền đến. Vẻn vẹn trong nháy mắt Sử Vô Pháp liền chỉ còn lại một bộ xương, sau đó bị cương phong tử vong hoang mạc bao phủ. Không tìm đường chết liền sẽ không chết. Hỏa Hoàng hừ lạnh một tiếng, trong mắt không có bất kỳ đồng tình, hắn bình thường ghét nhất chính là loại tiểu nhân âm hiểm. Lâu Ngạo Thiên bọn hắn tại sao còn không xuất hiện? Kiếm Hoàng ngay cả nhìn cũng chưa từng nhìn Sử Vô Pháp, con người hắn nhìn chằm chằm vào vị trí cổ thành, đột nhiên, trong con người thâm thúy lóe qua một sợi tinh quang. Chậm chạp nói, đến rồi. Ở vị trí cổ thành có mấy đạo thân ảnh kích xạ mà tới, lúc tiến vào cổ thành, tất cả tu sĩ đều sẽ gặp được một cỗ áp lực thật lớn, mà rời đi cổ thành, cỗ kia áp lực cũng biến mất không thấy gì nữa. Là bọn cửu đế tử, tu sĩ trên bong thuyền hoảng sợ nói, trong giọng nói mang theo sự không thể tưởng tượng nổi. Không ít người biết bọn bàn tử tiến vào thiên cơ tháp, hơn nữa thiên cơ tháp đã sụp đổ, bọn bàn tử nên chết mới đúng. Tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Ha ha, ta biết các ngươi sẽ không chết. Bạch Vũ đột nhiên cười lên ha hả, trong mắt có một tia hơi nước bốc hơi. Làm sao, người trước đó chẳng lẽ coi là bọn hắn đã chết sao? Hỏa Hoàng không hiểu nhìn xem Bạch Vũ. Bạch Vũ mặc dù đem Nam Cung Thiên Giật diệt sát Nhược Lưu Thường sự tình nói một lần, nhưng sự tình bọn Tiêu Phàm tiến vào thiên cơ tháp lại ngậm miệng không nói, bọn Hỏa Hoàng tự nhiên không biết. Bạch Vũ gật đầu, vừa mới chuẩn bị nói cái gì, mấy đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện ở trên phi độ chiến thuyền. Bàn Tử, Tiểu Minh, Quan Tiểu Thất, Phong Lang, Ảnh Phong, Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong, tám người tất cả đều xuất hiện, mấy người mấy ngày trước liền chạy tới biên giới cổ thành. Chỉ là bọn hắn một mực chờ đợi Tiêu Phàm, cho nên mới không có lên thuyền. Đồ Nhi ngoan, Tiêu Phàm đâu? Hỏa Hoàng nhìn đám người liếc mắt. Lại không có phát hiện bóng dáng Tiêu Phàm, hắn rõ ràng Tiêu Phàm là đồ đệ Bắc Lão. Nếu như Tiêu Phàm chết ở chỗ này, bản thân cùng Bắc Lão bàn giao như thế nào?
Nam Cung Thiên Giật đâu? Không đợi đám người trả lời, Hoa Hoàng hung quang bắn ra bốn phía, trong giọng nói đều là vẻ chất vấn, ánh mắt nhìn về phía Bàn Tử thập phần bất thiện. Chết, Bàn Tử lãnh đạm nói ra, trên người phóng thích một cỗ hoàng giả khí thế cùng uy nghiêm, căn bản không thua với Hoa Hoàng. Bàn Tử đột phá chiến hoàng cảnh hậu kỳ, chiến lực không thua với chiến hoàng cảnh đỉnh phong, có lẽ thực lực tạm thời không bằng Hoa Hoàng, nhưng Hoa Hoàng muốn giết hắn cũng chưa chắc có thể làm được. Ngươi một bộ cao cao tại thượng, ta cần gì phải khách khí đây? Chết, Hoa Hoàng đầu tiên là hơi kinh ngạc, sau đó lộ ra một mặt không tin. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng cũng là thần sắc cứng lại, bọn hắn ẩn ẩn cảm giác phát sinh một chút sự tình, chỉ là cụ thể là cái gì, bọn hắn lại đoán không được. Những người khác nghe vậy, tất cả đều chấn kinh không thôi, Nam Cung Thiên Giật là người nào, đây chính là đế chủ tương lai của Đại Ly Đế Triều, vậy mà chết. Phóng nhãn khắp Đại Ly Đế Triều cùng Đại Long Đế Triều cùng tuổi một đời, có ai có thể giết chết được hắn? Sống phải thấy người, chết phải thấy xác. Giết đồ nhi ta, thù này không đội trời chung. Hoa Hoàng vẫn không muốn buông tha Nam Cung Thiên Giật, dù phía sau Nam Cung Thiên Giật là Nam Cung gia tộc. Người muốn tin hay không thì tùy. Bàn Tử để lại một câu nói, liền nhìn về phía Hỏa Hoàng nói, Hỏa Hoàng tiền bối, tam đệ khả năng còn muốn một chút thời gian. Phiền phức chờ chốc lát. Có thể. Hỏa Hoàng thật sâu nhìn Bàn Tử liếc mắt, cuối cùng vẫn gật đầu, dù là Bàn Tử không mở miệng, hắn cũng sẽ chờ một lát, trừ phi Tiêu Phàm chết ở bên trong cổ thành. Nghe được Bàn Tử nói, Hỏa Hoàng cũng buông lỏng một hơi, chỉ ít hiện tại xem ra, Tiêu Phàm còn sống. Tu sĩ khác trầm mặc không nói, một bộ sự tình không liên quan đến mình, dù là có ít người biết rõ sự tình Tiêu Phàm giết chết Nam Cung Thiên Giật. Cũng chỉ có thể ngậm miệng không nói. Hoa Hoàng tiền bối, Lưu Thường nàng. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, cuối cùng đi đến bên người Hoa Hoàng, lấy tay vung lên, thi thể nhược Lưu Thường đột nhiên xuất hiện ở bong thuyền. Thi thể trắng bệch kia không có chút huyết sắc nào, thân thể già nua của Hoa Hoàng hung hăng run rẩy một cái, liên tiếp lui ra phía sau mấy bước, mới đứng vững thân hình. Nam Cung Thiên Giật, Hoa Hoàng nghiến răng nghiến lợi. Hai mắt đục ngầu càng ngày càng mông lung, sát ý không thèm mảy may che giấu, nếu như Nam Cung Thiên Giật ngay tại nơi này, Hoa Hoàng tuyệt đối dám giết hắn. Hoa Hoàng tiền bối, thù Lưu Thường đã báo, Nam Cung Thiên Giật đã chết. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái nói, sau đó thối lui đến một bên, thi thể nhược Lưu Thường, hắn vẫn nên giao cho Hoa Hoàng. Bởi vì tiếp theo, hắn còn có việc càng trọng yếu cần hoàn thành, lần trước giết Sở Dịch Phong tránh thoát Sở gia truy sát. Nhưng lần này, hắn không định trốn, sau khi trở về, có lẽ cùng Sở gia cũng nên có cái kết thúc. Thanh âm Sở Khinh Cuồng không lớn, nhưng ở đây tất cả mọi người nghe được nhất thanh nhị sở, Nam Cung Thiên Giật thật sự đã chết. Mọi người biết rõ, cái chết của Nam Cung Thiên Giật tuyệt đối sẽ nhấc lên sóng to gió lớn, thậm chí sẽ oanh động toàn bộ Đại Ly Đế Triều. Rất nhiều người trong lòng đang suy đoán, đến cùng là ai giết chết Nam Cung Thiên Giật. Cũng có số ít người trong mắt trải qua quang mang dị dạng. Nếu để cho Nam Cung gia tộc biết là ai giết Nam Cung Thiên Giật, sẽ thu hoạch được khen thưởng to lớn hay không đây? Phía trên phi độ chiến thuyền lần thứ hai khôi phục bình tĩnh, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức ức chế. Như thế chờ đợi một canh giờ, đám người cảm giác như ngồi trên bàn trông, thời khắc cùng ngày xuất hiện một vòng kim quang, cỗ khí tức kiềm chế mới tiêu tán không ít. Mấy tức về sau, một đạo kim quang tựa như tia chớp rơi vào phía trên phi độ chiến thuyền. Trên mặt Bàn Tử rốt cục lộ ra nụ cười, người tới chính là Tiêu Phàm cùng Tiểu Kim. Xin lỗi, để mọi người đợi lâu. Tiêu Phàm mỉm cười. Lâu Ngạo Thiên đám người nhìn Tiêu Phàm thật sâu, trong lòng có chút kinh ngạc, bọn hắn phát hiện so với mấy ngày trước đó, cả người Tiêu Phàm nội liễm rất nhiều. Phần nội liễm này lại khiến bọn hắn có loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm mấy ngày nay lại có thu hoạch? Hơn nữa, Tiểu Kim bên cạnh hắn nhìn qua càng thêm bá đạo, toàn thân lông tóc như tơ lụa, còn kèm theo khí tức hàn băng và hỏa diễm. Hàn huyên một lúc, phi độ chiến thuyền lần nữa khởi động, hướng về Ly Hỏa Đế Đô bay đi. Hơn 3 tháng phát sinh rất nhiều sự tình, chuyến đi cổ địa bí cảnh lần này, đại bộ phận tu sĩ đều có thu hoạch, bọn Tiêu Phàm cũng đều đột phá đến chiến hoàng cảnh trung kỳ trở lên. Dù là tại Ly Hỏa Đế Đô cũng coi như cao thủ. Bất quá, tâm tình bọn Tiêu Phàm lại cực kỳ ngưng trọng,
chiến hoàng cảnh đối mặt những cường giả chân chính đó, còn thiếu rất nhiều. Nhất là Tiêu Phàm, hắn cũng không chỉ giết Nam Cung Thiên Giật, hơn nữa còn giết Ninh Xuyên, Ninh gia cùng Nam Cung gia tộc đều sẽ không bỏ qua hắn. Thậm chí, Sở gia cũng khả năng sẽ không bỏ qua cơ hội chém giết hắn, dù sao, Sở Dịch Phong chết là cùng hắn có quan hệ. Đúng rồi, Y Phi Mạch cùng Sử Vô Pháp đâu? Sở Khinh Cuồng nhìn quanh bốn phía, lại không có gặp Y Phi Mạch, dù là Thạch Hàn Kiếm đều ở bên trong đám người kia, có chút không đúng. Sử Vô Pháp bị Hoa Hoàng tiền bối giết chết. Bạch Vũ đem sự tình phát sinh trước đó thô sơ giản lược nói một lần, lại nói, về phần Y Phi Mạch, từ đầu đến cuối cũng không thấy hắn. Sử Vô Pháp, ngàn tính vạn tính, không nghĩ tới vẫn khó thoát khỏi cái chết, tại thực lực tuyệt đối trước mặt, âm mưu quỷ kế đây tính toán là cái gì? Đáng tiếc lại để ngươi chết quá nhẹ nhõm. Tiêu Phàm lạnh lùng cười một tiếng, đối với cái chết của Sử Vô Pháp, Tiêu Phàm không có bất kỳ đồng tình gì. Sử Vô Pháp chết không có gì đáng tiếc, bất quá, ta cuối cùng cảm giác tiếp theo sẽ có sự tình sẽ phát sinh. Bàn Tử cau mày một cái. Ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa việc này cùng Y Phi Mạch có quan hệ. Sở Khinh Cuồng híp hai mắt, ngắm nhìn phương xa, đáy mắt chỗ sâu lóe qua vẻ tàn khốc. Tiêu Phàm cau mày một cái. Đạt tới chiến hoàng cảnh có thời điểm có chút cảm ứng với những thứ trong cõi u minh, hắn biết loại cảm giác của Bàn Tử cùng Sở Khinh Cuồng này, không có lửa thì sao có khói. Có thể cùng Đại Long Đế Triều có quan hệ hay không? Phi đội chiến thuyền Đại Long Đế Triều sớm đã nửa tháng trước liền rời đi. Bạch Vũ chen lời nói. Đại Long Đế Triều sao? Thần sắc đám người ngưng tụ, nửa tháng trước rời cổ địa bí cảnh, quả thật có chút kỳ quặc. Đoán mò cũng không được gì, trở lại Ly Hỏa Đế Đô hãng nói. Tiêu Phàm lắc đầu, mặc dù nói như vậy nhưng trong lòng thì nặng nề vô cùng. Bởi vì hắn cũng có một loại cảm giác bất an khó mà nói rõ. Sau một ngày, Ly Hỏa Đế Đô ở phía xa xa, trong lòng bọn Tiêu Phàm cũng càng ngày càng khẩn trương. Thời gian nửa chén trà nhỏ, phi độ chiến thuyền vượt qua hư không, rốt cục rơi vào phía trên quảng trường nội viện Chiến Hồn Học Viện. Chuyến đi cổ địa bí cảnh đến đây là kết thúc. Hỏa Hoàng nhàn nhạt mở miệng, tiếng truyền tứ phương nói. Tiếng nói vừa xong, màn sáng phía trên phi độ chiến thuyền triệt để tán đi, một đám tu sĩ đạp không mà lên, nhao nhao hướng bốn phía bay đi. Lôi Tiêu Phàm xuống. Đột nhiên, một tiếng quát như sấm từ trên cao vang lên, một đạo thân ảnh từ bốn phía quảng trường chạy tới, rơi vào xung quanh quảng trường, đem phi độ chiến thuyền vây quanh chật như nêm cối. Một đám tu sĩ bị dọa cho nhảy một cái, hơn trăm người bên trong, chiến hoàng cảnh đỉnh phong khí thế đều có mấy cỗ, hơn nữa những người khác đều là chiến hoàng cảnh. Không biết còn tưởng rằng có người muốn đem thiên tài Chiến Hồn Học Viện một mẻ hốt gọn. Là Tiêu Phàm, đây có vẻ như là Ninh gia, chẳng lẽ sự tình Tiêu Phàm giết chết Ninh Xuyên đã bị Ninh gia biết rõ? Không đúng, chúng ta mới vừa mới trở lại Đại Ly Đế Triều, làm sao có thể có người sớm nói cho Ninh gia biết? Chẳng lẽ là người Đại Long Đế Triều, bọn hắn cố ý để lộ cho Ninh gia, muốn đưa Ninh gia vào chỗ chết. Đám người kinh ngạc nhìn tu sĩ bốn phía, từ phục sức những người kia có thể liếc mắt nhìn ra, những người này là Ninh gia, hơn nữa khí thế hùng hổ, rõ ràng đến không có ý thiện. Lông mày Tiêu Phàm vặn thành hình chữ xuyên, cỗ cảm giác bất an kia rốt cục trở thành sự thật, hơn nữa đến nhanh như vậy. Ảnh Phong, Phong Lang, Quan Tiểu Thất, Tiểu Minh, cùng Bàn Tử. Trong nháy mắt đi tới trước mặt Tiêu Phàm, lạnh lùng nhìn người Ninh gia, mấy người không có bất kỳ e ngại. Bên chân Tiêu Phàm còn đứng một đầu hoàng kim sư tử dài 2 mét, đồng tử màu vàng sát khí nặng nề tựa như bất cứ lúc nào cũng sẽ nhào lên, đem người Ninh gia xé thành mảnh vỡ. Hoàng kim sư tử kia dĩ nhiên chính là Tiểu Kim, khí tức trên người Tiểu Kim thập phần phiêu miểu. Bên trong cổ địa bí cảnh Tiểu Kim cũng được không ít đồ vật, một thân tu vi vẫn còn phía trên Tiêu Phàm. Thời khắc bọn hắn gặp nạn, Tiêu Phàm không chút do dự đứng ra, bây giờ Tiêu Phàm gặp nạn, bọn hắn chỗ nào còn chần chừ. Người không có quan hệ gì với Tiêu Phàm, rời đi. Một đạo thanh âm rét lạnh vang lên, chỉ thấy một nam tử trung niên mặc cẩm bào từ trong đám người đi ra, còn người băng lãnh tới cực điểm. Nghe nói như thế đây, đông đảo tu sĩ không chút do dự thối lui theo quảng trường, Trịnh Như Long trong đám người do dự một hồi. Cuối cùng vẫn cúi đầu đứng ở cách đó không xa bọn Tiêu Phàm. Những người khác trừ Bàn Tử,
chỉ có Lâu Ngạo Thiên, Sở Khinh Cuồng cùng Bắc Thần Phong bất phi sở động. Đương nhiên, còn có Hỏa Hoàng và Tam Đại Hoàng giả. Ninh Vô Thánh, thần sắc mấy người Hỏa Hoàng cứng lại, trong nháy mắt nhận ra người này, người tới chính là gia chủ Ninh gia Ninh Vô Thánh, cũng chính là phụ thân Ninh Xuyên. Hỏa Hoàng, Kiếm Hoàng, Hoa Hoàng, Ninh Mỗ mạo phạm. Ninh Vô Thánh nhàn nhạt chắp tay nói, trong giọng nói lại không có quá nhiều tôn kính, sau đó con người băng lãnh chuyển hướng tới Tiêu Phàm, Tiêu Phàm, thời điểm giết con ta, người có nghĩ đến hôm nay? Lông mày Tiêu Phàm nhíu lại, liếc mắt dò xét Ninh Vô Thánh, chỉ từ bề ngoài nhìn lại, cùng Ninh Xuyên có mấy phần rất giống. Bất quá, Ninh Vô Thánh lại càng thêm thành thục, hắn một đầu tóc trắng đen xen kẽ, hai lông mày nhập tấn giống như hai thanh kiếm cắm vào bên trong đám mây hắc bạch, bá đạo vô cùng. Con trai của ngươi là ai? Tiêu Phàm nhìn về phía Ninh Vô Thánh nói, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Đám người kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, hắn đây là coi thường Ninh gia sao? Hỏa Hoàng đều gọi ra danh tự Ninh Vô Thánh, ngươi vậy mà nói không biết hắn. Nghe nói Tiêu Phàm ngươi một mực ngang ngược, càn rỡ, hôm nay gặp mặt còn hơn. Ninh Xuyên con ta là chết ở trên tay ngươi, không phải sao? Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ hung quang nói. Ninh Xuyên à, tựa như là có một người như thế bị sát chư đao của ta làm thịt. Tiêu Phàm lộ ra hình dạng hồi ức, nghiêm túc nói. Bị sát chư đao của ta làm thịt, đám người vây xem lộ ra vẻ kinh ngạc, Tiêu Phàm thật đúng là lớn mật, đây là coi Ninh Xuyên thành heo sao? Nếu như Ninh Xuyên là heo, Ninh Vô Thánh không phải cũng là heo. Thậm chí, Ninh gia tất cả mọi người là heo. Danh con, hôm nay không đem ngươi ăn sống nuốt tươi, ta liền không phải họ Ninh. Ninh Vô Thánh giận tím mặt, hóa thành một vệt sáng hướng về Tiêu Phàm bọn hắn vọt tới. Làm càn, Hỏa Hoàng một tiếng quát như sấm, lách mình xuất hiện ở trước mặt Tiêu Phàm, một trường hướng về phía trước đánh tới, trong bàn tay Hỏa Hoàng có một đoàn hỏa diễm đang thiêu đốt. Hai đại cường giả trong nháy mắt đâm vào cùng một chỗ. Ánh sáng hồn lực đáng sợ chấn động tứ phương, tựa như đem hư không chặt đứt. Hỏa Hoàng đứng sừng sững giữa không trung không nhúc nhích, mà Ninh Vô Thánh lại rút lui mà quay về, tại mặt đất điểm nhẹ đến mấy lần mới đứng vững thân hình, kinh hãi nhìn Hỏa Hoàng nói, người đột phá chiến đế cảnh. Chiến đế, đám người nghe vậy, ánh mắt nhao nhao rơi trên người Hỏa Hoàng, vừa rồi một trưởng hời hợt của Hỏa Hoàng cũng triệt để chấn trụ tất cả mọi người ở đây. Ninh Vô Thánh cũng là Hoàng Phủ Chiến Hoàng. Lại bị Hỏa Hoàng một trưởng bắn bay, thực lực Hỏa Hoàng tự nhiên không cần nói cũng biết, có lẽ, về sau liền không còn là Hỏa Hoàng, mà là Hỏa Đế. Ngươi cứ nói đi, Hỏa Hoàng mặt coi thường nhìn Ninh Vô Thánh, còn ngươi lạnh như băng nói, tại địa bàn Chiến Hồn Học Viện giết đệ tử Chiến Hồn Học Viện, Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là lớn mật. Ý tứ Hỏa Hoàng rất rõ ràng, ta mặc kệ ngươi là người Ninh gia, tại Chiến Hồn Học Viện, liền dựa theo quy củ Chiến Hồn Học Viện. Có đúng không? Ninh Vô Thánh híp hai mắt, sau đó đưa tay vung lên, trên trăm tu sĩ Ninh gia nhao nhao hướng về nơi xa bay đi, chốc lát ở giữa, liền rơi vào bên ngoài quảng trường. Ninh Vô Thánh đứng ở phía trước đám người, cười lạnh nói, đã sớm biết Tiêu Phàm cùng ngươi quan hệ tâm đầu ý hợp, nơi này không tính là địa bàn Chiến Hồn Học Viện. Tiêu Phàm, ngươi nếu không lăn ra nhận lấy cái chết, Phàm là người cùng ngươi có quan hệ, một người cũng đừng hòng sống. Tiêu Phàm nghe vậy, sát phạt chi ý cuồn cuộn từ trên người hắn tỏa ra, con người vô cùng băng lãnh, thân hình lóe lên, trong nháy mắt Tiêu Phàm từ trên phi độ chiến thuyền xuống, xuất hiện ở phía trên quảng trường, hướng về vị trí Ninh gia đi đến. Cái này còn tạm được, Ninh Vô Thánh cười gần nói, chạy đến nơi này chặn đường Tiêu Phàm, hắn đã sớm nghĩ rất nhiều biện pháp, dùng thân bằng hảo hữu Tiêu Phàm đến uy hiếp hắn chỉ là một trong số đó mà thôi. Ninh Vô Thánh, người xác định Phàm là người cùng ta có quan hệ, một người cũng đừng hòng sống. Ánh mắt Tiêu Phàm lạnh lùng quét tất cả người Ninh gia đối diện, sát khí âm trầm khiến không ít người Ninh gia trong lòng run lên. Gần như đồng thời, Tiểu Kim, Bàn Tử tất cả đám người đều xuất hiện ở bên người Tiểu Kim. Mấy đạo thân ảnh dường như không sợ tất cả, dù là đối diện trên trăm chiến hoàng cảnh, bọn hắn cũng không sợ hãi. Không sai, không chỉ ngươi phải chết, bọn hắn đều phải chết. Ninh Vô Thánh thập phần bá đạo, con trai Ninh Xuyên của hắn đã chết, nhất định phải khiến Tiêu Phàm cùng tất cả thân bằng hảo hữu của hắn đến bồi táng. Vậy ta nói ngươi một câu này, hôm nay ngươi giết ta thì thôi, ngươi nếu không giết được ta,
Ninh gia ngươi sẽ không có ngày an bình. Tiêu Phàm ngữ khí càng ngày càng lạnh, mỗi một bước khí thế càng tăng lên mấy phần. Tiêu Phàm chẳng lẽ muốn theo Ninh Vô Thánh chiến đấu hay sao? Đây chính là Hoàng Phủ Chiến Hoàng đó. Đám người đều bị khí thế Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Giờ này ngày này, rốt cuộc không ai dám khinh thường Tiêu Phàm, trong thời gian mấy tháng, Tiêu Phàm đã không còn là chiến vương cảnh nho nhỏ nữa. Thực lực hắn hiện tại có lẽ đã có thể cùng chiến hoàng cảnh đỉnh phong chiến một trận. Chậm đã, đột nhiên, một đạo thanh âm lười biếng vang lên, chỉ thấy một đạo thân ảnh trong nháy mắt ngăn ở trước người Tiêu Phàm. Bắc Thần Phong, người muốn ngăn ta? Ninh Vô Thánh liếc mắt liền nhận ra đạo thân ảnh kia, con người hơi hơi ngưng tụ, tựa như không nguyện ý đắc tội Bắc Thần Phong. Ngăn ngươi, ta là đang cứu ngươi. Bắc Thần Phong lắc đầu cười nói, trên mặt tràn đầy vẻ cần ăn đòn, ở nơi này kiềm chế như thế, cũng chỉ hắn là có thể cười được. Cứu ta, ý ngươi là Tiêu Phàm có thể giết ta. Diệt Ninh gia, ha ha, thật đúng là buồn cười. Ninh Vô Thánh tựa như nghe được trò cười to lớn nhất. Bắc Thần Phong lại cười tủm tỉm nói, có lẽ thật đúng là có thể mà. Hả, tiếng cười Ninh Vô Thánh truyền đến, ngươi cho rằng sư tôn chiến đế cảnh có thể cứu hắn hay sao? Hôm nay hắn đến, ta xem hắn có thể cứu được Tiêu Phàm hay không? Giết hắn, Ninh Vô Thánh căn bản không đem lời nói Bắc Thần Phong đặt ở trong lòng, lấy tay vung lên, hơn trăm người sau lưng nhao nhao đạp không mà lên, hướng Tiêu Phàm đánh tới. Tiêu Phàm cau mày một cái. Hắn không biết Bắc Thần Phong đây là có ý gì, bất quá trừ mấy chiến hoàng cảnh đỉnh phong, những người khác hắn thật đúng là không đặt ở trong lòng. Các ngươi không cần xuất thủ, thay ta lược trận là được. Tiêu Phàm nhếch miệng cười một tiếng để lại một câu nói, liền đạp không mà lên, lao thẳng tới trăm cường giả chiến hoàng cảnh Ninh gia. Bàn tử mấy người nhìn nhau, cuối cùng vẫn không có xuất thủ, bởi vì bọn hắn đều tin tưởng thực lực Tiêu Phàm, chỉ cần không phải chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Tiêu Phàm tuyệt đối không có nguy hiểm đến tính mạng. Thật đúng là một nhóm người tìm chết, ai, Ninh gia xong rồi. Bắc Thần Phong thở dài một hơi nói, bất đắc dĩ lắc đầu, tựa như vì Ninh gia mà thở dài. Điều này khiến người ở đây không biết vì sao, Tiêu Phàm không yếu, hơn nữa còn có một sư tôn là chiến đế cảnh, cho dù dạng này cũng chưa chắc có thể làm gì được Ninh gia. Dù là Hỏa Hoàng cũng kinh ngạc không thôi, Tiêu Phàm mặc dù đồ đệ Bắc lão, nhưng trong ấn tượng, Bắc lão rất ít khi giết chóc nên sẽ không vì sự tình Tiêu Phàm mà trắng trợn xuất thủ. Giết, cũng đúng lúc này, nơi xa đột nhiên truyền đến một tiếng gào thét chấn nhiếp nhân tâm, chiến kỹ ba động cuồng bạo tràn ngập bốn phía, dù là cách mấy trăm trượng cũng có thể rõ ràng cảm nhận được cỗ uy thế đáng sợ kia. Trên trăm chiến hoàng cảnh, trận thế lớn thế này mấy chục năm cũng chưa chắc có thể nhìn thấy một lần, nếu như không phải vì Ninh Xuyên chết. Ninh gia cũng tuyệt đối sẽ không xuất động nhiều cường giả như vậy. Đây cũng là nội tình đại gia tộc, căn bản không phải gia tộc bình thường có thể so sánh. Nhiều người thì có làm sao? Một nhóm rác rưởi, Tiêu Phàm mặt coi thường, chân đạp lưu tinh trích tinh bộ xông vào bên trong đám cường giả Ninh gia, tại đầu ngón tay hắn, hồn lực ngưng tụ thành một chuôi hồn lực đoản kiếm, những nơi đi qua, máu tươi chảy ra. Động tác hắn thập phần nhẹ nhàng phiêu giật thoải mái. Tựa như không phải đang giết người mà là múa kiếm, nhưng mà những nơi Tiêu Phàm đi qua đều lưu lại vô số cỗ thi thể. Một màn này khiến tu sĩ bốn phía kinh ngạc không thôi, gia hỏa này thật đúng là càng ngày càng cuồng, bây giờ đến kiếm cũng không nguyện ý rút ra, chẳng lẽ hắn thực cường đại đến dạng này. Trước đó hắn khẳng định có lĩnh ngộ, không sử dụng kiếm lại có thể lợi hại hơn lúc sử dụng kiếm. Lâu Ngạo Thiên hít sâu một cái nói, Sở Khinh Cuồng một bên rất tán thành. Dù là Sở Khinh Cuồng hiện tại đã đột phá đến chiến hoàng đỉnh phong, nhưng hắn phát hiện mình cũng có chút nhìn không thấu Tiêu Phàm, thậm chí, trên người Tiêu Phàm hắn còn cảm nhận được một cỗ nguy hiểm. Chẳng lẽ Tiêu Phàm thực cường đại như vậy? Trong lòng Sở Khinh Cuồng không tin, bất quá loại trực giác này cho tới bây giờ không có phạm sai lầm. Ngươi không phải sở trường về trường kiếm sao? Thậm chí ngay cả kiếm đều không rút. Nơi xa, Ninh Vô Thánh mặc dù rất muốn giết chết Tiêu Phàm. Nhưng Tiêu Phàm không thèm nhìn, hắn vô cùng khó chịu. Thanh âm không lớn nhưng Tiêu Phàm có thể nghe được nhất thanh nhị sở, lạnh lùng cười nói, chỉ bằng đám rác rưởi Ninh gia ngươi, còn không có tư cách để cho ta rút kiếm. Hiện tại ngươi có thể phách lối, qua một lúc nhìn ngươi chết như thế nào. Ninh Vô Thánh nhe răng cười một tiếng,
sau đó cho hai lão giả bên cạnh một cái ánh mắt. Hai người gật đầu, đột nhiên biến mất tại chỗ, lúc xuất hiện lần nữa đã trên đỉnh đầu Tiêu Phàm. Ong ong vô số kiếm khí từ trên cao đánh xuống, trong nháy mắt đem Tiêu Phàm bao phủ ở trong đó, người Ninh gia dường như đã sớm chuẩn bị, nhao nhao lui sang một bên. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm tựa như đã sớm biết rõ Ninh gia chơi một chiêu này. Chân hắn dẫm mặt đất, không lùi mà tiến tới, hướng về chân trời mà đến, giống như một quả sao băng lóe sáng, mặt đất xuất hiện từng đường vết nứt hướng bốn phía khuếch tán đến, có thể thấy một cước kia của Tiêu Phàm rất đáng sợ. Thật đúng là tự tìm cái chết, hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong mặt coi thường vào tới Tiêu Phàm, kiếm vũ trên người hai người càng ngày càng dày đặc, đám người đã nhìn không thấy bóng dáng Tiêu Phàm. Vũ chi kiếm ý sao? Bên trong kiếm vũ, Tiêu Phàm híp hai mắt, nhếch miệng cười tà. Sau một khắc, khí thế quanh Tiêu Phàm thân bỗng nhiên đại biến, cùng người lúc nãy hoàn toàn như hai người, sát phạt chi khí cuồn cuộn từ trên người hắn tản ra. Nếu như nói lúc nãy hắn siêu nhiên như tiên, không nhiễm bụi trần, nhưng hiện tại, hắn chính là huyết tinh như ma, sát ý vô hạn. Ở trong mắt Tiêu Phàm phảng phất không phải là hai tôn chiến hoàng cảnh cường giả tối đỉnh, mà là hai cây cỏ rác. Hai con người dường như hợp không hợp, dường như mở mà không mở, dáng người thẳng tắp như tùng nghịch không mà lên, vô tận kiếm vũ căn bản là không có cách nào tới gần hắn. Hắn dường như mang theo sát khí vô biên dâng trào ra, cũng như tiềm long xuất hải, hung mãnh vô biên. Thử ngâm, thanh âm một đạo trường kiếm ra khỏi vỏ vang lên, âm thanh thập phần bén nhọn, chói tai. Giờ khắc này, Tiêu Phàm dường như biến mất, bao phủ bên trong vô tận kiếm vũ. Chết, đám người kinh hãi, thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên biến mất không thấy nữa, trừ khi bị kiếm vũ phá tan thành từng mảnh sẽ không còn có kết quả khác. Không đúng, các ngươi nhìn hai người bên trên. Lại có người kêu lên sợ hãi, ánh mắt đám người đột nhiên rơi vào không trung phía trên. Ở nơi đấy, đứng đấy một bóng người hắc y, áo đen phần phật, tóc dài tung bay trong gió, trong tay hắn nắm một chuôi trường kiếm, chỉ là giờ phút này, trường kiếm đã gần vào vỏ. Bang, theo thanh âm trường kiếm vào vỏ vang lên, sự tình quỷ dị đột nhiên phát sinh, chỉ thấy vô số kiếm vũ phía dưới đột nhiên biến mất, đồng thời, hai cường giả chiến hoàng cảnh tối đỉnh của Ninh gia đột nhiên từ bên trong bắn ra, thân thể một phân thành hai. Không phải Tiêu Phàm chết, mà là cường giả chiến hoàng cảnh tối đỉnh Ninh gia chết. Có ai nhìn rõ Tiêu Phàm mới vừa rồi là xuất kiếm như thế nào không? Ta vẻn vẹn nghe được một tiếng kiếm reo mà thôi, không, nói cho đúng là thanh âm bảo kiếm ra khỏi vỏ cùng vào vỏ, hai người kia liền chết. Một kiếm thật đáng sợ, nhìn không thấy, chỉ dựa vào một kiếm này có lẽ có thể chém giết hoàng phủ chiến hoàng. Tiêu Phàm thật đúng là một tên biến thái, chiến hoàng cảnh cũng có thể vượt giai chiến đấu. Đám người đều bị một kiếm kia của Tiêu Phàm chấn nhiếp, một kiếm chém giết hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vô luận tốc độ hay là công kích, tuyệt đối đạt tới cấp độ đáng sợ. Quỷ dị là người ở đây không có bao nhiêu người nhìn rõ Tiêu Phàm là xuất thủ như thế nào, cũng không ai có thể hình dung ra một kiếm kia. Hiện trường một mảnh tĩnh mịch, câm như hến, thanh âm tu sĩ hô hấp dồn dập đều có thể rõ ràng nghe được. Sát phạt chi kiếm. Trong lòng Tiêu Phàm tự lẩm bẩm. Còn người băng lãnh lần nữa nhìn về người Ninh gia phía dưới, không có bất kỳ tình cảm gì. Kiếm hoàng, một kiếm vừa rồi kia, người thấy sao? Hỏa hoàng tụ âm thành tuyến nói, hắn không có ý tứ trực tiếp hỏi ra, bởi vì hắn vừa nãy cũng không có nhìn rõ ràng một kiếm kia. Phải biết, hỏa hoàng là chiến đế cảnh, đến hắn đều không có nhìn rõ, thì chứng tỏ một kiếm kia đáng sợ đến cỡ nào. Kiếm hoàng lắc đầu. Hít sâu một cái hồi đáp, ta dường như nhìn thấy một đạo cực quang chợt lóe lên rồi biến mất, nhưng lại giống như nhìn thấy một mảnh kiếm hải, vô cùng vô tận, đâu đâu cũng có kiếm, một kiếm này siêu việt ý chí. Ý chí, ngươi là nói Tiêu Phàm lĩnh ngộ ý chí. Hỏa hoàng kém chút sợ hãi kêu ra, một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là chiến hoàng cảnh trung kỳ, làm sao có thể đụng chạm đến cấp độ ý chí, đây chính là độc quyền của chiến đế cảnh mà. Không phải ý chí. Ngữ khí kiếm hoàng thập phần ngưng trọng, nói, mà đã siêu việt ý chí, chỉ dựa vào một kiếm đã siêu việt ta, uổng cho ta còn muốn thu hắn làm đệ tử. Tâm tính thiện lương của kiếm hoàng bị đả kích thật sâu, hắn đường đường là hoàng phủ chiến hoàng, hơn nữa còn chuyên tu kiếm đạo chiến hoàng,
vậy mà không có nhìn ra một kiếm kia, điều này khiến hắn bình tĩnh như thế nào đây? Cái này cũng từ khía cạnh chứng minh, Tiêu Phàm lĩnh ngộ sát phạt chi kiếm rất đáng sợ. Một kiếm này chỉ vì sát phạt mà sinh, một khi xuất kiếm, dưới kiếm tuyệt không sinh cơ. Từ này về sau, ta muốn bế quan, thẳng đến khi phóng ra một bước kia. Kiếm Hoàng hít sâu một hơi, nói Tiêu Phàm không thể chết, hắn nếu chết ở chỗ này, chính là tổn thất lớn nhất Chiến Hồn Học Viện ta. Hỏa Hoàng hơi kinh ngạc nhìn Kiếm Hoàng cho tới bây giờ không kiên định bế quan như vậy, xem ra lần này thực bị Tiêu Phàm đả kích, sau đó lại nói yên tâm, hắn chết không được. Ninh gia thích nhất trộm gà bắt chó sao? Trước đó gặp được Ninh Vực như thế, hai tên phế vật này cũng như thế. Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Ninh Vô Thánh phía xa nói. Ninh Vô Thánh cũng bị một kiếm kia của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh, thật lâu mới hồi phục lại tinh thần, trong lòng có chút kinh khủng, chậm chạp nói, Tiêu Phàm phải chết, hiện tại hắn đã khủng bố như thế, một khi đột phá Chiến Hoàng đỉnh phong, thậm chí trở thành tuyệt thế Chiến Hoàng, còn như thế nào, há không phải có thể chém giết cường giả Chiến Đế. Giết hắn. Ninh Vô Thánh nghe không lọt lời Tiêu Phàm nói, quát ầm lên. Tiếng nói vừa ra, phía sau hắn bốn người đồng thời biến mất tại chỗ, như bốn đạo lưu quang, lúc xuất hiện lần nữa đã là ở bốn phía Tiêu Phàm. Bốn Chiến Hoàng đỉnh phong. Ha ha, Ninh gia ngươi thật đúng là để mắt ta. Tiêu Phàm lạnh lùng nhìn bốn lão giả chung quanh, trong lòng cũng hơi kinh hãi, đây cũng là nội tình đại gia tộc. Vì giết một Chiến Hoàng cảnh trung kỳ mà xuất động một Hoàng phủ Chiến Hoàng, sáu Chiến Hoàng đỉnh phong, trên trăm Chiến Hoàng cường giả. Dù là đối mặt Chiến Đế đoán chừng cũng có thể áp bách đối phương. Bất quá, nếu đã đến, Tiêu Phàm cũng không sợ hãi, bước chân đạp mạnh hư không, thân thể cấp tốc hướng mặt đất rơi xuống. Bốn lão giả cũng đồng thời động, theo Tiêu Phàm rơi xuống, Thủy Chung đem Tiêu Phàm vây quanh bên trong. Quá chậm, bất quá ngay tại lúc này, thân thể Tiêu Phàm đang chìm xuống đột nhiên phát sinh nghịch chuyển, thân thể xông thẳng không trung mà đến, tốc độ kia nhanh đến không thể tưởng tượng nổi. Một cử động kia khiến sắc mặt bốn lão giả sững sờ, bọn hắn cũng không chút do dự cùng đi lên, quyền cương, kiếm khí tung hoành, muốn đem Tiêu Phàm xé nát. Đáng tiếc, bọn hắn chỉ là đi theo Tiêu Phàm, quá mức bị động, tốc độ cùng lực phản ứng tự nhiên không bằng Tiêu Phàm, hơn nữa, nhanh chậm cũng không nhất trí. Kẻ thứ nhất, Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, Tu La kiếm trong tay đột nhiên phóng ra một đạo lợi mang tựa như hư không đều bị mở ra. Phốc! Một cái đầu lâu bị ném lên, trong mắt mang theo một vẻ khó tin, hắn vậy mà đã chết. Không chỉ lão giả chết đi chấn kinh, những người khác cũng kinh hãi không thôi, Tiêu Phàm căn bản không có xuất kiếm mà, hắn làm sao giết chết lão giả kia. Trảm thiên kiếm thuật, nơi xa, con người Kiếm Hoàng khẽ run lên, lập tức lại lắc đầu, không đúng, không phải trảm thiên kiếm thuật. Trảm thiên kiếm thuật cũng rất nhanh nhưng có kiếm quang, Tiêu Phàm một kiếm này căn bản không có bất kỳ kiếm quang. Nhìn không thấy kiếm, đám người chỉ ngẫm lại liền hơi tê tê, nếu là bản thân gặp Tiêu Phàm, không phải đến chết như thế nào đều không biết. Đi chết đi, lão giả kia chết khiến ba người mặt khác sợ hãi tới cực điểm, đồng thời, phẫn nộ cũng đạt tới cực hạn. Bọn hắn là người Ninh gia, có thể nào dễ dàng mặc người chém giết, hơn nữa còn trước mặt nhiều người như vậy. Một người trong đó quát mạnh một tiếng, hướng thẳng đến Tiêu Phàm một quyền oanh sát. Nắm đấm lưu chuyển hồn lực ba động hóa thành một quyền cương lớn nhỏ, tràn ngập một loại khí tức bá đạo cuồng mãnh. Tại đỉnh đầu của người kia lơ lửng một hắc sắc chùy to lớn, chùy cương mãnh vô cùng. Thất phẩm Chiến Hồn Bá Thiên chùy, cũng không tệ lắm, oản tù tì bao búa kéo, bao chắc chắn thắng búa. Tiêu Phàm cười nhạt một tiếng, bỗng nhiên, U Linh Chiến Hồn xuất hiện, hóa thành một tấm màn, đem quyền cương cùng chùy tất cả đều bao phủ vào. Giết! Ngay lúc đó, hồn lực cuồn cuộn hội tụ ở bàn tay, Tiêu Phàm oanh ra một quyền bá đạo nhanh như thiểm điện, thẳng tiến không lùi oanh. Thân ảnh Tiêu Phàm đột nhiên đi tới trước người lão giả Ninh gia, một quyền nện ở trên lồng ngực hắn, toàn bộ lồng ngực sụp đổ, một nắm đấm từ phía sau hắn nhô ra. Phốc, lão giả Ninh gia phun ra mấy ngụm máu tươi liền rơi xuống phía dưới. Kinh mạch, xương cốt toàn thân bị Tiêu Phàm một quyền chấn vỡ, không có khả năng sống sót. Kẻ thứ hai, thần sắc Tiêu Phàm lạnh lùng, sát khí trên người hắn càng ngày càng đậm hơn, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía hai người khác. Vẻn vẹn một ánh mắt liền dọa đến hai người sắc mặt hoàn toàn thay đổi,
muốn chạy trốn nhưng lại không dám trốn. Bọn hắn có loại xúc động muốn thổ huyết, bản thân bốn người là chiến hoàng cảnh đỉnh phong, vậy mà lại sợ hãi một chiến hoàng cảnh trung kỳ. Đám người cũng bị sự cường thế bá đạo của Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Chiến vương cảnh trung kỳ chém giết chiến vương đỉnh phong, cái này có lẽ không tính là gì, dù sao đại bộ phận thiên tài đều có thể làm được. Nhưng chiến hoàng cảnh mỗi tiểu cảnh giới ở giữa chênh lệch rất lớn, Tiêu Phàm vậy mà cũng có thể vượt giai hai tiểu cảnh giới để giết người, quá là đáng sợ. Giết, Tiêu Phàm không có buông tha bọn hắn, hắn cùng với Ninh gia đã không chết không thôi, vậy cũng chỉ có một đường giết đến cùng, coi như hắn không xuất thủ, Ninh gia cũng sẽ không bỏ qua cho hắn. Huống chi, Phong Lang vốn cùng Ninh gia có thù, một ngày nào đó cũng sẽ cùng Ninh gia đánh nhau. Sát phạt chi khí cuồn cuộn gào thét mà ra, giống như một đầu hung thú thức tỉnh. Lưu Quang Trích tinh bộ cùng nhị trọng khoái mạn chi ý dung hợp cùng một chỗ. Tiêu Phàm tốc độ căn bản có thể so với chiến hoàng cảnh đỉnh phong. Giờ khắc này, thân thể Tiêu Phàm phảng phất hóa thành một thanh kiếm, một thanh sát phạt chi kiếm, một thanh kiếm đánh đâu thắng đó. Cả người đắm chìm trong vô tận sát phạt, sắc bén vô cùng. Người như kiếm, kiếm như người, hoàn mỹ dung hợp tại cùng một chỗ. Thiên nhân hợp nhất, kiếm hoàng kém chút kinh hô ra, bị kiếm đạo Tiêu Phàm rung động thật sâu. Lâu Ngạo Thiên cùng Sở Khinh Cuồng cũng kinh ngạc vô cùng, phải biết cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bọn hắn cũng chưa từng làm được. Hai cường giả Ninh ra sắc mặt đại biến, hai người không chút do dự triệu hồi ra chiến hồn, kiếm quang. Đao mang chém Tiêu Phàm. Cũng đúng lúc này, Tiêu Phàm lăng không biến mất tại chỗ, thân thể hai cường giả Ninh gia đột nhiên từ phần eo một phân thành hai, trong mắt đều là vẻ kinh ngạc. Phốc phốc, một tiếng nổ vang, hai đại cường giả Ninh gia bỗng bị vô tận sát phạt kiếm khí xé rách, hóa thành huyết vụ đầy trời. Nhìn thấy một màn này, toàn trường một mảnh tĩnh mịch. Chết, vẻn vẹn một kiếm liền chém giết hai cường giả chiến hoàng đỉnh phong. Đám người kinh hãi nhìn đạo thân ảnh trên không trung kia, một bộ đồ đen, một thanh kiếm sát nhân, giống như kiếm thần lâm thế, siêu nhiên bên ngoài trần thế. Nguyên bản mọi người còn tưởng rằng là một trận chém giết gian nan, nhưng mà ai cũng không ngờ tới, Tiêu Phàm chém giết bốn chiến hoàng cảnh đỉnh phong như diệt bốn con sâu kiến. Không, tăng thêm hai chiến hoàng đỉnh phong trước đó bị hắn giết chết, ngắn ngủi chốc lát chết ở trong tay Tiêu Phàm, chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã chết tới 6 người. Sau ngày hôm nay, tất cả mọi người Đại Ly Đế Triều chắc chắn nhớ kỹ tên Tiêu Phàm. Một chiến hoàng cảnh trung kỳ tuổi gần 17 đã có thể chém giết 6 đại chiến hoàng cảnh đỉnh phong Ninh gia. Mà giờ phút này, khí thế quanh thân Tiêu Phàm đã thu liếm, nhàn nhạt nhìn Ninh Vô Thánh phía xa, nói, lại đến. Lại đến, khóe miệng Ninh Vô Thánh giật một cái, hắn hận không thể một bàn tay chụp chết Tiêu Phàm, thế nhưng hắn cũng có chút kiêng kỵ. Bởi vì từ đầu đến cuối hắn đều không có nhìn rõ ràng Tiêu Phàm xuất kiếm như thế nào. Bản thân đường đường là gia chủ Ninh gia, chẳng lẽ cứ như vậy nén giận? Về sau uy nghiêm Ninh gia để ở đâu? Ninh Vô Thánh nào sẽ nghĩ đến Tiêu Phàm vậy mà trưởng thành nhanh như vậy? Mấy tháng trước, hắn mới ngẫu nhiên nghe được cái tên này, đến tư cách nhớ kỹ cũng đều không có. Lúc này mới mấy tháng vô danh tiểu tử này vậy mà đã để hắn phải kiêng kỵ. Tiêu Phàm, người thật ngoan độc, dám liên sát trưởng lão Ninh gia. Ninh Vô Thánh nghẹn hồi lâu, rốt cục thốt ra một câu. Ngoan độc, nghe nói như thế, Tiêu Phàm cười, khinh thường nói, người muốn giết ta vì báo thù cho con trai của ngươi, bọn hắn chết đều là do một tay ngươi tạo thành, ngươi nói ta ngoan độc đúng không? Vậy ta ngoan độc cho ngươi xem. Nói đến đây, con người Tiêu Phàm băng lãnh liếc nhìn lấy trên trăm chiến hoàng cảnh Ninh gia, sát cơ nở rộ. Nhóm người đó đã không động thủ, vậy liền đến ta. Để lại một câu nói, Tiêu Phàm liền xông vào phía bên tu sĩ Ninh gia. Đối với địch nhân, Tiêu Phàm cho tới bây giờ đều sẽ không thủ hạ lưu tình, mà là xuất thủ quyết đoán, tấn mãnh. Bọn hắn không chết, chết chính là Tiêu Phàm, cùng thân bằng hảo hữu của hắn. Đi tới cái thế giới này, Tiêu Phàm sớm đã hình thành thói quen tàn khốc. Dù là được tu la truyền thừa, Tiêu Phàm cho tới bây giờ cũng đều là người không phạm ta, ta không phạm người. Ninh gia tự tìm cái chết, vậy liền đừng nói cái gì ngoan độc buồn cười như vậy. Nhìn thấy Tiêu Phàm đánh tới, trong lòng những người Ninh gia khác đều mát lạnh. Chiến hoàng cảnh đỉnh phong trưởng lão đều không phải đối thủ Tiêu Phàm, huống chi bọn hắn những người này.
Trước đó xuất động nhiều người như vậy, biết được là diệt sát Tiêu Phàm, phần lớn người cực kỳ khinh thường. Một thiếu niên mới 17 tuổi mà thôi, chỗ nào đáng giá Ninh gia đại động như vậy, tùy tiện phái một người liền có thể làm thịt hắn. Thẳng đến hiện tại bọn hắn mới biết, dù là hơn 100 người cũng chưa chắc có thể từ trong tay Tiêu Phàm sống sót. Vừa rồi chém giết 6 chiến hoàng cảnh đỉnh phong, Tiêu Phàm còn vẫn thở đều. Tiêu Phàm còn chưa phát huy ra toàn bộ thực lực, đổi câu lại nói, mấy lần xuất động kia còn không phải ranh giới cuối cùng của Tiêu Phàm. Dừng tay, một âm thanh gầm thét truyền ra, lập tức Tiêu Phàm cũng cảm giác sau lưng một cỗ cuồng bá lực lượng gào thét mà đến, nhưng hắn vẫn tựa như chưa từng phát hiện. Hồn lực ngưng tụ thành kiếm mang theo một loại sát phạt chi ý đáng sợ xông vào bên trong đám người Ninh gia. Kiếm chi luật động, trong lòng Tiêu Phàm khẽ nói một tiếng, một đạo khí tức yếu ớt từ trên người hắn tỏa ra, đám người chỉ cảm thấy một trận gió nhẹ thổi qua, căn bản không có bất cứ động tĩnh gì. Phốc phốc phốc, nhưng mà sau một khắc, từng đóa bông tuyết tại hư không nở rộ, vô số huyết kiếm từ bên trong cơ thể tu sĩ bắn ra, 20, 30 chiến hoàng cảnh trực tiếp bị xuyên thành cái sàng, máu tươi nhuộm đỏ chân trời, trong không khí tràn ngập một cỗ khí tức khắc nghiệt cùng huyết tinh. 20, 30 bộ thi thể ngã xuống đất, bộ dáng cực kỳ thê thảm, rất nhiều người liền kêu thảm cũng không kịp gọi ra. Bởi vì một kiếm này là từ thể nội bọn hắn kích phát mà ra, lúc kiếm khí xuyên thể, lục phủ ngũ tạng bọn hắn đã sớm bị quấy vỡ nát. Mọi người biết Tiêu Phàm chuẩn bị đại khai sát giới, người Ninh gia ở trong mắt Tiêu Phàm vẻn vẹn chỉ là người chết mà thôi. Chết đi, một cỗ lực lượng bành trướng đột nhiên từ đỉnh đầu Tiêu Phàm phủ xuống. Ninh Vô Thánh rốt cục nhịn không được ra tay với Tiêu Phàm, nếu như không xuất thủ, qua một lúc trên 100 chiến hoàng Ninh gia khả năng đều bị Tiêu Phàm giết sạch. Những người này mà chết, Ninh Vô Thánh tuyệt đối khó từ tội lỗi, thậm chí vị trí gia chủ đều sẽ có dao động. Đương nhiên, Ninh gia cũng sẽ không tự tiện thay đổi vị trí gia chủ, dù sao, nếu như đổi gia chủ, há không phải nói Ninh gia sợ hắn Tiêu Phàm. Chỉ cần chưa dao động Ninh gia, Ninh gia sẽ không để ý Ninh Vô Thánh làm cái gì, đây cũng xem như quyền lực và uy nghiêm gia chủ nên có. Hư không tiếng ầm ầm không dứt, một làn sóng tiếp theo một làn sóng đáng sợ như thủy triều đánh thẳng vào Tiêu Phàm, một quyền cương to lớn hung hăng rơi xuống. Oanh, hư không nổ vang một tiếng, hỏa vân thạch lót đường vỡ nát tứ phương, từng đường vết nứt to lớn lan tràn bốn phương tám hướng, dù là quảng trường chiến hồn học viện đều hơi một chút ba động. Tiêu Phàm đâu? Trong lòng đám người bỗng nhiên rung động một cái, lại phát hiện Tiêu Phàm không thấy tăm hơi. Đây chính là thực lực hoàng phủ chiến hoàng, vậy mà trực tiếp miểu sát Tiêu Phàm, thật đáng sợ. Hưu, đột nhiên, bên trong bụi bặm cuồn cuộn, kiếm mang lấp lóe, xông thẳng chân trời, tốc độ nhanh vô cùng, dù cách xa nhau mấy trăm trượng, đám người đều cảm giác ra mình cực kỳ đau nhói khó chịu. Đó là kiếm ý Tiêu Phàm, tất cả mọi người trong nháy mắt minh bạch. Tiêu Phàm cũng không có chết. Chỉ là kiếm ý quá đáng sợ, trừ khoái ra, còn ẩn chứa sát ý vô địch, một cỗ sát ý dũng mãnh tiến tới. A, à, đột nhiên, một tiếng hét thảm tiếng từ trong bụi bặm vang lên, bên trong bụi bặm có một vệt máu tươi vẩy trên không trung. Mọi người muốn nhìn rõ cái gì nhưng căn bản nhìn không được rõ ràng. Bên trong bụi bặm, Tiêu Phàm cười lạnh nhìn Ninh Vô Thánh đối diện. Trước mặt Ninh Vô Thánh có một đạo bóng người. Bị một chuôi trường kiếm xuyên thấu. Ninh Vô Thánh, ngươi thật đúng là hèn hạ, vậy mà dùng người gia tộc mình làm bia đỡ đạn. Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, nguyên bản một kiếm này coi như giết không chết Ninh Vô Thánh, cũng sẽ tạo thành trọng thương cho hắn. Tiêu Phàm không nghĩ tới tại thời khắc mấu chốt, Ninh Vô Thánh vậy mà dùng tu sĩ Ninh gia ngăn khuất trước người mình, tránh thoát một kiếm tất sát. Ninh Vô Thánh nhất thời không biết nói gì. Vừa rồi hắn ẩn ẩn nhìn thấy một kiếm kia của Tiêu Phàm, dù vậy, hắn cũng không có phương pháp phá chiêu, đành phải dùng người Ninh gia ngăn khuất trước người mình. Ngươi đã muốn bọn hắn chết như vậy, vậy ta thành toàn ngươi, theo ý ngươi. Tiêu Phàm rút ra Tu La kiếm, quay người nhào về phía người Ninh gia, như sói lạc bầy dê, khóe miệng hiện ra hung ác. Ninh Vô Thánh ngươi đều không trân quý tính mệnh chiến hoàng Ninh gia, Tiêu Phàm ta thì sợ cái gì chứ? Để bọn hắn một mực làm tấm mộc cho Ninh Vô Thánh, còn không bằng ta tự mình giết bọn hắn, chỉ cần tất cả bọn hắn chết, nhìn ngươi còn có cái gì có thể ngăn. Nghiệt xúc, Ninh Vô Thánh kinh hãi, Tiêu Phàm chuẩn bị đại khai sát giới,
lấy thực lực Tiêu Phàm cho dù hắn tự mình muốn cứu những người khác cũng khó khăn. Trong lòng Ninh Vô Thánh cực kỳ không cam lòng, nhưng vì để nhiều người Ninh gia sống sót, Ninh Vô Thánh vẫn quyết định quát ầm lên, chạy mau. Chạy, chạy không được, giết chóc chân chính hiện tại bắt đầu. Trên mặt Tiêu Phàm đều là vẻ nghiền ngẫm, dường như hắn giết không phải người mà là cà rốt cải trắng. Ly Hỏa Đế Đô, bên cạnh đường đi ngoại thành phồn hoa, một lão khất cái đang ngồi cúi đầu ngủ gật. Sát ý thật mạnh, tất cả sát ý ngưng tụ thành một đường, thậm chí một điểm, lão bất tử đến Ly Hỏa Đế Đô rồi. Đột nhiên, lão khất cái mở hai mắt, con mắt đục ngầu lóe qua một vòng thanh minh ánh sáng, sau đó quỷ dị tại chỗ biến mất, tựa như cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Không bao lâu, vị trí quảng trường Chiến Hồn Học Viện nội viện, trong một ngõ ngách đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, chính là lão khất cái trước đó. Ninh gia thật đúng là lớn gan, dám lấy nhiều khi ít, ỷ mạnh hiếp yếu, người nói không ai dám động tới Ninh gia ngươi đúng không? Ta cũng phải nhìn xem, Ninh gia ngươi có bao nhiêu cân lượng. Trong mắt lão khất cái lóe lên vẻ hàn quang. Sau đó con người rơi vào trên người Tiêu Phàm, lóe qua vẻ hài lòng, không tệ không tệ, vậy mà lĩnh ngộ một tia sát phạt ý chí, hơn nữa còn hoàn mỹ dung nhập kiếm đạo bên trong, không hổ là đồ nhi ngoan. Nếu như Tiêu Phàm nhìn thấy lão khất cái này, tự nhiên liếc mắt liền có thể nhận ra, đây không phải là sư phụ hắn Túy ông sao. Sau một lát trên sinh tử đấu trường, trong một gian phòng cực kỳ kín đáo, một thanh niên huyết phát áo bào tím đang ngồi, trên người hắn có một cỗ khí tức huyền diệu lưu chuyển. Thanh niên huyết phát không phải ai khác, chính là Huyết Vô Tuyệt. Giờ phút này hắn đang tu luyện, mấy tức sau, khí tức toàn thân Huyết Vô Tuyệt chậm rãi ổn định lại. Hai con người khép mở, một cỗ huyết sát chi khí bắn ra. Siêu, đột nhiên, một vệt sáng gào thét mà tới, không đợi Huyết Vô Tuyệt phản ứng, một chuôi huyết sắc đoản kiếm trực tiếp cắm ở trên mặt đất trước người hắn, vào sâu ba phần. Huyết Vô Tuyệt cúi đầu nhìn chuôi huyết kiếm trên mặt đất, con người hơi hơi co rụt lại, sau đó trên mặt lộ ra một tia vui vẻ, yên tâm. Trên huyết sắc đoản kiếm còn có một tờ giấy, Huyết Vô Tuyệt hơi có chút kích động cầm tới nhìn một chút. Thần sắc hơi hơi ngưng trọng, sau đó không chút hoang mang thốt ra ba chữ, Diệt Ninh gia. Không sai, đây chính là chữ trên tờ giấy kia, vẻn vẹn chỉ có ba chữ, tựa như nói một việc không có ý nghĩa. Ninh gia, lão đầu chưa từng nổi giận như vậy, các ngươi đến cùng làm cái gì khiến người người oán trách, khiến hắn tức giận như vậy. Huyết Vô Tuyệt lắc đầu thở dài, ánh mắt cũng chỉ có coi thường, không có bất kỳ thương hại. Bên ngoài quảng trường Chiến Hồn Học Viện, Tiêu Phàm giống như sói đói xông vào bên trong đám người, bắt đầu trắng trợn thu hoạch sinh mệnh, âm thanh máu tươi bay vụt, tiếng kêu thảm thiết giao thoa không dứt. Tu sĩ vây xem trong lòng hung ác run rẩy một cái, Tiêu Phàm thật đúng là quá tàn nhẫn, đây là chuẩn bị đổ sát trên trăm chiến hoàng cảnh Ninh gia sao. Hắn thực có can đảm, có ít người ngay từ đầu coi Tiêu Phàm đang hù dọa Ninh Vô Thánh, thế nhưng hiện tại cũng hoàn toàn bị dọa sợ, dù sao đây chính là một trong tam đại cự phách gia tộc. Nếu như những chiến hoàng cảnh này đều chết trong tay Tiêu Phàm, thực lực Ninh gia có lẽ sẽ không tới mức thảm trọng, nhưng tuyệt đối là tổn thất to lớn. Rất nhiều người nghe được mệnh lệnh Ninh Vô Thánh, hướng Bê Sát Các Sa Gá Ốn phương tám hướng bỏ chạy, tốc độ nhanh vô cùng, giống như đang chờ mệnh lệnh Ninh Vô Thánh hô chạy trốn. Đây có lẽ cũng là biện pháp duy nhất giúp giảm bớt tổn thất Ninh gia, không trốn tuyệt đối sẽ chết, đào vong, Tiêu Phàm cũng giết không được nhiều như vậy. Kiếm chi luật động, Tiêu Phàm nhìn một đám chiến hoàng Ninh gia bắt đầu chạy trốn, thần sắc cũng biến thành cực kỳ lạnh lùng, tu la kiếm trong tay trái nháy mắt rút ra, một dải lụa từ trong tầm mắt rất nhiều người lóe qua. Sau một khắc, xung quanh mấy trăm trượng bên trong, rất nhiều tu sĩ cầm kiếm đột nhiên phát hiện kiếm trong tay hơi hơi rung rung. Kiếm ta xảy ra chuyện gì? Làm sao lại động? Có người kinh hô ra, kiếm bọn hắn tựa như muốn phá không mà ra, rung động không thôi. Thời khắc rung động càng có từng đạo kiếm khí dập dờn mà ra, hướng về giữa sân kích xạ mà đến. Vạn kiếm quy tông, Lâu Ngạo Thiên lộ ra một tia kinh ngạc, con người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng tràn ngập một tia chiến ý. Đầu tiên là có thiên nhân hợp nhất, sau lại có vạn kiếm quy tông, thực lực Tiêu Phàm xác thực không đơn giản. Sở Khinh Cuồng hít sâu một cái, con người nhìn về phía Tiêu Phàm cũng hơi hơi biến hóa. Đây vẫn chỉ là bắt đầu. Lâu Ngạo Thiên lắc đầu, mặc dù biết rõ Tiêu Phàm rất mạnh,
nhưng hắn vẫn không coi Tiêu Phàm có thể chiến thắng. Cho dù đối mặt Ninh Vô Thánh, hắn cũng nhất định phải xuất ra toàn bộ thực lực, dù sao Hoàng Phủ Chiến Hoàng không phải Chiến Hoàng đỉnh phong bình thường, mà đã lĩnh ngộ tam trọng ý cảnh. Hơn nữa, Ninh gia cực đại, khẳng định có chiến đế cường giả tỏa chấn, một khi thật uy hiếp đến địa vị Ninh gia, những lão bất tử kia đoán chừng cũng sẽ nhảy ra. Tiêu Phàm tất nhiên có thể tại chiến vương cảnh trung kỳ chém giết chiến hoàng cảnh trung kỳ, nhưng tại chiến hoàng cảnh trung kỳ tuyệt đối không có khả năng chém giết cường giả chiến đế. Trước mặt chiến đế, dù là chiến hoàng cảnh đỉnh phong cũng chỉ là một con kiến hôi mà thôi, một ý niệm trong đầu chiến đế cảnh liền có thể khiến cho diệt vong. Giết chết Ninh Vô Thánh căn bản không cách nào dao động Ninh gia, nhưng lấy tính cách Tiêu Phàm sẽ chỉ dừng bước tại cái chết Ninh Vô Thánh thôi sao? Tuyệt đối sẽ không. Cho dù Tiêu Phàm có thể ẩn nhẫn, nhưng Ninh gia tuyệt đối không có khả năng buông tha cho hắn. Một người trong vòng mấy tháng có thể từ chiến vương cảnh đột phá đến chiến hoàng trung kỳ, ai biết qua 1-2 năm có thể từ chiến hoàng trung kỳ đột phá đến chiến đế trung kỳ hay không? Ninh gia tuyệt đối không dám đánh cược, cho nên nhất định phải đem Tiêu Phàm bóp chết trong nôi. Ong ong hồng hộc, ngay tại giờ phút này, vô số kiếm khí đột nhiên phóng ra quang mang sáng chói, vô số kiếm khí tàn phá hư không. Những tu sĩ Ninh gia chạy trốn đó có không ít người bị kiếm khí xé nát, hóa thành vô số huyết nhục rơi xuống hư không. Quỷ dị là, những kiếm khí kia không đâm vào cùng một chỗ, nhưng lại vô cùng lăng lệ, tựa như miêu tả lấy một bộ đường vân huyền ảo. Kiếm văn, trong lòng Bắc Thần Phong kinh hãi không thôi, thật lâu không thể bình tĩnh, ai, người so với người làm người ta tức chết, nhiều năm như vậy ta đều không đụng chạm đến cảnh giới đó. Hắn ngắn ngủi mấy tháng vậy mà liền vận dụng vào kỹ thuật đánh nhau. Một kiếm này cũng không phải là một kiếm bình thường, mà là Tiêu Phàm lĩnh ngộ kiếm văn dung nhập vào. Những kiếm khí này nhìn qua mặc dù cực kỳ bình thường nhưng tốc độ cực nhanh, hơn nữa góc độ xảo trá, căn bản không phải người bình thường có thể ngăn cản được. Hơn nữa, tâm thần Tiêu Phàm có thể tùy ý khống chế tất cả kiếm khí, ý niệm đến chính là kiếm khí qua, bọn hắn làm sao có thể trốn được. Không trung phát ra âm thanh thê lương thảm thiết, vẻn vẹn còn lại 70, 80 người, chạy trốn mười mấy 20 người, những người khác đều chết dưới một kiếm kia của Tiêu Phàm. Đám người nhìn trợn mắt hốc mồm, trong miệng đủ để nhét cả quả trứng vịt. Một kiếm vừa nãy chém giết hai chiến hoàng cảnh đỉnh phong đã khiến kinh hãi thế tục, nhưng hiện tại hắn vậy mà một kiếm giết chết hơn 60 chiến hoàng cảnh, việc này quá đáng sợ rồi. Rất nhiều người đã đem hai chữ Tiêu Phàm xem như cấm kỵ, về sau tuyệt đối đừng đụng phải tên sát tinh này, quá biến thái, hoàn toàn không phải người. Mười mấy người sắc mặt trắng bạch vô cùng, trên người cũng hoặc nhiều hoặc ít có chút vết kiếm, đám người cảm giác tay chân mỏi nhừ, trực tiếp sụi lơ trên mặt đất. Tiêu Phàm Ninh Vô Thánh triệt để tức giận, dùng hết toàn lực gào thét, mạch máu trên cổ trướng lên đỏ bừng, tựa như muốn nổ tung, quát lên, nhận lấy cái chết. Ninh gia chết hơn 80 chiến hoàng cảnh, vị trí gia chủ của hắn cũng tuyệt đối khó từ tội lỗi, nếu như giết không được Tiêu Phàm, vị trí gia chủ Ninh gia sẽ không còn là của hắn nữa. Đương nhiên, Ninh Vô Thánh giờ phút này không nghĩ nhiều như vậy, chỉ muốn giết chết Tiêu Phàm, vì báo thù giết con cùng rửa cái nhục ngày hôm nay. Ngươi đã muốn chết, thành toàn cho ngươi. Tiêu Phàm không sợ hãi chút nào, đạp chân xuống giống như một trận gió nhào về phía Ninh Vô Thánh. Ngươi đã muốn chết, thành toàn cho ngươi. Lời nói trương dương mà tự tin vang vọng thật lâu tại hư không, đám người cảm giác hô hấp cứng lại, tất cả đều bị bá khí Tiêu Phàm làm cho chấn kinh. Chẳng lẽ hắn thực sự là đối thủ Ninh Vô Thánh? Ha ha, nhóc con miệng còn hôi sữa, trừ một kiếm quỷ dị kia, ngươi cho rằng ngươi là cái gì, không đem ngươi lột ra chóc thịt, ta khó tiết mối hận trong lòng. Ninh Vô Thánh mặt lộ vẻ dữ tợn, hóa thành một vệt sáng phóng tới Tiêu Phàm. Trên người hắn đột nhiên tản ra một cỗ chi uy hoảng sợ, huyết khí cuồn cuộn phóng lên tận trời, phía trên đỉnh đầu đột ngột xuất hiện một đầu cự lang to lớn. Đó còn là một đầu cự lang toàn thân mọc ra bộ lông màu đỏ, lông tóc căn căn dựng thẳng lên như thần kim đúc thành, tại mi tâm cự lang có ba con mắt. Trong đó hai con mắt đỏ bừng vô cùng, không có con ngươi, toàn bộ con ngươi đều là huyết sắc, con mắt thứ ba nằm dọc, mấp máy. Bát phẩm chiến hồn, huyết đồng tham lang. Đám người liếc mắt liền nhận ra chiến hồn Ninh Vô Thánh, bị dọa đến nhao nhao rút lui, sợ tai bay vạ gió. Huyết đồng tham lang, thần sắc Tiêu Phàm hơi ngưng tụ,
hắn cũng biết qua chiến hồn huyết đồng tham lang có chỗ quỷ dị, huyết đồng tham lang cực kỳ khát máu, sát phạt quả đoán. Cho dù là bên trong hồn thú, công kích huyết đồng tham lang cũng cực kỳ cường đại. Đương nhiên, quỷ dị nhất vẫn là con mắt dọc mi tâm kia, khi nó mở ra, có thể tản ra một loại hủy diệt chi quang, dù là tu sĩ cùng giai cũng không dám chính diện giao phong. Tiêu Phàm hít sâu một hơi, gia chủ đại gia tộc thật đúng là không có một người nào đơn giản. Nếu như không phải chiến hoàng cảnh đột phá chiến đế cảnh quá mức gian nan, chiến hồn chỉ là một phương diện trong đó, có lẽ Ninh Vô Thánh đã sớm phóng ra một bước kia. Giống, bên trong hư không, huyết sắc cự lang gào thét, hư không chấn động run lên, Ninh Vô Thánh lóe lên một tia cười, trong nháy mắt xuất hiện ở trước người Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không lùi mà tiến tới, u linh chiến hồn hiển hiện, hồn lực đáng sợ cổ động áo bào, hắn không lo không sợ. Dù đối phương là hoàng phủ chiến hoàng, hắn cũng không sợ hãi. Sát lục chi quyền, Ninh Vô Thánh một quyền hung hăng đáng sợ hướng ngực Tiêu Phàm mà đến, con người hắn cũng đỏ bừng tới cực điểm, mang theo hung quang khát máu. Sắc mặt Tiêu Phàm lạnh lùng, một quyền nghênh đón, tất cả hồn lực cuồn cuộn đều hội tụ phía trên nắm đấm, cùng nắm đấm Ninh Vô Thánh giao kích tại chỗ. Oanh, hai quyền va chạm, lực lượng cương phong đáng sợ tựa như chấn vỡ không trung. Một đạo huyết sắc quang lãng hướng bốn phương tám hướng quét sạch, hỏa vân thạch trên đường cái trực tiếp bị cắt mở, xuất hiện một khe rãnh thật sâu. Ầm ầm, đột nhiên, thân thể Tiêu Phàm bay ngược ra, như một vệt sáng phóng tới khu kiến trúc phương xa. Khu kiến trúc nhao nhao sụp đổ, bụi bặm nổi lên bốn phía, tiếng vang đáng sợ chấn động hơn 10 dặm xung quanh. Giống, cũng đúng lúc này, Tiểu Kim gầm lên giận dữ, hóa thành một vệt sáng hướng về Ninh Vô Thánh đánh tới. Toàn thân thiêu đốt lực lượng hỏa diễm. Hồn thú này thật đúng là tự tìm cái chết, đến Tiêu Phàm đều không phải đối thủ, nó đi lên há không phải chịu chết. Đám người mặt coi thường, rất nhiều người ước Tiêu Phàm chết. Tiểu Kim, dừng tay. Cũng đúng lúc này, một tiếng quát như sấm vang lên, Tiểu Kim đột nhiên ngừng thân hình, hung thần ác sát nhìn chằm chằm Ninh Vô Thánh. Bên trong phế tích, một đạo thân ảnh chật vật chậm rãi đạp không mà lên. Trừ Tiêu Phàm còn có thể là ai? Bốn phía mọi người trong lòng run lên, kinh ngạc nhìn Tiêu Phàm, tựa như nói, bị như này cũng không chết, Tiêu Phàm chẳng lẽ là Tiểu Cường đánh không chết sao? Hắn y phục phá toái không chịu nổi, khóe miệng tràn ra một tia tinh hồng tiên huyết, lạnh lùng nhìn Ninh Vô Thánh, mặt coi thường nói, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Còn không có tất yếu để ngươi xuất thủ, giết gà sao lại dùng đao mổ trâu? Đám người nghe vậy, trợn mắt hốc mồm nhìn Tiêu Phàm, gia hỏa này quả nhiên vẫn cuồng vọng như cũ, thực lực đầu sư tử con kia cũng chỉ là thất giai trung kỳ đi, có mạnh hơn nữa lại có thể mạnh đi nơi nào. Ngươi lại còn dám phát ngôn bừa bãi, giết gà không cần dao mổ trâu. Đây là đem Ninh Vô Thánh so sánh với con gà sao? Thằng danh con, thực lực ngươi xác thực vượt qua ta tưởng tượng, bất quá, ở trước mặt ta vẫn chỉ là sâu kiến. Ngươi lại thi triển một kiếm kia đi, bằng không. Người rốt cuộc không có bất kỳ cơ hội nào. Ninh Vô Thánh nhe răng cười một tiếng, thân hình cùng huyết đồng tham lang dung hợp tại cùng một chỗ, toàn bộ thân hình nhảy lên thật cao, muốn đem Tiêu Phàm đập nát. Nhân hồn hợp nhất, ngươi sợ rồi, Tiêu Phàm nhe răng cười một tiếng, lộ ra một hàm răng trắng như tuyết. Tay phải hắn giữ chuôi kiếm Tu La kiếm tùy thời chuẩn bị thi triển sát phạt chi kiếm, tâm đám người trong nháy mắt khẩn trương tới cực điểm. Bàn tử, Quan Tiểu Thất, Phong Lang đám người nắm đấm nắm chặt, tùy thời đều sẵn sàng xông lên. Kiếm Hoàng cùng Hỏa Hoàng hai người liếc nhau, cũng chuẩn bị tùy thời xuất thủ. Đồ nhi ngoan, trước đó hẳn không phải là ranh giới cuối cùng của ngươi, để vi sư nhìn xem ranh giới cuối cùng của ngươi đến cùng là như thế nào. Bên trong xó xỉnh, Túy ông híp hai mắt, tựa như muốn đem Tiêu Phàm xem thấu. Tiêu Phàm đứng lơ lửng trên không, nhìn Ninh Vô Thánh đối diện. Thần sắc đạm nhiên, sợi tóc lộn xộn theo gió phiêu đãng, lẳng lặng chờ đợi Ninh Vô Thánh đến. Đám người đều thay Tiêu Phàm bóp một vệt mồ hôi lạnh, tiểu tử ngươi coi như đánh không lại, cũng hoàn toàn có thể chạy trốn mà, làm sao đứng ở đó không nhúc nhích. Tiểu tử, chết đi, nhớ kỹ kiếp sau làm người, đừng có không coi ai ra gì. Có thể giết ngươi còn có khối người. Xuyên, thú ngươi, ta thay ngươi báo. Nhìn thấy Tiêu Phàm bất phi sở động. Khóe miệng Ninh Vô Thánh lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Hắn thấy, Tiêu Phàm là đang chờ chết,
móng vuốt bá đạo nâng lên, nhìn như chậm chạp lại nhanh đến cực hạn, chỉ là mắt thường bắt không kịp, cho nên tại hư không hình thành hình chập chờn. A, à, cũng đúng lúc này, khóe miệng Tiêu Phàm lộ ra một tia cười khẽ. Thử ngâm, Tu La kiếm lần nữa ra khỏi vỏ, lần này cùng trước đó càng thêm khác biệt, không có bất kỳ lợi mang, liền tựa như một động tác rút kiếm bình thường. Nhìn thấy Tiêu Phàm có động tác, đám người trợn to hai mắt muốn nhìn rõ, nhưng mà khiến bọn hắn thất vọng là cái gì cũng không có. Chỉ có số ít mấy người con ngươi hơi co rụt lại, Lâu Ngạo Thiên, Kiếm Hoàng chính là hai người trong đó, bởi vì bọn hắn rốt cục thấy rõ một kiếm này của Tiêu Phàm. Tụ hội tất cả kiếm khí, kiếm ý cùng hồn lực tại một chỗ, bộc phát ra gấp 10 lần, thậm chí gấp trăm lần lực công kích, khó trách có thể chém giết Chiến Hoàng đỉnh phong. Trong lòng hai người rung động không thôi, tựa như trong nháy mắt có một chút minh ngộ. Ha ha, thì ra là thế, ngươi chỉ là mưu lợi mà thôi, xem ra vẫn là đánh giá quá cao ngươi. Ninh Vô Thánh tùy tiện cười to, hắn cũng nhìn rõ ràng một kiếm kia của Tiêu Phàm. Ngu xuẩn, Ninh Vô Thánh cứ như vậy coi thường, thấy rõ lại như thế nào, có thể ngăn được sao? Bàn tử mặt coi thường. Vừa dứt lời, Ninh Vô Thánh ngừng bật tiếng cười. Huyết đồng tham lang móng vuốt bỗng rằng co tại chỗ. Chuyện gì xảy ra, đám người không biết vì sao, trên mặt đều là vẻ nghi hoặc. Phốc, đột nhiên Ninh Vô Thánh phun ra một ngụm máu tươi, trong mắt lóe lên vẻ sợ hãi, căm tức nhìn Tiêu Phàm, run rẩy nói, ngươi, ngươi. Ngươi cái gì ngươi, ngươi là muốn nói ta cũng dám giết ngươi đúng không? Tiêu Phàm chậm rãi thu hồi Tu La kiếm, lời này, ta nghe rất nhiều người nói qua. Bất quá ta muốn nói là, giết ngươi thì như thế nào? Nói đến đây, trong mắt Tiêu Phàm bắn ra một cỗ kiếm khí lăng lệ, băng lãnh, vô tình. A Ninh Vô Thánh ngửa mặt lên trời gào thét, đột nhiên huyết đồng tham lang khí thế tăng nhiều, toàn thân huyết khí quay cuồng. Không tốt, huyết đồng tham lang muốn mở con mắt thứ ba. Có người kêu sợ hãi, không chút do dự hướng về nơi xa bỏ chạy, cũng không dám đợi ở chỗ này. Huyết đồng tham lang mở mắt, cái kia không phải khủng bố bình thường, đã từng có người từng thấy một đầu bát giai đỉnh phong huyết đồng tham lang mở mắt, hủy diệt chi quang thậm chí ngay cả chiến đế đỉnh phong cũng đều ngăn cản không nổi, dưới lực lượng hủy diệt kia liền hóa thành cho bụi. Ninh Vô Thánh dù sao cũng là hoàng phủ chiến hoàng, huyết đồng tham lang chiến hồn cũng chí ít trưởng thành đến thất giai đỉnh phong, uy lực hủy diệt chi quang liền có thể đoán. Cho dù chiến hoàng đỉnh phong cũng chưa chắc có thể chịu đựng lấy. Huống chi chiến hoàng cảnh bình thường. Bất quá, vì hủy diệt chi quang cực kỳ đáng sợ, bởi vậy huyết đồng tham lang một khi thi triển, cũng hẳn phải chết là không nghi ngờ. Nói cách khác, một kích này của huyết đồng tham lang chính là dùng sinh mệnh mình đánh đổi. Về phần chiến hồn, một khi huyết đồng tham lang mở mắt, chiến hồn cũng chắc chắn vỡ nát. Chẳng ai ngờ rằng, Ninh Vô Thánh vậy mà quyết đoán như thế, vì giết Tiêu Phàm, dù hy sinh tính mạng mình cũng sẽ không tiếc. Lão Tam, mau lui lại, nơi xa bàn tử kêu lên sợ hãi, thực lực Tiêu Phàm có lẽ rất mạnh, nhưng vẫn chỉ là chiến hoàng trung kỳ mà thôi, làm sao có thể ngăn cản được hủy diệt chi quang của huyết đồng tham lang. Tiêu Phàm khi nhìn thấy huyết đồng tham lang mở mắt, trong lòng hoảng hốt, một cỗ cảm giác nguy cơ lên cao trong lòng, hắn không chút do dự vung ra một kiếm, muốn chém giết Ninh Vô Thánh. Nhưng con mắt thứ ba của huyết đồng tham lang mở ra cực kỳ tấn mãnh. Hắn vừa mới rút kiếm, một đạo cột sáng huyết sắc từ bên trong con mắt thứ ba của huyết đồng tham lang bắn ra, xông thẳng đến Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chân đạp lưu quang trích tinh bộ, cấp tốc thối lui quay về, hắn nhanh, bất quá quang mang kia, ai có thể một kiếm chém chùm sáng đây. Vượt quá bản năng, Tiêu Phàm không chút do dự dùng U Linh chiến hồn bao vây lấy thân thể, U Linh chiến hồn ngưng tụ thành một cánh tay to lớn, hướng về hủy diệt chi quang oanh sát mà đến. Đám người chạy trốn quay đầu trông lại, bắt gặp Tiêu Phàm xuất thủ, trong lòng hơi hơi rung động, rất nhiều người càng là cảm khái, Tiêu Phàm này thật đúng là không sợ trời không sợ đất. Nếu như Tiêu Phàm nghe nói như thế, nhất định sẽ giận mắng không thôi, ta không phải là không sợ, mà là căn bản chạy không thoát, hủy diệt chi quang khiến trong lòng hắn cực kỳ bất an. Xì xì, một trận thanh âm bén nhọn vang lên, khiến Tiêu Phàm rất ngạc nhiên là... Hủy diệt chi quang vậy mà cùng nắm đấm U Linh chiến hồn biến ảo đâm vào cùng một chỗ. U Linh chiến hồn dùng hồn lực ngưng tụ mà thành, lại có thể cùng hủy diệt chi quang giao phong, vậy hủy diệt chi quang há không phải cũng là hồn lực biến thành.
Làm Tiêu Phàm nhìn về phía Huyết Đồng Tham Lang, lại phát hiện thân thể Huyết Đồng Tham Lang dùng mắt trần có thể thấy tốc độ thu nhỏ, hồn lực cuồn cuộn tất cả đều rót vào bên trong Hủy Diệt Chi Quang. Thì ra là thế, Hủy Diệt Chi Quang chính là công kích hồn lực đặc thù, chỉ bởi vì lấy sinh mệnh làm đại giá cho nên công kích mới có thể đáng sợ như vậy. Tiêu Phàm trong nháy mắt nghĩ thông suốt Hủy Diệt Chi Quang là vật gì. Hủy Diệt Chi Quang sở dĩ cường đại, đáng sợ như thế chính là bởi vì là công kích hồn lực đặc thù. Công kích là ý thức, hơn nữa còn là viễn siêu công kích hồn lực cùng giai, khó trách người bình thường căn bản ngăn cản không nổi. Bất quá đối với Tiêu Phàm, chỉ cần là hồn lực công kích, hắn thật đúng là không sợ. U Linh Chiến Hồn chính là một cỗ máy thôn phệ hồn lực, hắn đã từng vô số lần thử dùng U Linh Chiến Hồn thôn phệ hồn lực công kích, cho tới bây giờ còn không có thất bại qua. Cái gọi là hồn lực công kích, đối với U Linh Chiến Hồn mà nói là thuốc bổ vô cùng tốt. Nuốt cho ta, lo lắng trong lòng Tiêu Phàm diệt hết, U Linh Chiến Hồn điên cuồng phun trào, bắt đầu thôn phệ Hủy Diệt Chi Quang. Đúng rồi, nếu U Linh Chiến Hồn có thể thôn phệ Hủy Diệt Chi Quang, vậy có phải U Linh Chiến Hồn cũng có thể thi triển Hủy Diệt Chi Quang a? Ánh mắt Tiêu Phàm sáng lên, sau đó thi triển Nhất Tâm Nhị Dụng, tâm thần chìm vào bên trong hồn hải. Dẫn ra U Linh Chiến Hồn, dẫn dắt một tia Hủy Diệt Chi Quang tiến vào bên trong hồn hải. Tiêu Phàm bắt đầu cẩn thận nghiên cứu, nếu như có thể nghiên cứu triệt để huyền bí Hủy Diệt Chi Quang, đây tuyệt đối là một đại sát chiêu. Ngăn được rồi, chiến hồn kia là chiến hồn gì, làm sao cùng tứ phẩm U Ảnh Chiến Hồn giống nhau như thế? Ngu xuẩn, U Ảnh Chiến Hồn có mạnh như vậy à, huống chi, nếu như chỉ là tứ phẩm U Ảnh Chiến Hồn, Tiêu Phàm làm sao có thể đột phá chiến hoàng cảnh đây? Cũng đúng, chiến hồn Tiêu Phàm rất cường đại, so với bát phẩm chiến hồn bình thường càng cường đại hơn. Đám người chạy trốn nơi xa đột nhiên đều ngừng bước chân, kinh ngạc quay đầu nhìn Tiêu Phàm, đây chính là Hủy Diệt Chi Quang đấy, vậy mà cũng có thể đỡ nổi. Chiến hồn này so với lần trước có vẻ như mạnh hơn, chẳng lẽ là... Tuy ông bên trong xó xỉnh nơi xa đột nhiên híp hai mắt, trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó bỗng nhiên lắc đầu, không có khả năng. Chiến hồn kia chỉ là một truyền thuyết, không có khả năng tồn tại. Có thể làm cho túy ông thất sắc như thế là cực kỳ thưa thớt, chiến hồn Tiêu Phàm tính là một cái. Bất quá vô luận như thế nào, thiên phú Tiêu Phàm đều không kém gì hai sư huynh nó. Túy ông lại mở miệng nói, con người vô cùng kiên định. Bên ngoài, Tiêu Phàm cũng không quan tâm, tâm thần hắn một mực đắm chìm trong việc lĩnh ngộ Hủy Diệt Chi Quang. Không có khả năng. Ngươi làm sao không có việc gì? Buồn bực nhất phải kể tới Ninh Vô Thánh. Hủy Diệt Chi Quang là vương bài sát chiêu, vậy mà một tiểu tử chiến hoàng cảnh trung kỳ có thể chống đỡ. Giờ phút này, trên mặt hắn khôi phục vài tia hồng nhuận phơn phớt, hiển nhiên là hồi quang phản chiếu. Ta không tin giết không chết ngươi. Ninh Vô Thánh điều động tất cả hồn lực, quang như bên trong Hủy Diệt Chi Quang. Hủy Diệt Chi Quang quang mang đại thịnh, xông thẳng đến bao phủ Tiêu Phàm ở trong đó. Sắc mặt đám người bàn tử hơi đổi một chút, chuẩn bị xuất thủ lại bị hỏa hoàng ngăn lại, đừng động, Tiêu Phàm không có việc gì. Nếu như Ninh Vô Thánh thực giết Tiêu Phàm, hỏa hoàng đã sớm xuất thủ. Thì ra là thế, ha ha, cái gọi là Hủy Diệt Chi Quang kỳ thật cũng không gì hơn cái này. Đột nhiên, bên trong Hủy Diệt Chi Quang truyền đến một trận thanh âm cười to. Hủy Diệt Chi Quang cũng không gì hơn cái này. Đám người nghe vậy trên mặt lộ ra vẻ cổ quái. Tiêu Phàm là cố ý đả kích Ninh Vô Thánh sao? Còn nói Hủy Diệt Chi Quang thật không quá như thế. Dùng Hủy Diệt Chi ý dung nhập hồn lực trong công kích, liền có thể có dạng hiệu quả này, vì cái gì nhất định phải tự tàn. Tiêu Phàm im lặng nhìn Ninh Vô Thánh, chậm rãi từ bên trong Hủy Diệt Chi Quang đi tới. Hắn cũng phát hiện một loại đặc tính chung trên chiến hồn đại lục, phần lớn mọi người đều bảo thủ không chịu thay đổi, đồ vật khủng bố căn bản không biết vì sao sẽ khủng bố. Không nhiều người nghiên cứu nó. Liền tựa như Hủy Diệt Chi Quang này, theo Tiêu Phàm, rất nhiều người đều có thể lĩnh ngộ ra, đương nhiên, mấu chốt nhất là có thể thi triển hồn lực công kích. Nhớ kỹ kiếp sau làm người, không được không coi ai ra gì. Có thể giết người có khối người. Đáng tiếc, thù của con trai của ngươi vĩnh viễn cũng báo không được. Tiêu Phàm nhàn nhạt mở miệng, đem lời nói Ninh Vô Thánh còn nguyên trả lại. Phốc phốc, một đạo kiếm quang chớp lóe, đám người chỉ thấy đầu Ninh Vô Thánh cao cao bay lên, trong mắt đều là vẻ kinh khủng cùng không cam lòng.
Tê, đám người hít một hơi lạnh, gia chủ Ninh Vô Thánh, Ninh gia, một trong tam đại cự phách gia tộc lại bị Tiêu Phàm chém chết. Dạng sự tình này mọi người nghĩ cũng không dám nghĩ, nhưng mà Tiêu Phàm đã làm được. Tiêu Phàm ẩn tàng đủ sâu. Ánh mắt Bắc Thần Phong hơi ngưng tụ, hắn phát hiện, bản thân hoàn toàn nhìn không thấu Tiêu Phàm. Tiêu Phàm cẩn thận, mọi người còn chưa từ trong lúc khiếp sợ lấy lại tinh thần, đột nhiên thanh âm hỏa hoàng hét lớn vang lên. Ngay sau đó, mọi người chỉ thấy được một đạo hỏa quang phóng từ hướng chân trời, xông thẳng đến vị trí Tiêu Phàm. Phía trên không trung, trong nháy mắt ngưng tụ thành một đạo trưởng cương to lớn, trưởng cương cực kỳ rộng lớn, bản lĩnh hết sức cao cường, hư không đều có chút chìm, chịu không nổi cỗ uy áp này. Chiến đế, con người đám người co rụt lại, cỗ áp lực thật lớn, tuyệt đối là cường giả chiến đế cảnh không thể nghi ngờ, bằng không không có khả năng đáng sợ như thế. Dù sao, ở đây rất nhiều đều là cường giả chiến hoàng cảnh. Trước đó cảm thụ qua khí tức trên người Ninh Vô Thánh căn bản không có đáng sợ như vậy. Tại thời khắc hỏa hoàng hét lớn, Tiêu Phàm cũng đã cảm giác được một cỗ khí tức nguy hiểm tới gần, hắn nghĩ, nhưng căn bản không kịp, thời khắc vội vàng chỉ có thể vung ra một kiếm. Nhưng trưởng cương kia căn bản bất động, tiếp tục hướng phía dưới đè xuống, gặp nhau hơn mấy trượng. Tiêu Phàm cảm giác bị chấn động đến khí huyết sôi trào, thân thể tựa như muốn nổ tung. Hỏa hoàng từ nơi xa kích xạ tới, sắc mặt vô cùng nóng nảy, hắn thi triển cực tốc nhưng vẫn chậm không ít. Dưới một trường này, Tiêu Phàm chỗ nào chịu đựng được, tuyệt đối hẳn phải chết là không nghi ngờ. Dạng thiên tài này nếu như vẫn lạc ở chỗ này, tuyệt đối là tổn thất chiến hồn học viện, sau đó Bác lão đoán chừng cũng sẽ phát cuồng. Hỏa hoàng rõ ràng, Bác lão đối với tên đồ đệ Tiêu Phàm này là rất yêu thích. Phốc, nhưng đúng vào lúc này. Một đạo kiếm chỉ đột nhiên từ trong hư không nhô ra, xông thẳng tới trưởng cương kia mà đến. Kiếm chỉ chạm đến trưởng cương kia, trưởng cương tựa như một trang giấy mỏng, trực tiếp bị nát vụn. Hơn nữa, kiếm chỉ tốc độ không giảm, xông thẳng một góc nơi xa mà đến. Oanh, một tiếng vang kinh người, vài tòa kiến trúc nổ tung, toái thạch bay vụt, bụi bặm cuồn cuộn, một đạo lưu quang màu xám từ trung tâm vụ nổ bắn ra, trong nháy mắt xuất hiện ở phía trên không trung. Đó là một lão giả áo xám, thân hình khô gầy, huyết khí mỏng manh, một đầu khô trắng lại thưa thớt tóc trong gió phiêu động, con người hãm sâu lóe ra sát khí nồng đậm. Gần như đồng thời, trước người Tiêu Phàm xuất hiện một cái lão giả dơ bẩn, lão giả cầm một cái hồ lô rượu, một mặt bình tĩnh nhìn lão giả áo xám đối diện nói, đường đường chiến đế, ứng phó một tên chiến hoàng cảnh còn muốn đánh lén, xem ra Ninh gia ngươi thật đúng là không cần tồn tại. Hiển nhiên. Lão giả dơ bẩn chính là Túy Ông, hắn một mực chú ý đến động tĩnh Tiêu Phàm, nào sẽ để Tiêu Phàm bị người khác giết. Đám người nghe được Túy Ông nói, trong lòng hơi kinh hãi, người kia là ai, so với Tiêu Phàm còn muốn bá đạo, một câu đoạn sinh tử Ninh gia. Cuồng vọng, Ninh gia ta tồn tại mấy ngàn năm, người có thể tưởng tượng. Về sau Ninh gia ta càng ngày sẽ càng cường thịnh, áo xám lão giả lạnh lùng cười nói, trên mặt đều là vẻ ngạo nhiên. Ninh gia tồn tại mấy ngàn năm còn chưa bao giờ có người dám cùng Ninh gia nói chuyện như thế, dù là đế tộc cũng không dám, đây chính là nội tình Ninh gia, lão giả áo xám tự ngạo tự nhiên cũng có vốn liếng của hắn. Đó là trước kia, ta nói là hiện tại. Túy ông cầm bầu rượu hướng trong miệng rót một ngụm, cười tủm tỉm nói. Ngươi chính là sư tôn Tiêu Phàm, chiến đế cảnh, vừa vặn lão hủ mấy chục năm không có động thủ, hôm nay để ngươi tế đao. Lão giả áo xám mặt coi thường nhìn Túy ông. Đột nhiên, Túy ông xoay người rời đi, trong nháy mắt xuất hiện ở bên người Tiêu Phàm tựa như không muốn cùng lão giả áo xám giao thủ. Đó là sư tôn Tiêu Phàm, có vẻ như cũng không gì hơn cái này. Đám người kinh ngạc không thôi, bọn hắn đều nghe nói qua Tiêu Phàm có một sư tôn chiến đế cảnh, vốn cho là rất mạnh nhưng mà hiện tại dũng khí giao chiến cùng chiến đế cường giả Ninh gia đều không có, đám người khó tránh khỏi khinh thường. Nhưng khiến tất cả thần sắc mọi người cứng lại là, Túy ông đột nhiên nhìn về phía Hỏa Hoàng nói, Hỏa tiểu tử, ngươi cùng hắn đi chơi đi. Hỏa tiểu tử, đám người hai mắt kinh ngạc không thôi, đây chính là tam đại tối cường hoàng giả, lại bị lão đầu kia xưng là tiểu tử. Bọn hắn kinh ngạc không thôi, Hỏa Hoàng cũng hơi sững sờ, trong lòng có chút khó chịu. Bản thân dù sao cũng là chiến đế cảnh, hơn nữa ngươi cũng là một lão đầu, ta cũng là một lão đầu. Dựa vào cái gì kêu ta là tiểu tử?
Hỏa Hoàng sư huynh, lão sư ta cùng bác lão là hảo hữu. Tiêu Phàm vội vàng tụ thanh âm thành tuyến nói. Hỏa Hoàng nghe vậy con ngươi khẽ run lên, hảo hữu bác lão. Há không phải cùng một cấp bậc với bác lão. Nghĩ vậy, lửa giận trong lòng Hỏa Hoàng biến mất không ít, mình ở trước mặt bác lão tất cung tất kính à, lão đầu này có vẻ như cũng rất không đơn giản. Hơn nữa, sự tình bản thân hắn đột phá chiến đế cảnh chỉ có số ít mấy người biết mà thôi, mình cũng chưa từng tản mát ra khí tức chiến đế cảnh, lão đầu này liếc mắt liền nhìn ra. Vâng, tiền bối. Hỏa Hoàng ngẫm lại vẫn gật đầu. Hỏa Hoàng, người cũng cùng Ninh gia ta là địch, lão giả áo xám khinh thường nhìn Hỏa Hoàng nói. Không phải cùng Ninh gia ngươi là địch, mà là Ninh gia ngươi cùng Chiến Hồn Học Viện ta là địch, công nhiên giết học viên Chiến Hồn Học Viện ta. Nếu như Chiến Hồn Học Viện học viên ta đều bảo hộ không được, về sau còn có ai dám gia nhập Chiến Hồn Học Viện? Hỏa Hoàng thản nhiên nói. Hừ, việc này không có quan hệ gì với Chiến Hồn Học Viện, Ninh gia ta chỉ là báo thù riêng mà thôi. Lão giả áo xám trầm giọng nói, Hỏa Hoàng chụp mũ cho hắn, hắn cũng không dám mang. Dù là Ninh gia hắn cũng không dám đối địch với Chiến Hồn Học Viện, Chiến Hồn Học Viện mặc dù không có lịch sử lâu đời như Ninh gia, nhưng nội tình không phải Ninh gia có thể so sánh. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, Ninh gia ngươi dù sao cũng nhanh diệt vong, ai cùng ai là địch cũng không đáng kể. Túy ông giống như rất khó chịu, hai người lằng nhằng, uể oải mở miệng nói. Ngươi, lão giả áo xám vừa định phản bác, đột nhiên một đạo thanh âm sốt ruột nơi xa truyền đến. Đại trưởng lão, nhanh trở về, Ninh gia ta. Lão giả áo xám bỗng nhiên quay đầu, dọc theo nguồn thanh âm nhìn lại, lại nhìn thấy một lão giả máu me khắp người, lão giả hiển nhiên tổn thương không nhẹ. Ninh vực, chuyện gì xảy ra? Nhìn thương thế trên người Ninh vực, trong lòng lão giả áo xám có loại dự cảm không tốt. Ninh gia ta đột nhiên xuất hiện một huyết y nhân cường đại, gặp người liền giết, người Ninh gia ta, chết hết, chết hết. Ninh vực nửa quỳ tại hư không, thanh âm càng ngày càng suy yếu. Toàn thân lão giả áo xám run lên, nghiêm nghị nói, tam trưởng lão và nhị trưởng lão đâu? Tất cả đều chết, Ninh gia quý phủ, chó gà không tha. Ninh vực bi phẫn nói. Lão giả áo xám tựa như sét đánh, thân hình đứng không vững, kém chút rơi xuống hư không. Chết, chết hết, làm sao có thể, lão giả áo xám trong miệng lẩm bẩm, một mặt bi phẫn, cả người tựa như trong nháy mắt già nua mấy chục tuổi. Ninh gia bị diệt tộc. Là ai làm, đám người kinh hãi không thôi. Ninh gia là đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm qua, thời điểm huy hoàng nhất từng có chiến thánh cường giả xuất hiện. Dù hiện tại không còn như năm đó, nhưng cho tới bây giờ chưa từng đứt đoạn chiến đế cảnh, dù Nam Cung gia tộc muốn hủy diệt Ninh gia cũng phải ước lượng thực lực Ninh gia. Nhưng hiện tại lại bị diệt tộc, sư tôn Tiêu Phàm vừa mới không phải nói Ninh gia sẽ bị diệt tộc sao? Ngươi không cảm thấy rất trùng hợp sao? Đột nhiên có tu sĩ nhớ tới cái gì, con người bỗng nhiên co rụt lại. Tiêu Phàm cũng không nhìn được kinh ngạc nhìn Túy Ông, trong mắt ôm một tia hỏi thăm, nhưng Túy Ông lại cười nhạt một tiếng, xem như ngầm thừa nhận, hơn nữa tựa như làm một việc không có ý nghĩa. Là ngươi, lão giả áo xám Ninh gia đại trưởng lão bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía Túy Ông, sát cơ vô hạn. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 28.